Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2201, mạnh mẽ, hải nạp không sông, tại để ba bộ thần vương cảnh sơ kỳ con rối nhận chủ sau. Diệp Thần Phong liền lần nữa cẩn thận cảm ứng lên toàn bộ tiểu thế giới. Hắn chả không vội đi thấy người nhà của mình, hắn dự định trước tiên đem toàn bộ biến hóa khá lớn tiểu thế giới tra xét một lần, Lần này thực lực tăng lên tới thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ sau đó tiểu thế giới mặt nạ là cực có mở rộng, từng tòa từng tòa liên miên không dứt cao sơn, từng cái từng cái lớn vô cùng dòng sông. Tại một phen cảm ứng sau, Diệp Thần Phong xuất hiện tại một tòa thật to hẻm núi trước, từng trận âm phong từ trong hẻm núi thổi đi ra. Nhíu mày Diệp Thần Phong, hắn cảm ứng dĩ nhiên thẩm thấu không vào nội bộ hẻm núi, theo lý tới nói hắn là tiểu thế giới chủ nhân, toàn bộ tiểu thế giới có chỗ nào có thể giấu được hắn. Cho nên hắn càng phát cảm giác được chỗ này hẻm núi kỳ quái, hắn mới đến đây bên trong tìm tòi hư thực. Diệp thần phong chỉ là ngẫm nghĩ chốc lát, hắn liền hướng về bên trong cốc đi đến, tại bước vào hẻm núi trong nháy mắt, hắn lập tức cảm giác cực hạn trọng lực áp bước ở trên người mình, hơn nữa tại đây trong hẻm núi, hắn phát hiện mình lần nữa đối tiểu thế giới mất đi trưởng khống, thậm chí ở nơi này đã hạn chế tất cả thiên địa pháp tắc, liền ngay cả trong gân mạch linh khí dòng sông cũng không cách nào thuận lợi vận chuyển lại diệp thần phong chân mày nhíu càng ngày càng gấp rồi nếu nơi này là hỗn độn những người đầu tiên nhận chức chủ nhân lưu lại như vậy nơi này nhất định ẩn giấu đi cái gì bất kể như thế nào hắn đều phải yếu đi về phía trước bây giờ hết thảy long tinh đều tiêu hao hết tất rồi hắn muốn muốn lần nữa nhanh chóng tăng vào thực lực là không thể nào Ban đầu ở viễn cổ tù thiên giới nội lấy được viễn cổ bùn nhện nội đan, nhất định muốn đợi được thực lực của hắn đột phá đến thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ sau, hắn mới có thể hấp thu viễn cổ bùn nhện nội đan, đồng thời mượn nội đan một lần bước vào thần vương cảnh. Cho nên tạm thời tới nói viễn cổ bùn nhện nội đan còn phái không hơn tác dụng. Diệp Thần Phong từng bước từng bước tại trong hẻm núi đi lại, bởi vì bốn phía trọng lực nguyên nhân lại có thêm tất cả thiên địa pháp tắc đều bị hạn chế ở, cho nên hắn bước ra mỗi một bước đều phi thường gian nan. Trọng yếu nhất hắn tạm thời mất đi đối tiểu thế giới trưởng khống, bằng không hắn một ý nghĩ là có thể ở nơi này tùy ý xuyên qua. Tại đi lại tập tính đi lại một ngày một đêm sau. Diệp thần phong cuối cùng là đi tới chỗ này hẻm núi phần cuối, chỉ thấy phần cuối chính là một chỗ thẳng tắp vách núi, tại vách núi phía trên nhất đỉnh chóp có một cái đen như mực sơn động, Tại đây thẳng tắp trên vách núi đá, có từng cái từng cái hố nhỏ, này từng cái từng cái hố nhỏ một đường lan tràn đã đến đỉnh chóp. Bất quá, tại đây hố nhỏ bên trong còn có một cái căn vô cùng sắc bén hắc thứ, những này hắc thứ màu sắc nồng nặc như mực. Muốn đến vách núi đỉnh chóp cửa động bên trong. Diệp thần phong nhất định muốn dựa vào chính mình leo lên đi rồi, bây giờ trong cơ thể hắn nhưng là tăng lên không nổi bất kỳ một tơ linh khí. Tại đây thẳng tắp trên vách núi leo lên, hắn chỉ có thể hai chân trừng lên trên vách núi hố nhỏ hai tay lôi kéo trên vách núi hố nhỏ như vậy tránh không được muốn cùng hố nhỏ bên trong từng cây từng cây gai nhọn chân thật tiếp xúc diệp thần phong không có quá nhiều do dự hắn biết vách núi đỉnh chóp trong hang núi khẳng định có đồ vật tồn tại hắn lập tức bắt đầu leo lên rồi mà khi hắn bắt đầu leo lên sau đó hắn phát hiện hắn hai chân căn bản vô pháp đạp ở hố nhỏ bên trong thật giống hố nhỏ bên trong có nguồn sức mạnh tại bài xích hai chân của hắn. Hắn chỉ có thể dựa vào hai tay đi lên từ từ bò. Nhưng này đối với hắn mà nói thì càng thêm gian nan cùng thống khổ. Hai chân phái không hơn tác dụng, Diệp Thần Phong chỉ có thể dùng được hai tay gắt gao leo vách núi hố nhỏ, cả người hắn là treo ở giữa không chung, cho nên hố nhỏ bên trong màu đen gai nhọn là trực tiếp xuyên thấu bàn tay của hắn. Những này màu đen gai nhọn sắc bén khó có thể tưởng tượng. Diệp Thần Phong thủ trưởng tại đây chút gai nhọn trước mặt, dường như một tờ giấy mỏng bình thường. Hơn nữa những này màu đen gai nhọn còn chưa không phổ thông, tại gai nhọn đâm thủng Diệp Thần Phong bàn tay nháy mắt. Nhất cổ cực hạn đau nhức tại bàn tay của hắn bên trên lan tràn ra, để thân thể hắn không kiềm hãm được run rẩy hai lần hắn cảm giác bàn tay của chính mình thật giống đang bị lên tới hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm cắn. Mồ hôi điên cuồng từ hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lỗ chân lông bên trong sông ra, miệng hắn bên trong cắn răng thật chặt răng. Đâm này, đâm này, bàn tay từ màu đen gai nhọn bên trong nhổ ra. Lại là một loại cực hạn thống khổ, làm bàn tay của hắn leo vách núi hướng về một cái khác hố nhỏ thời điểm, bàn tay của hắn lập tức lại bị một cái khác hố nhỏ bên trong gai nhọn cho xuyên thấu. Không bao lâu, Diệp Thần Phong hai bàn tay toàn bộ được tiên huyết cho nhiễm đỏ, từng cái hố nhỏ bên trong màu đen gai nhọn, tại trên bàn tay của hắn xuyên thấu ra từng cái rậm rạp chẳng chịt lỗ máu. Diệp Thần Phong gân xanh trên trán nổi lên, lông mày của hắn nhíu thật chặt, loại kia xót ruột đau đớn mỗi giờ mỗi khắc đều tại hành hạ hắn. Trong cổ họng thỉnh thoảng sẽ phát sinh tiếng kêu rên, trong miệng là không ngừng hút vào hơi lạnh. Ước chừng tại leo lên sau ba tiếng. Diệp thần phong cuối cùng là đi tới vách núi đỉnh chóp, hắn hai chỉ hai tay đã sớm là không ra hình dạng gì rồi, hắn hai cái tay thậm chí có chút biến thành đen, có thể là được từng cây từng cây màu đen gai nhọn không ngừng đâm thủng qua duyên cớ đi. Hẳn là nhiễm lên trên mũi nhọn màu đen. Tại Diệp Thần Phong ngồi ở vách núi đỉnh chóp trước động khẩu, miệng hắn bên trong không ngừng thở hổn hển thời điểm, hắn hai con máu thịt be bét trên bàn tay vết thương lại đang nhanh chóng động lại. Cuối cùng hắn hai bàn tay không chảy máu nữa rồi, chỉ là mặt trên từng đạo vết tích đập vào mắt kinh người, còn có hắn hai bàn tay ra thịt dĩ nhiên biến thành màu đen. Diệp thần phong không có cảm giác đến bên trong thân thể có bất kỳ khác thường gì, hắn tại trì hoãn thở ra một hơi sau đó hắn hướng về trong hang núi đi đến. Bên trong hang núi này không gian cũng không phải phi thường to lớn, hẳn là chỉ có một gian phòng nhỏ lớn như vậy. Ở trong sơn động bộ trên vách đá khảm nạm từng khối từng khối phát sáng tinh thạch, này để chỉnh trong sơn động tràn đầy ánh sáng. Tại sơn động bên trái địa phương có một cái hắc thủy ao, cũng không biết cái ao này bên trong hắc thủy là cái gì. Diệp Thần Phong bắt đầu cẩn thận quan sát hang núi này, cuối cùng ánh mắt của hắn như ngừng lại ao phía trên trên vách đá. Chỉ thấy tại vách đá trên cùng rồng bay phượng múa khắc họa bốn chữ lớn hải nạp bách xuyên. Tại đây bốn cái cứng cáp mạnh mẽ đại tự phía dưới, viết một ít chữ nhỏ, theo Diệp Thần Phong từ từ nhìn xuống, hắn trong con người bắt đầu nổi lên ánh sáng. Này hải nạp bách xuyên hẳn là một loại chiến kỹ, hoặc là một loại bí pháp, hay hoặc giả là một loại bí thuật, những này chữ nhỏ là pháp môn tu luyện, căn cứ mặt trên chỗ tự thuật, biển chính là Bách Xuyên có thể điên cuồng hấp thu còn lại người tu luyện trong cơ thể linh khí. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định muốn đối phương đã bị chết, hơn nữa tử vong thời gian không thể vượt qua một canh giờ, như vậy lợi dụng hải nạp Bách Xuyên là có thể đem tử vong người tu luyện trong cơ thể, những kia có thể dung hợp sức mạnh toàn bộ tụ hợp vào trong cơ thể mình hấp thu. Bất kể là thực lực cường đại cỡ nào người tu luyện, chỉ là đối phương tử vong thời gian tại trong vòng một canh giờ, là có thể lợi dụng biển chính là Bách Xuyên đem đối phương cho hấp. Phạm, này hải nạp Bách Xuyên tên như ý nghĩa, là thanh tu luyện hải nạp Bách Xuyên người tỷ dụ thành biển rộng, mà còn lại người tu luyện nhưng là tỷ dụ thành từng cái từng cái dòng sông, cuối cùng cũng là muốn tụ hợp vào biển rộng bên trong. Diệp thần phong tại đêm này hải nạp Bách Xuyên hoàn chỉnh nhìn một lần sau đó tâm tình của hắn hoàn toàn kích động, hắn đang giàu không có nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp xử lý đây. Này hải nạp bách xuyên quả thực là vì bây giờ hắn đo ni đóng giày. Trọng yếu nhất căn cứ trên vách đá chỗ miêu tả, này biển chính là bách xuyên không có bất kỳ tác dụng phụ, lợi dụng biển chính là bách xuyên hấp thu năng lượng đến đột phá thực lực, sẽ không cho người tu luyện tạo thành bất kỳ không ổn định tình huống, này biển chính là bách xuyên quả thực là quá cường đại. Này biển chính là bách xuyên là hỗn độn những người đầu tiên nhận chức chủ nhân khác ở nơi này, ở phía trên còn để lại hỗn độn những người đầu tiên nhận chức chủ nhân một đoạn văn, đại khai ý tứ chính là hải nạp bách xuyên chính là hắn chế tạo ra, đối với cái này một điểm diệp thần phong cũng không có quá mức ngạc nhiên. Phải biết hỗn độn những người đầu tiên nhận chức chủ nhân, đồng dạng cũng là sáng lập hỗn độn cực hạn kiểu như châu bò nhân vật, hắn nhưng là viễn cổ thời đại sơ kỳ trước đó cái kia càng thêm lâu dài thời đại đại năng, có thể nói liền ngay cả lão bạch cùng lão hắc cũng không cách nào cùng nhân vật bực này so sánh. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, có cái môn này hải nạp bách xuyên, xem ra khoảng cách người bước vào thần vương cảnh cũng sẽ không quá xa, chỉ là ta đoán chừng này hải nạp bách xuyên cần phải có sự hạn chế, nếu không phải dựa vào hải nạp bách xuyên không ngừng hấp thu, có thể trực tiếp đến sống mãi rồi, lấy ta suy đoán, khả năng tại bước vào thần vương cảnh sau đó hải nạp bách xuyên tác dụng hội rất có giảm bớt. Bất quá, hải nạp bách xuyên đối với bây giờ ngươi đến nói quả thực là tại thích hợp bất quá. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, tiểu tử, nói không chắc ngươi có thể trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần vương cảnh cường giả. chương 2202, Tu Luyện Đại Thành Này hải nạp bách xuyên là dựa vào hấp, thu tử vong người tu luyện trong cơ thể năng lượng, dùng này đến tăng lên chính mình thực lực. Nói hiểu rõ một chút này hải nạp bách xuyên thuộc về hắc. Ám, hệ, nhất định là sẽ bị chính đạo người chơ chẽn, thậm chí tại bây giờ trong ma đạo cũng không tồn tại loại thủ pháp này. Một khi Diệp Thần Phong tại công chúng địa phương thi triển, chỉ sợ hắn hội lập tức thành vì tất cả mọi người công địch. Dù sau này hải nạp bách xuyên cũng coi như là nghịch thiên rồi, bất kể là chính đạo trả là ma đạo người đều sẽ thèm nhỏ rãi, chính đạo người sẽ dùng chữ ác danh tiếng đến tập nã Diệp Thần Phong. Nhưng bây giờ Diệp Thần Phong đã cùng tiêu giao cung bọn hắn không chết không thôi rồi, Hắn không để ý nhiều như vậy, chỉ cần là có mang một viên chính nghĩa chi tâm, như vậy tu luyện cái gì cũng không là trọng yếu nhất, đến vĩnh sinh chi lộ nguyên bản chính là đi ngược lên trời, cho dù toàn bộ thiên huyền giới đều phải cùng hắn là địch thì lại làm sao? Lẽ nào và toàn bộ thiên huyền giới là địch, này sẽ so với đến sống mãi còn khó hơn sao? Diệp Thần Phong trong lòng là có chính mình kiên thủ nguyên tắc, cho dù hắn tu luyện hải nạp bách xuyên, hắn cũng sẽ không vì tăng cao thực lực hơn nữa giết chết những kia cùng hắn không thù không oán người, này hải nạp bách xuyên là dùng để hấp thu hắn địch người trong cơ thể năng lượng. Chính là rác rưởi lợi dụng ma, những kia chết rồi kẻ địch có thể trợ giúp hắn nhanh chóng tăng cao thực lực, này sao lại không làm. Diệp thần phong ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, này hải nạp bách xuyên thuộc về công pháp. Bí pháp, vẫn là bí thuật. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, này hải nạp bách xuyên nhưng là hỗn độn những người đầu tiên nhận chức chủ nhân sáng tạo, này hẳn không phải là công pháp, cần phải cũng khác biệt với bí pháp cùng bí thuật, người chỉ để ý tu luyện là được rồi. Diệp thần phong lại bắt đầu lại từ đầu nhìn kỹ lên trên vách đá pháp môn tu luyện rồi, trên vách đá nhắc tới muốn đem hải nạp bách xuyên tu luyện thành công, phải dùng hai tay tại trước mặt cái này hát trong ao ngâm, thẳng đến trong hồ màu đen biến mất không còn một mống mới có thể diệp thần phong ngồi xổm ở ao một bên hắn đem hai tay chậm rãi đưa vào trong hồ để trong hồ hắc thủy đem bàn tay mình nuốt mất rồi nhưng mà tại diệp thần phong hai tay của được hắc thủy nuốt hết sau đó cả người hắn lập tức sắc mặt kịch biến hắn hai bàn tay lại đang chậm rãi được ăn mòn loại này ăn mòn đau nhức khiến hắn trong lúc nhất thời hơi lạnh thẳng hấp nhưng căn cứ trên vách đá chỗ miêu tả một khi đưa bàn tay để vào ao bên trong liền không thể tạm thời rút ra rồi bằng không cả đời này đều không thể tu luyện hải nạp bách xuyên rồi. Diệp thần phong chỉ có thể nhanh cắn chặt hàm răng. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm ao bên trong, hắn nhìn thấy bàn tay của chính mình được hủ thực một khối sau đó hắn trên lòng bàn tay làn da màu đen hội nhanh chóng nhúc nhích, sau đó được ăn mòn thịt lập tức sẽ mọc ra đến. Này làm cho Diệp thần phong là bỗng nhiên tỉnh ngộ rồi, trước đó thống khổ leo vách núi vách núi phải là hỗn độn nhẫn người đầu tiên nhận chức chủ nhân đang vì hắn tu luyện hải nạp bách xuyên làm chuẩn bị. Vừa vặn bàn tay được từng cây từng cây màu đen gai nhọn xuyên thấu, màu đen kia gai nhọn bên trong cần phải có một loại cùng này hắc thủy ở chung kiềm chế năng lượng, này mới khiến cho hắn được ăn mòn thịt lập tức mọc ra. Nhưng cái cảm giác này vẫn còn quá thống khổ, thật giống như có người không ngừng giết chết ngươi, lại không ngừng cho ngươi phục sinh bình thường. Nhưng Diệp Thần Phong nghị lực là không lời nói, nhiều thêm thống khổ hắn cũng nhất định muốn chịu đựng xuống. Hai giờ sau, diệp thần phong hai bàn tay thượng thống khổ đang chậm chậm biến mất rồi, mà trong hồ nước cũng đang chậm chậm biến thành màu trắng rồi. ở trong ao triệt để không có màu đen, sau đó diệp thần phong lập tức đem hai cái tay của mình cho rút ra, chỉ thấy hắn hai bàn tay đen nồng nặc cực kỳ. bất quá màu đen tại chiều ngầu u bàn tay của hắn chỗ tụ lại cuối cùng hắn hai cái tay trên mu u bàn tay tạo thành một cái vòng xoáy màu đen đồ án, này vòng xoáy màu đen đồ án không ngừng tại trên mu u bàn tay của hắn xoay tròn, cuối cùng từ từ triệt để thẩm thấu tiến vào mu u bàn tay của hắn bên trong, hai cái vòng xoáy khi hắn mu u bàn tay trên ra biến mất rồi, hắn hai bàn tay khôi phục màu sắc nguyên thủy. Căn cứ trên vách đá từng nói, tại trên mu u bàn tay có vòng xoáy màu đen đồ án hình thành sau, Vậy thì đại biểu có thể tu luyện Hải nạp Bách xuyên rồi. Diệp Thần Phong đã sớm đem Hải nạp Bách xuyên pháp môn tu luyện ghi vào trong lòng, trong thân thể hắn bắt đầu từ từ đã vận hành lên pháp môn tu luyện, nhưng Hải nạp Bách xuyên pháp môn tu luyện vận chuyển phi thường phức tạp, bên trong thân thể của hắn linh khí sẽ không ngừng bị thẻ chủ. Cuối cùng dẫn đến không cách nào vận chuyển đi xuống. Hơn nữa mỗi một lần vận chuyển bị kẹt chặt Diệp Thần Phong bên trong thân thể đều sẽ có một loại huyết khí dâng lên cảm giác, thậm chí tại liên tục thẻ 5 lần sau đó khóe miệng của hắn trả tràn ra từng tia từng tia tiên huyết đến. Nhưng Diệp Thần Phong nhưng là có kiên nhẫn tinh thần. Điểm ấy cửa ải khó đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn không ngừng nỗ lực vận chuyển Hải Nạp Bách Xuyên Pháp môn. Lại qua sau 5 tiếng. Rốt cuộc Hải Nạp Bách Xuyên Pháp môn có thể tại Diệp Thần Phong trong cơ thể thuận sướng vận chuyển tại pháp môn thuận lợi vận chuyển thời điểm, tại Diệp Thần Phong hai cái tay trên lưng lập tức hiện lên vừa vặn hai cái vòng xoáy màu đen đồ án, hai cái này vòng xoáy màu đen tại trên ngầu u bàn tay của hắn không nhanh không chậm xoay tròn. Diệp Thần Phong cảm giác hai bàn tay của mình bên trong có nhất cổ đặc thù sức hút sinh ra, khóe miệng hắn hiện lên một vệt nụ cười, cái cảm giác này hẳn là tu luyện thành công hải nạp bách xuyên rồi. Tuy nhiên không địa phương có thể thí nghiệm một cái. Diệp Thần Phong đi ra khỏi sơn động, tại cửa động ngược lại là sinh trưởng vài cây không đáng tiền linh thảo, này hải nạp bách xuyên có thể hấp thu các loại linh thảo bên trong năng lượng sao. Diệp Thần Phong lập tức đem nhất trí linh thảo nhổ tận gốc, thậm chí đem dễ của nó cũng làm hỏng, một cái gốc linh thảo nên tính là chết rồi. Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức vận chuyển pháp môn, trên mờ u bàn tay của hắn lập tức xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, hắn hai tay nắm cái kia một gốc linh thảo, trên mu bàn tay thượng vòng xoáy màu đen lập tức tăng nhanh xoay tròn, dĩ nhiên thật sự có từng tia một năng lượng tại chảy vào trong cơ thể hắn. Bất quá, năng lượng rất nhanh sẽ đình chỉ chảy vào, một cái gốc linh thảo tuy rằng không đáng tiền, nhưng cũng sẽ không chỉ có chút này năng lượng. Cuối cùng Diệp Thần Phong được ra một cái kết luận, hải nạp bách xuyên tuy rằng có thể hấp thu linh thảo trong cơ thể năng lượng, thế nhưng hấp thu linh thảo, trong đó phần lớn năng lượng hội trôi đi, vốn là lãng phí linh thảo, này hải nạp bách xuyên hẳn là chuyên môn là nhằm vào người tu luyện. Tại thu được cái kết luận này sau đó Diệp Thần Phong cũng không dần vặt lung tung rồi, dù sao hắn biết mình là tu luyện thành công hải nạp bách xuyên rồi. Diệp Thần Phong sau đó đưa bàn tay bên trong đã khô quát khô héo linh thảo vứt sang một bên. Chính lúc lúc này, một con thành, nhân thủ cớ bàn tay màu đỏ chi chu tại sơn động bên phải địa phương bỏ sát, con này màu đỏ chi chu nhìn chằm chằm nhìn chăm chú vào Diệp Thần Phong, này màu đỏ chi chu hẳn là tiểu thế giới kết quả, cũng coi như là lạ yêu thú, bởi vì Diệp Thần Phong cảm giác được này con nhện khí thế trên người tại niết bàn cảnh khoảng trưng. Nếu hấp thu linh thảo bên trong năng lượng không lý tưởng, như vậy hấp thu yêu thú bên trong năng lượng đâu này? Đối với thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ Diệp Thần Phong mà nói, hắn đối phó như thế một con nhện quả thực là chuyện dễ dàng, bàn tay hắn vung lên, một đạo kinh khí lập tức đem con này màu đỏ chi chu đánh chết Diệp thần phong hai bàn tay đặt tại màu đỏ chi chu trên người Ở trong người pháp môn vận chuyển sau đó hắn hai cái tay trên lưng lập tức lần nữa hiện lên hai cái vòng xoáy màu đen Lần này lập tức có năng lượng nhất định chảy vào trong cơ thể hắn So với vừa vặn hấp thu linh thảo năng lượng mạnh hơn nhiều Những kia màu đỏ chi chu trong cơ thể có thể để cho diệp thần phong dung hợp năng lượng Toàn bộ một mạch chảy vào trong cơ thể hắn con này màu đỏ chi chu thân thể cũng khô quắt xuống. Xem ra lợi dụng Hải nạp bách xuyên hấp thu chết đi yêu thú trong cơ thể năng lượng, cùng hấp thu người tu luyện trong cơ thể năng lượng hẳn là giống nhau. Tại làm hai cái này thí nghiệm sau đó Diệp Thần Phong đã đối Hải nạp bách xuyên có chút hiểu biết rồi. Nếu để cho hắn hấp thụ nhiều mấy cái thiên thần cảnh hoặc là thần vương cảnh cường giả, hắn bước vào thần vương cảnh không phải ngay trong tầm tay sao? Giờ khắc này Diệp Thần Phong trả thật hy vọng mau chút có không có mắt người đến gây chuyện hắn, trong tay hắn có ba cái thần vương cảnh sơ kỳ con rối trong lòng của hắn nhưng là có rất lớn tự tin rồi. Tiểu gia hỏa, người cũng không cần thật cao hứng, căn cứ ngươi vừa vặn hai lần hấp thu, này hải nạp bách xuyên cũng không phải đem đối phương hết thải năng lượng một mạch tụ hợp vào bên trong cơ thể ngươi, chỉ là đem một phần có thể nhanh chóng dung hợp tiến ngươi thân trong cơ thể năng lượng hấp thu mà thôi, bằng không ngươi hấp thu một cái thần vương cảnh cường giả năng lượng, ngươi là có thể bước vào thần vương cảnh rồi, cho nên ngươi muốn bước vào thần vương cảnh, e sợ phải hấp thụ nhiều một ít cường giả năng lượng mới được. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở, Diệp Thần Phong tỉ mỉ nghĩ lại, vừa vặn hai lần hấp thu chính như Lão Bạch nói giống nhau như đúc, yếu là có thể đem đối phương tất cả năng lượng một mạch hấp thu dung hợp, như vậy này hải nạp bách xuyên liền nghịch thiên không biên giới rồi, bây giờ hải nạp bách xuyên đã coi như là nghịch thiên rồi, Diệp Thần Phong trong lòng cũng thỏa mãn. Audio điện tử võ tấn bền chương 2203, hỗn độn dịch, một dạng nghiêu. Trước đó tại Diệp Thần Phong đến cửa sơn động thời điểm, chung quanh pháp tắc hạn chế liền biến mất rồi, hắn sớm cũng một lần nữa đã lấy được tiểu thế giới quyền khống chế. Hải nạp bách xuyên cũng coi như là tu luyện thành công, Hắn thần niệm một lần nữa tại trong tiểu thế giới cảm ứng, khi hắn cảm ứng đảo qua Vũ Hiểu Phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các loại chỗ của người ở lúc, hắn cảm giác được những người này toàn bộ hoang mang hoảng loạn đang bận bịu, thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ, lập tức xuất hiện tại Vũ Hiểu Phỉ đám người trước mặt. Làm nằm ở trong lúc hốt hoảng Vũ Hiểu Phỉ đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong lúc, cả đám lập tức như là tìm tới nhánh cỏ cứu mạng, bọn hắn lôi kéo Diệp Thần Phong hướng về trước mặt bên trong trang viên đi đến khi tiến vào trang viên một gian phòng sau đó Diệp Thần Phong đồng tử vi vi co rụt lại. Chỉ thấy Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh ba tên này không nhúc nhích nằm, ba người bọn hắn ánh mắt thật chặt nhắm, trong lỗ mũi hô hấp là như ẩn như hiện, khí tức trên người cũng phi thường yếu ớt, ba người bọn họ cả người hiện ra một loại màu xanh sẫm. Diệp Thần Phong lập tức dò xét Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa thân thể, hắn căn bản cảm giác không ra này ba tên tiểu gia hỏa trong cơ thể có bất kỳ khác thường gì, bên trong thân thể ngoại chứ cơ có thể so sánh nhược ở ngoài, thật giống không có bất kỳ không ổn nào chỗ. Diệp thần phong cũng thử dùng linh khí đem này ba tên tiểu gia hỏa tỉnh lại, nhưng linh khí tiến vào này ba tên tiểu gia hỏa trong cơ thể lập tức hội vô ảnh vô tung biến mất. Diệp thần phong tiểu thúc diệp đông kiệt, hắn lập tức giải thích thần phong, ba người bọn hắn ngày hôm qua lúc ban ngày còn rất tốt, tại bọn hắn rời khỏi một chuyến sau khi trở về, rất nhanh thân thể bọn họ liền màu da liền biến thành màu xanh lục rồi, cuối cùng liền một mực hôn mê bất tỉnh rồi. Xem ra Diệp Phàm các loại ba tên tiểu gia hỏa là ở Diệp Thần Phong tiến vào hẻm núi sau mới có chuyện, dù sao trước đó Diệp Thần Phong cảm ứng một lần nơi này, lúc ấy Vũ Hiểu phỉ đám người chả cũng không có bất kỳ dị thương. Diệp Thần Phong cũng tìm không ra ba tên tiểu gia hỏa biến thành như vậy nguyên nhân vị trí, hỏi hắn ba người bọn hắn phải hay không đi qua nơi nào. Chạm qua bên trong tiểu thế giới mới xuất hiện đồ vật. Diệp Đông Kiện gật đầu nói, tại ba người bọn hắn phát sinh biến hóa sau đó chúng ta theo ba người bọn hắn trước đó phương hướng ly khai tìm đi qua, chúng ta phát bây giờ cách chúng ta nơi này không xa mặt đông, có một cái màu xanh sấm cái ao, tại ao một bên còn có lưu lại vệt nước, này ba tên tiểu gia hỏa có thể là tiến vào chỗ kia trong hồ. Nghe vậy, Diệp Thần Phong nói ra, các ngươi ở lại chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Căn cứ Diệp Đông Kiện từng nói, Diệp Thần Phong lập tức hướng về mặt đông cảm ứng mà đi, thân ảnh của hắn lập tức biến mất ở bên trong căn phòng. Một giây sau, hắn liền xuất hiện tại Diệp Đông Kiện trong miệng chỗ nói cái kia ao trước. Tại đây trong hồ đích thật là một loại chất lỏng màu xanh sẫm. Tại ao bên bờ trả dựng đứng cái này một khối bia đá, trên đó viết hỗn độn hai chữ. Diệp Thần Phong tay vươn vào chất lỏng màu xanh sẫm bên trong, nước này ngoại trừ màu sắc đặc thù một điểm bên ngoài, hắn không cảm giác được có bất kỳ đặc biệt rồi, này làm cho lông mày của hắn càng nhăn càng chặt rồi. Lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh trầm ngâm một lúc sau, tiếng nói của hắn tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu ra hỏa, không cần phải gấp, hỗn độn nhẫn đời trước chủ nhân, hắn nếu đem hỗn độn nhẫn truyền thừa cho ngươi, như vậy nơi này xuất hiện đồ vật, khẳng định đều cũng có có ích. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, Lão Bạch, người chỉ sợ cũng nhìn ra này chất lỏng màu xanh sẫm lai lịch chứ. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cười nói, nếu nơi này dựng đứng một khối có khắc hỗn độn hai chữ bia đá, hơn nữa nước này màu sắc vẫn là màu xanh sẫm, như vậy đáp án không phải rất rõ ràng sao. Này một ao nước phải là trong truyền thuyết hỗn độn dịch. Hỗn độn dịch, Diệp Thần Phong Tâm trong tràn đầy nghi hoặc, hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, hỗn độn dịch là vật gì? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, này hỗn độn dịch lai lịch thật không đơn giản a Truyền thuyết tại vùng thế giới này vẫn không có được mở mang lúc đi ra, thế gian vạn vật đều là ở trong hỗn độn, này hỗn độn dịch hay là tại hỗn độn thời đại sinh ra, cho dù tại viễn cổ thời đại sơ kỳ cũng không từng xuất hiện hỗn độn dịch. Ta chẳng qua là đã từng tại một quyển phi thường hẻo lánh cổ tịch thượng từng thấy hỗn độn dịch ghi chép, Truyền thuyết hỗn độn dịch chính là thiên địa sơ sinh kết quả, có người nói hỗn độn dịch có thể cho còn trẻ người tu luyện đánh cơ sở, hoàn toàn cải tạo ngâm người thân thể, tuổi càng trẻ người ngâm hỗn độn dịch hiệu quả càng tốt. Cho nên, người cái kia ba đứa hài tử ngâm hỗn độn dịch. Người một điểm đều không cần lo lắng, này là vận mệnh của bọn hắn, e sợ chờ bọn hắn tỉnh sau đó đi tới, bọn hắn liền sẽ phát sinh biến hóa rất lớn rồi. Đương nhiên này hỗn độn dịch chỉ có thể ngâm một lần, nếu như bị người ngâm sau đó toàn bộ trong hồ hỗn độn dịch liền sẽ mất đi tác dụng, cái kia ba tên tiểu gia hỏa hẳn là đồng thời tiến vào này hỗn độn dịch bên trong. Thân thể của ngươi đã trải qua rất nhiều ngày tại địa bảo cải tạo, huống chi ngươi bây giờ trả để bầu trời trái tim đã trở thành tâm của ngươi chính mình bẩn, nếu như chính ngươi ngâm hỗn độn dịch, ngươi hiệu quả chắc chắn sẽ không so với cái kia ba tên tiểu gia hỏa mạnh. Diệp thần phong khi nghe đến lão bạch cùng lão hắc giải thích sau trong lòng của hắn là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hỗn độn dịch đối diệp phàm bọn hắn không có chỗ xấu, hắn an tâm. Nếu hỗn độn dịch mất đi tác dụng, như vậy Diệp Thần Phong cũng không ở nơi này ở lâu, thân ảnh của hắn rất nhanh lại xuất hiện tại trong phòng, nhìn thấy Vũ Hiểu phỉ cùng Bạch Tuyết Linh các loại ánh mắt sốt sắng, hắn nói ra yên tâm đi, ba người bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào, chúng ta chỉ cần ở một bên nhìn xem là được rồi khi biết Diệp Thần Phong trở về tiểu thế giới sau đó bên trong tiểu thế giới những người còn lại toàn bộ chen đi đến trong phòng đến. Nằm ở trong mê ngủ Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh, bọn hắn nguyên bản hư nhược hô hấp đang từ từ khôi phục có lực, tại bọn hắn làn da mặt màu xanh lục đang chậm rãi thẩm thấu tiến thân thể của bọn họ bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, ngực của bọn họ là có nhịp điệu trên dưới phập phồng. Mỗi phập phồng một lần, thân thể bọn họ bên trong thật khí thế liền tăng cường một phần. Bên trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung vào Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa trên người. Theo, bọn hắn làn da mặt màu xanh lục càng ngày càng ít, bọn hắn khí thế trên người là liên tục tăng lên, này làm cho Diệp Thần Phong con người vi vi ngưng lại, xem ra truyền thuyết này bên trong hỗn độn dịch không giống bình thường a -Hát. Ngoại trừ có thể cải tạo này ba tên tiểu gia hỏa thân thể bên ngoài, này ba tên tiểu gia hỏa thực lực chỉ sợ cũng phải có một lần khó có thể tưởng tượng tăng vọt. Rất nhanh Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa trên người màu xanh sẫm toàn bộ hòa vào trong cơ thể của bọn hắn rồi, bọn hắn ra trên người khôi phục nguyên bản màu sắc. Đợi đến màu xanh lục biến mất không còn một mống sau. Oanh! oanh 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 Từ Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh trên người liên tục không ngừng phóng lên trời từng đạo càng ngày càng khí thế cường hãn. Mỗi vọt lên một đạo khí thế, điều này đại biểu này ba tên tiểu gia hỏa đột phá một tầng thực lực. Đợi được này ba tên tiểu gia hỏa khí thế trên người từ từ ổn định lại sau đó ở đây rất nhiều người toàn bộ nín thở, chỉ cảm thấy Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn bây giờ bên trong thân thể thật khí thế dĩ nhiên nằm ở niết bàn cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ rồi. Diệp Phàm, Diệp Phong cùng Diệp Linh mới bao nhiêu tuổi? Ba người bọn hắn nhưng đều vẫn là thí điểm lớn tiểu hài từ đây. Này làm cho những kia đi theo Diệp Thần Phong từ địa huyền giới người tới là trợn mắt hốc mồm, trên đất huyền giới bên trong, niết bàn cảnh đều có thể xưng tụng cường giả, thậm chí địa huyền giới có phần trong tông môn, Lão tổ đều không có đến niết bàn cảnh, mà này ba tên tiểu gia hỏa lại tại bực này tuổi tác liền đã tới niết bàn cảnh. Quả thực là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ rồi. Diệp Thần Phong tại cảm giác được này ba tên tiểu gia hỏa thực lực sau, hắn trong lòng cũng là liên tục kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình ba đứa hài tử thực lực trực tiếp hội tiêu thăng đến niết bàn, lúc trước hắn bước vào niết bàn nhưng là phí không ít thời gian có thể nói này ba tên tiểu gia hỏa hoàn toàn là tựa ở dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, yếu không phải là bọn hắn có diệp thần phong người phụ thân này, bọn hắn tuyệt đối không thể tại bằng chừng ấy tuổi, thì có bậc này thực lực. Tại khí thế trên người vững chắc xuống sau đó diệp phàm, diệp phong cùng diệp linh này ba tên tiểu gia hỏa, bọn hắn từ từ mở mắt ra, nhưng bọn họ nhìn thấy diệp thần phong thời điểm, trên mặt bọn họ lập tức phóng ra vui sướng nụ cười, từng cái bay thẳng vào diệp thần phong trong ngực. Tất cả mọi người tại chỗ đều là âm thầm líu lưỡi, Diệp Thần Phong ở trong mắt bọn họ là vô cùng kiểu như châu bò, bởi vì Diệp Thần Phong một lần lại một lần sáng tạo ra không thể nào kỳ tích. Bây giờ xem ra Diệp Thần Phong ba đứa hài tử như thế nhiêu, tương lai này ba đứa hài tử thực lực tuyệt đối sẽ không yếu. chương 2204, không cách nào khôi phục. Thực lực tăng vọt về sau Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh. Bọn hắn ra trên người biến càng thêm dịch thấu, từ trên người bọn họ tản ra một loại nhu hòa khí chất. Này hỗn độn dịch dù sao cũng là hỗn độn thời đại kết quả, Diệp Phàm Diệp Phong cùng Diệp Linh có thể có bực này biến hóa ngược lại cũng đúng là hợp lý này ba tên tiểu gia hỏa tại tập trung vào Diệp Thần Phong trong ngực sau đó bọn hắn liền không muốn rời khỏi. Bọn hắn trong miệng tranh nhau hô ba 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 ba, tại trong lòng bọn họ bên trong Diệp Thần Phong chính là là bọn hắn sùng bái nhất người. Diệp Thần Phong ôn nhu dụ dỗ treo ở trên người hắn ba cái giám hài, hắn một bên khác cùng vũ hiểu phỉ đám người trò chuyện biết một chút mọi người tại trong tiểu thế giới biến hóa có trong tiểu thế giới tư nguyên cung cấp thực lực của những người này đều có không sai tăng lên liền ngay cả diệp trấn hồng các loại lão gia tử bọn hắn cũng là càng ngày càng thần thái sáng láng rồi bọn hắn về mặt tu luyện cũng lấy được nhất định tiến bộ diệp thần phong làm một cái phụ thân hắn cho là mình phi thường không xứng chức hắn liền cùng ở này ba tên tiểu gia hỏa bên người thời gian cũng không có Hắn tạm thời cũng buông xuống còn lại ý nghĩ, một lòng một ý bắt đầu đùa với trong ngực ba tên tiểu gia hỏa rồi. Đang cùng trong tiểu thế giới người ôn chuyện sau một ngày. Ngày kế, sáng sớm, Diệp Thần Phong liền lại bắt đầu lại từ đầu cảm ứng tiểu thế giới rồi, hắn phát hiện lần này thực lực đột phá đến thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ sau đó tại bên trong tiểu thế giới dĩ nhiên xuất hiện một ít thực lực không phải rất mạnh yêu thú, rất nhiều mặt đất cũng dài ra rất nhiều linh thảo nhưng hắn cũng không có phát hiện còn lại càng thêm chỗ đặc biệt rồi. Tại cẩn thận cảm ứng mấy lần sau đó như cũ là không thu hoạch được gì Diệp Thần Phong, hắn cũng không lại cảm ứng. Xuất hiện tại trong tiểu thế giới yêu thú tuy rằng không mạnh, hơn nữa khoảng cách vũ hiểu vì các loại chỗ của người ở cũng so sánh xa, nhưng là vì lý do an toàn, Diệp Thần Phong lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn đem những kia có yêu thú địa phương toàn bộ ngăn cách lên, hắn thân là tiểu thế giới chủ nhân, hắn ở nơi này chuyển núi rời biển là dễ như ăn cháo. Tại sẽ có yêu thú địa phương toàn bộ ngăn cách sau đó Diệp Thần Phong thân ảnh xuất hiện tại tiên linh chi thổ bên trong, nếu tại bên trong tiểu thế giới không có cái khác phát hiện. Như vậy Diệp Thần Phong chuẩn bị bắt đầu hấp thu những này thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói ra, tiểu gia hỏa, người yếu chuẩn bị tâm lý thật tốt, một khi chúng ta khôi phục hoàn chỉnh linh hồn trạng thái, hai chúng ta vô cùng có khả năng không thể một mực đi theo ngươi rồi. Cũng không thể tiếp tục sống nhờ tại đan điền của ngươi bên trong rồi. Lão Hắc Giang Vân Thiên cũng cười nói, tiểu tử, dù sao cũng không gấp, không phải khôi phục hoàn chỉnh linh hồn trạng thái, chúng ta liền lập tức có thể ngưng tụ nhục thân, không ngại về sau giúp chúng ta khôi phục cũng có thể. Diệp Thần Phong biết Lão Bạch cùng Lão Hắc trong lòng khẳng định phi thường muốn khôi phục, Bọn hắn nói như vậy chỉ là tại vì hắn cân nhắc mà thôi này cùng nhau đi tới. Lão Bạch cùng Lão Hắc đều làm bạn tại bên cạnh hắn, cùng hắn đồng thời sông địa huyền giới, cùng hắn đồng thời sông thiên huyền giới. Nếu như không có Lão Bạch cùng Lão Hắc, hắn tuyệt đối đi không tới hôm nay bước này. Hắn cười ở trong lòng mắng, hai người các ngươi trả vu vạ đan điền ta bên trong không muốn đi nữa à ta cũng không có thu các ngươi tiền thuê đây này. Tại Diệp Thần Phong trong lòng hắn đối Lão Bạch cùng Lão Hắc vẫn là vô cùng tôn kính, hắn đem lão bạch cùng lão hắc cho rằng chính mình chân chính sư phụ đối xử lão bạch cùng lão hắc thấy diệp thần phong nói như vậy hai người bọn họ cũng không lên tiếng nữa rồi cùng diệp thần phong ở chung lâu như vậy bọn hắn biết diệp thần phong trọng tình trọng nghĩa tính cách này cũng là bọn hắn hai cái coi trọng nhất phẩm chất diệp thần phong đời này có thể gặp phải lão bạch cùng lão hắc cái này có thể là một loại may mắn thế nhưng lão bạch cùng lão hắc đời này có thể gặp phải diệp thần phong này làm sao cũng không phải một loại may mắn đây này Diệp Thần Phong bắt đầu hấp thu sinh trưởng tại tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo rồi. Dù sao những năng lượng này chỉ là chảy vào Diệp Thần Phong trong cơ thể quá độ một cái mà thôi, cuối cùng nhất là được Lão Bạch cùng Lão Hắc hấp thu, cho nên đối với Diệp Thần Phong tới nói một điểm gánh nặng cũng không có. Diệp Thần Phong đem một cây lại một cây thần hồn loại linh thảo năng lượng hấp thu tiến bên trong thân thể, những kia bị hắn rút khô năng lượng linh thảo, toàn bộ sẽ trong nháy mắt hóa thành một trận bột phấn. Tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại linh thảo không phải số ít, hơn nữa lần này bởi vì Diệp Thần Phong thực lực liên tục đột phá. Những này thần hồn loại linh thảo năm cũng không tính là thấp, có cực lớn khả năng lão Bạch cùng lão Hắc có thể triệt để khôi phục. Theo lão Bạch cùng lão Hắc nhanh chóng hấp thu, hai người bọn họ tàn hồn đang nhanh chóng khôi phục đang hấp thu hơn phân nửa linh thảo sau đó lão bạch cùng lão hắc linh hồn độ hoàn hảo khôi phục được 95% rồi. Còn lại còn có một non nửa thần hồn loại linh thảo không có hấp thu đây này yếu khôi phục cuối cùng 5% hẳn là chắc chắc có thừa rồi. Thấy lão bạch cùng lão hắc tàn hồn khôi phục có hy vọng. Diệp thần phong là hấp thu càng thêm mãnh liệt cùng nhanh chóng rồi, lão bạch ngô phong dỗi rảnh cùng lão hắc sang vận thiên tàn hồn cũng đang kéo dài khôi phục. 96%, 97%, 98%, 99% Diệp Thần Phong thở vào nhẹ nhõm, hắn cũng cảm giác được Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn hầu như áp sát hoàn chỉnh. Hắn nói ra, Lão Bạch, Lão Hắc, kế tiếp một hơi để cho các ngươi khôi phục đi. Diệp Thần Phong tiếp tục nhanh chóng không ngừng hấp thu thần hồn loại linh thảo, không bao lâu thời gian. Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn khôi phục được trăm phần trăm, nhưng mà còn không chờ Diệp Thần Phong tới kịp cao hứng, khôi phục lại trăm phần trăm tàn hồn lại ngã rơi xuống 99%, này làm cho Diệp Thần Phong nhíu mày đến, hắn tiếp tục hấp thu. Không bao lâu thời gian, Lão Bạch cùng Lão Hắc tàn hồn lần thứ hai sông lên trăm phần trăm, nhưng sông lên không bao lâu sau đó lập tức lại rơi xuống 99%. Diệp Thần Phong còn chưa tin rồi, hắn không ngừng đem thần hồn loại năng lượng nạp vào trong người. Nhưng lão bạch cùng lão hắc tàn hồn độ hoàn hảo không không ngừng lại rơi xuống, căn bản khôi phục không tới chân chính trăm Mắt thấy tiên linh chi thổ bên trong thần hồn loại thiên tài địa bảo là càng ngày càng ít, Diệp Thần Phong rốt cuộc dừng lại hỏi, Lão Bạch, Lão Hắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lão Bạch cùng Lão Hắc cũng đang suy tư cái vấn đề này, bọn hắn trầm mặc một hồi sau đó Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, xem ra đây là mệnh A Hát muốn khôi phục chúng ta tàn hồn không dễ dàng, khả năng là bởi vì ta cùng Lão Bạch tàn hồn tổn hại quá mức nghiêm trọng rồi, không phải chỉ dựa vào hấp thu thần hồn loại thiên tài địa bảo liền có thể khôi phục rồi. Điểm này chúng ta trước đó cũng có cân nhắc đến, nhưng chúng ta không có làm này dự tính xấu nhất. Diệp thần phong ngưng lông mày hỏi, cái kia liền không có biện pháp khác ư? Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh hồi đáp, biện pháp đến không phải là không có, muốn để hai chúng ta tàn hồn trăm phần trăm khôi phục, bây giờ chỉ có phục linh dịch nhưng làm được. Này phục linh dịch là bên trong đất trời một loại tự nhiên kết quả, trong tình huống bình thường phi thường hiếm thấy, liền ngay cả ta cùng lão hắc năm đó cũng chỉ gặp qua hai lần phục linh dịch. Diệp thần phong hỏi, tại bây giờ thiên huyền giới sẽ có phục linh dịch có ở đây không? Lão Bạch nói, đây cơ hồ không nên khả năng, liền ngay cả hôm nay ngô ra cùng giang ra vị trí, ta đoán chừng phục linh dịch đều phi thường khó mà tìm được. Nhưng là ta nhớ rõ năm đó chúng ta ngô ra cùng giang ra cộng đồng phát hiện một nhóm phục linh dịch, nếu như bảo tồn tốt, như vậy bây giờ ngô gia cùng giang gia bên trong vẫn là khả năng còn có phục linh dịch tồn tại. Cho nên, tiểu gia hỏa, chờ người đem Trung Châu sự tình xử lý xong sau đó người kế tiếp địa phương muốn đi chính là chúng ta giang gia cùng ngô gia bây giờ sinh tồn địa phương, bằng vào ta cùng lão hắc suy đoán nơi đó tình thế cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, trọng yếu nhất e sợ nơi đó cũng không chỉ ta nhóm hai gia tộc này. Chúng ta nhưng hiểu rõ vô cùng cái kia hại chết chúng ta khốn nạn, hắn tuyệt đối sẽ không để ngô gia cùng giang ra thoải mái sinh tồn được. Diệp thần phong trong lòng thở dài, nếu lão bạch ngô phong dối rảnh cùng lão hắc giang vận thiên tàn hồn tạm thời không cách nào khôi phục, như vậy cái này cũng là không cách nào cường cầu sự tình. Theo lý tới nói, ban đầu ở huyền châu gặp phải lão bạch dòng chính đời sau nguyệt tiên tử, người hẳn lại yếu tới tìm hắn rồi, nhưng bây giờ lại không tin tức, này làm cho trong lòng của hắn cũng là buồn bực không thôi chương 2205, tự tay chấm dứt. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng Lão Hắc Giang vận thiên tàn hồn tạm thời không cách nào triệt để khôi phục, này làm cho Diệp Thần Phong tâm tình có phần trầm thấp. Nhưng hắn vẫn là tại bên trong tiểu thế giới cùng với người nhà của hắn hai ngày thời gian sau đó hắn mới rời khỏi tiểu thế giới. Thực lực đang đột phá đến thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ sau đó Diệp Thần Phong nhục thân cường độ có thể so sánh với thần vương cảnh sơ kỳ cường giả. Đương nhiên trong cơ thể hắn thần huyết lại nồng nặc không ít, có thể liên tục thi triển 19 lần là bất tử kim thân. Trước mắt đối với Diệp Thần Phong mà nói, tăng cao thực lực vẫn là một chuyện quan trọng nhất. Hắn chả nhất định muốn đi một chuyến cửu U Bang Sư Sư Vương Nhất Mạch nơi ở, cũng không biết Bạch Tiểu Nhu bây giờ có hay không triệt để từ nhập ma trạng thái trong đi ra ngoài. Trước đó Sư Vương Nhất Mạch lão tổ triệu thắng hồng ném cho Diệp Thần Phong một khối ngọc bài, tại ngọc bài bên trong ghi chép sư vương nhất mạch cụ thể phương vị, lại có thêm lúc trước viêm thiên cốc cùng tiết ra cộng đồng phát hiện một chỗ tiểu bí cảnh. Diệp thần phong tuy nhiên đã từ viêm thiên cốc tay lấy được tiểu bí cảnh bản đồ, nhưng là vì thiên huyền thịnh điển nguyên nhân, hắn chậm chạp không có đi hướng về chỗ kia tiểu bí cảnh. Tại đem sư vương nhất mạch cụ thể phương vị cùng tiểu bí cảnh bản đồ nhìn một lần sau đó Diệp Thần Phong phát hiện một cái phi thường trùng hợp sự tình, chỗ này tiểu bí cảnh vừa vặn cùng sư vương nhất mạch nơi ở là cùng một cái phương vị, đi hướng sư vương một mạch nên trải qua chỗ này tiểu bí cảnh, cho nên Diệp Thần Phong quyết định trước tiên đi chỗ đó tiểu bí cảnh tìm tòi hư thực, lại đi hướng về sư vương một mạch tìm bạch tiểu nhu. Bây giờ thiên nguyên cổ thành có tiên khí trời xanh cháo bao phủ, còn có thần vương cảnh sơ kỳ quỷ tu tỏa chấn, lại có thêm thiên nguyên bên trong tòa thành cổ thiên thần cảnh cường giả cũng không tính thiếu, trọng yếu nhất Ngô Lang Hương cùng Giang Thải Huyên hai nữ nhân này cũng đang. Chính là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hai người bọn họ thân là lão bạch cùng lão hắc đời sau, yếu nói hai người bọn họ trong tay không hề có một chút lá bài tẩy lời nói tuyệt đối là không thể nào, tuy rằng thực lực của các nàng chỉ có thiên thần cảnh bốn tầng, thế nhưng đối mặt Trung Châu những cường giả này, sợ sợ các nàng phát huy ra hết thảy sức chiến đấu, tại thêm vào nắm trong tay lá bài tẩy, các nàng muốn giết chết thiên thần cảnh bảy tầng cường giả cũng có thể coi như là thần vương cảnh cường giả hai người bọn họ cần phải cũng có thể làm cho đối phương uống một bình nếu bây giờ thiên nguyên cổ thành xem như là tạm thời ổn định lại như vậy diệp thần phong rời đi cũng yên tâm hắn đem vân quang vinh triệu tinh đồ ngô lang hương cùng tiết huyền tình đám người toàn bộ tập trung đến bên trong đại sảnh tại những người này toàn bộ đến đông đủ sau đó diệp thần phong nói các vị bởi vì có một số việc phải xử lý, cho nên ta muốn rời khỏi thiên nguyên cổ thành một quãng thời gian. Trong đoạn thời gian này, mọi người hảo hảo phòng thủ ở thiên nguyên cổ thành cũng không thành vấn đề. Cho dù tiêu giao cung bọn hắn yếu tập hợp Trung Châu rất nhiều tông môn, muốn tới liên hợp công phá thiên nguyên cổ thành. Bọn hắn thành lập ở Lion cũng không phải một lần là xong. Vân Quang Vinh lo lắng nói, lão đệ, người muốn đi nơi nào? Ta xem vẫn để cho ta cùng ngươi cùng đi một chuyến đi. Ở đây những người còn lại cũng sâu sắc cảm thấy đồng ý, mà Diệp Thần Phong lại lắc lắc đầu, cánh tay hắn vung lên, ba vị thần vương cảnh sơ kỳ con rối nhất thời xuất hiện tại còn lại tầm mắt của người bên trong. Bởi vì Diệp Thần Phong vẫn không có đem này ba vị con rối tỉnh lại, cho nên những người còn lại không cảm giác được này ba vị con rối trong cơ thể khí thế, tại tất cả mọi người không rõ vì sao thời điểm Diệp Thần Phong trong đầu ý thức khẽ động, từ nơi này ba vị con rối trên người trượt bộc phát ra thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế. Ba cỗ thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế chỉ là một cái thoáng mà qua, Diệp Thần Phong cũng không muốn lãng phí này ba vị con rối trong cơ thể năng lượng. Hắn không có chân chính tỉnh lại này ba vị con rối, chỉ là để này ba vị con rối thả ra một điểm khí thế mà thôi. Vân Quang Vinh cùng Triệu Tinh đồ bọn người ở tại cảm thấy thần vương cảnh sơ kỳ thật khí thế sau, thần sắc trên mặt bọn họ lập tức mãnh liệt biến đổi. Diệp thần phong thuận miệng cười nói, các vị, này ba vị thần vương cảnh sơ kỳ con dối là ta vừa vặn chữa trị xong xuôi, trước đó bởi vì vì thực lực nguyên nhân, một ngực không cách nào khôi phục. Diệp thần phong thuận miệng biên một cái lý do, dù sao yếu giải thích hỗn độn chuyện chiếc nhẫn quá mức phiền phức cùng phức tạp. Thấy mọi người chưa hoàn hồn lại, Diệp thần phong tiếp tục nói, xuất hiện tại các ngươi còn muốn phái người theo ta sao? Ta dự định đem hai tôn con rối đặt ở Thiên Nguyên cổ thành, bên cạnh ta chỉ cần mang theo một tôn con rối là được rồi. Bởi vì con rối bên trong thân thể năng lượng có hạn, cho nên bình thường không thể đem hắn tỉnh lại, tại khối này trong ngọc giản ghi chép của ta một đạo ý thức, đến lúc đó các ngươi chỉ cần tại hai tôn con rối trước mặt thả ra ý niệm của ta, bọn hắn là có thể được tỉnh lại đồng thời nghe theo chỉ huy của các ngươi rồi. Đối với Diệp Thần Phong thỉnh thoảng kích thích vân quang vinh cùng triệu tinh đồ bọn hắn đúng là chết lặng liền ngay cả viên khôn cùng du thạch thanh bọn người ở tại đã trải qua một lần lại một lần kích thích sau bọn hắn năng lực tiếp nhận cũng tăng cường rất nhiều rồi bất quá cuối cùng vân quang vinh bọn hắn vẫn là bất đồng ý diệp thần phong sắp xếp tại một phen cò kè mặc cả sau đó diệp thần phong bất đắc dĩ đáp ứng rồi thanh trong đó hai tôn con rối mang ở trên người thanh một tôn thần vương cảnh sơ kỳ con dối ở lại thiên nguyên cổ thành Nguyên bản Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên muốn đi theo Diệp Thần Phong cùng rời đi, nhưng Diệp Thần Phong cố ý để hai người bọn họ lưu lại, còn nói chỉ cần các nàng nguyện ý đồng thời thủ hộ thiên nguyên cổ thành, các loại đến chuyện nơi đây sau khi kết thúc, hắn liền cùng hai người bọn họ đồng thời về các nàng nơi đó. Diệp Thần Phong là thanh Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên lừa dối sửng sốt một chút, đương nhiên cuối cùng hai nữ nhân này chỉ có thể lựa chọn ở lại thiên nguyên cổ thành rồi, các nàng nhưng cũng không biết bất kể như thế nào. Diệp Thần Phong sớm muộn cũng sẽ đi các nàng nơi đó, cũng sớm muộn cũng sẽ cùng hai người bọn họ gia tộc sản sinh gặp nhau tại Đêm Thiên Nguyên cổ thành sự tình an bài một lần sau đó Diệp Thần Phong âm thầm lặng lẽ rời đi Thiên Nguyên cổ thành. Bây giờ Tiêu Giao Cung bọn hắn vẫn không có hoàn toàn xây dựng nổi ở Lai Ẩn tập nã Diệp Thần Phong, còn nữa Tiêu Giao Cung bọn hắn cũng không khả năng hiệu triệu toàn bộ Trung Châu tất cả thế lực ở chính giữa châu rất nhiều trong thành trì cũng không hề Diệp Thần Phong chân dung cùng lệnh truy nã đây. Diệp Thần Phong trước tiên muốn đi hướng về viêm thiên cốc cùng tiết ra phát hiện chỗ kia tiểu bí cảnh, hắn đương nhiên là yếu lợi dụng truyền tống trận được rồi, dù sao chỗ kia tiểu bí cảnh cách nơi này cũng không gần, nếu như Diệp Thần Phong dựa vào của mình phi hành, e sợ muốn phi hành mười vài ngày thời gian. Diệp Thần Phong khi tiến vào một chỗ người tu luyện thành trì sau, hắn lập tức đi tới nơi đó thành trì cỡ lớn truyền tống trận địa phương, tại giao nộp nhất định chi phí sau đó hắn lập tức mở ra truyền tống trận, thân ảnh biến mất ở bên trong trận pháp. Đợi đến Diệp Thần Phong xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn phát hiện mình đã đi tới một mảnh to lớn bên trong dãy núi. Diệp Thần Phong lấy ra từ viêm thiên cốc trong tay lấy được bản đồ, căn cứ địa trên bức vẽ tiêu suốt con đường, hắn bắt đầu ở trong dãy núi thận trọng đi về phía trước ước chừng lại đi hơn 2 giờ sau. Diệp thần phong dưới chân bước chân đột nhiên ngừng lại, thân ảnh của hắn ẩn nấp ở một tảng đá lớn sau lưng. Chỉ thấy tại đá lớn phía trước chừng 20 thước địa phương xa, có một gốc cây khổng lồ đại thụ che trời, này khỏa đại thụ che trời thô có tới 5 cái tả hữu nam nhân bình thường độ cao ước chừng có mấy trăm gạo. Tại đây khỏa đại thụ che trời thân cây bên trên, có một cái một người cao trắng xóa cửa động, hắn trong tràn đầy nhất cổ sức mạnh huyền diệu, xem ra chỗ kia tiểu bí cảnh lối vào dĩ nhiên là tại cây to này bên trên nếu như cái này cửa vào là đóng trạng thái người bình thường còn thật sự không tìm được cái này bí cảnh tại bí cảnh lối vào nơi còn đứng mấy cái người một người trong đó rõ ràng là kim gia đệ nhất thiên tài kim biết nhảy lần này tiết gia gia chủ đám người toàn bộ đã bị chết ở tại khí linh thành nam nhiễm tràng sau đó tại tiêu giao cung bọn hắn sắp xếp người đem tiết gia gia chủ thi thể đuổi về tiết ra thời điểm, bọn hắn trong lúc vô tình đã được biết đến tiết ra dĩ nhiên phát hiện một chỗ tiểu bí cảnh. Đối với tiêu giao cung, kim gia cùng thiên kiếm tông mà nói, bọn hắn tự nhiên trực tiếp đem tiết ra tất cả mọi người khống chế lại rồi, sau đó bọn hắn lập tức phái trước mặt người khác đến dò xét tra một chút chỗ này tiểu bí cảnh. Bọn hắn phái đều là thiên thần cảnh tầng 3 đến 4 tầng trưởng lão, dù sao đây chỉ là đi tới cha xét nhìn xem, mà Kim biết nhảy là cố ý yếu đồng thời tới xem một chút. Kim biết nhảy bọn hắn đã đã tiến vào một lần này tiểu bí cảnh, hơn nữa Kim biết nhảy còn tại tiểu trong bí cảnh có thu hoạch không nhỏ. Trước đó những người còn lại cũng không biết Kim biết nhảy thực lực cụ thể, thực lực của hắn kỳ thực cũng đang địa thần cảnh một tầng sơ kỳ rồi, nhưng ở đã lấy được chỗ này tiểu trong bí cảnh một cái cơ duyên sau đó thực lực của hắn bây giờ đã là tiêu thăng đến địa thần cảnh bốn tầng đỉnh phong. Kim biết nhảy bọn hắn dự định lại tiến vào một lần tiểu bí cảnh tra xét một phen, bọn hắn một mực không dám thâm nhập tiểu bí cảnh bên trong, hơn nữa một khi trời tối, tiểu bí cảnh liền sẽ phát sinh một loại uy nghiêm đáng sợ biến hóa, này cũng là bọn hắn không dám ở trong đó ở lâu nguyên nhân. Kim biết nhảy trong đầu không ngừng quanh quẩn Diệp Thần Phong thân ảnh, trong miệng hắn tự nhủ, Diệp Thần Phong, đừng tưởng rằng ngươi có cỡ nào ghê gớm, lần sau ta nhất định phải tự tay chấm dứt tính mạng của ngươi chương 2206, sợ hãi, cách biệt quá nhiều. Đứng ở kim biết nhảy bên cạnh một tên thiên thần cảnh tầng 3 đỉnh phong lão giả, hắn chính là kim gia ngũ trưởng lão, về phần mặt khác bốn tên lão giả, bọn hắn theo thứ tự là tiêu giao cung cùng thiên kiếm tông trưởng lão. Kim gia ngũ trưởng lão mặc dù không có đi quan sát lần này thiên huyền thịnh điển, nhưng hắn cũng biết vào lần này thiên huyền thịnh điển bên trong chuyện đã xảy ra rồi. Hắn vỗ vỗ kim biết nhảy vai, nói, biết nhảy, không nên suy nghĩ nhiều quá rồi, cái kia gọi Diệp Thần Phong đã không phải là cùng ngươi một cấp độ được rồi. Người bây giờ đã có Địa Thần cảnh 4 tầng đỉnh phong thực lực, tiểu tử kia chỉ bất quá hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, cho dù chiến lực của hắn mạnh hơn thì lại làm sao? Những người này nhưng cũng không biết giết chết Kim Thọ ngạn chính là Diệp Thần Phong, bọn hắn cho rằng sau lưng Diệp Thần Phong khẳng định có ẩn giấu đi cường giả, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần Phong sau lưng cường giả mới là hẳn là muốn lo lắng. Kim biết nhảy tự tin gật gật đầu, hắn biết ngũ trưởng lão nói một chút cũng không sai, Diệp Thần Phong dựa vào thực lực của mình, vĩnh viễn cũng không khả năng chiến thắng hắn Kim biết nhảy rồi, hắn Kim biết nhảy mới là trẻ tuổi bên trong thiên tài tuyệt thế. Ẩn nấp tại đá lớn sau lưng Diệp Thần Phong, hắn tại cảm giác một lần thực lực của đối phương sau, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười gần, vừa vặn hải nạp bách xuyên không có tại người tu luyện trên người từng dùng tới đây lấy trước mắt hắn thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ thực lực, muốn đối phó những người này hẳn là không thành vấn đề, dù sao những này tiêu giao cung nhóm thế lực trưởng lão, thực lực của bọn họ sẽ không mạnh quá mức thái quá. Ở trong lòng làm ra sau khi quyết định, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể khí thế cực hạn thu liếm, hắn sau đó nhưng là phải cho Kim biết nhảy một cái kinh hỉ hắn từng bước một từ đá lớn sau lưng đi ra. Vừa vặn muốn đi vào tiểu bí cảnh Kim biết nhảy đám người, bọn hắn tại nhận ra được động tĩnh sau đó động tác của bọn họ hơi dừng lại một chút, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong thời gian, trong đó Kim biết nhảy tại sửng sốt một chút sau đó khóe miệng hắn cười gần phóng đại, Diệp Thần Phong. Người cũng là làm cho này nơi tiểu bí cảnh mà đến. Trước đó trên trời huyền thịnh điển bên trong, ta và ngươi không có giao đấu thành công, hôm nay liền để cho chúng ta tới làm cái chấm dứt đi. Trong khi nói chuyện, Kim biết nhảy đám người cảm ứng bốn phía động tính, bọn hắn chỉ lo ở trong bóng tối còn ẩn tàng thần vương cảnh cường giả. Diệp Thần Phong thuận miệng nói, không cần cảm ứng, ta là chính mình một người tới nơi này, nếu như ta bên người có chứa cường giả lời nói, như vậy cần thiết tại các ngươi phía trước cất giấu sao? Diệp Thần Phong trêu đùa để Kim biết nhảy bọn hắn sắc mặt có phần âm trầm, nhưng bọn họ cũng biết Diệp Thần Phong nói có lý. Dù sao bọn hắn bên này không có thần vương cảnh cường giả. Nếu như Diệp Thần Phong bên người thật sự đi theo Thần Vương cảnh cường giả, như vậy không có cần thiết tại trước mặt bọn họ giấu giấu giếm giếm. Tại hầu như xác định Diệp Thần Phong là một người đi tới nơi này sau đó Kim Biết Nhảy các loại thần kinh người hơi chút đã thả lỏng một chút, ở trong mắt bọn họ nếu như chỉ là một cái hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tiểu tử. Này đối với bọn hắn tới nói căn bản không đáng sợ. Kim Biết Nhảy bọn hắn không có cảm giác đến Diệp Thần Phong bên trong thân thể thật khí thế bọn hắn một cách tự nhiên cho rằng Diệp Thần Phong thực lực vẫn là chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Kim biết nhảy bên trong thân thể địa thần cảnh 4 tầng đỉnh phong khí thế phun trào, trên mặt hắn hiện lên hí hành hạ nụ cười, hắn nói ra, Diệp Thần Phong, người này là mình đi tìm cái chết đấy sao? Thật không biết người dũng khí từ đâu tới, nếu như người ngoan ngoãn trốn ở thiên nguyên bên trong tòa thành cổ, người hay là vẫn có thể sống nhiều một đoạn thời gian, người lấy vì vận khí của mình mỗi lần đều sẽ như vậy được không? Kim biết nhảy tiếp lấy đối bên cạnh ngũ trưởng lão đám người, nói cho ta một cái cùng tiểu tử này đơn đả độc đấu cơ hội, ta muốn chính mình đem tiểu tử này đạp ở dưới bàn chân, ta muốn tự tay kết thúc tính mạng của hắn. Ta muốn cho hắn biết ta Kim biết nhảy mạnh hơn hắn. Ngũ trưởng lão bọn người ở tại trầm ngâm một lát sau, bọn hắn sẽ đồng ý Kim biết nhảy yêu cầu, dù sao Kim biết nhảy thực lực có địa thần cảnh 4 tầng đỉnh phong, chẳng lẽ còn không đối phó được diệp thần phong tên tiểu tử này sao? Cho dù diệp thần phong tại trong mấy ngày này thực lực cũng đã nhận được một ít tăng lên, như vậy tăng lên tới linh thần cảnh đã rất giỏi rồi đi. Cho nên, tại luôn mãi suy nghĩ sau đó ngũ trưởng lão bọn hắn cho rằng Kim biết nhảy tuyệt đối không có vấn đề sau, bọn hắn mới đồng ý. Kim biết nhảy thấy ngũ trưởng lão bọn hắn đồng ý hắn uốn éo nhúc nhích một chút cánh tay, con người thật chặt như ngừng lại diệp thần phong trên người. hắn nói ra thế nào, người có phải hay không muốn hảo hảo cảm tạ cảm tạ ta? là ta cho người có như thế một cái cùng ta giao đấu cơ hội, vậy cũng là ngươi trong cuộc sống một trận cuối cùng giao đấu rồi, liền để cho ta tới hảo hảo nhìn nhìn ngươi toàn bộ thực lực đi. hy vọng ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng rồi. diệp thần phong đứng tại chỗ, hắn trong con người vẻ mặt gợn sóng không khỏi đối mặt kim biết nhảy bành trướng tự tin trong lòng của hắn chỉ là khẽ lắc đầu một cái hắn nói không cảm thấy ngươi quá phí lời sao nếu như ngươi muốn cùng ta đơn đả độc đấu như vậy ta đúng là có thể cùng ngươi tốt nhất vui đùa một chút ngươi động thủ đi kim biết nhảy con mắt híp mắt càng thêm nhỏ hắn là phát phì cười diệp thần phong ngươi nhất định phải trước hết để cho ta động thủ nếu như ta động thủ như vậy ngươi sẽ không có hoàn thủ khả năng như vậy chẳng phải là quá không thú vị. Diệp thần phong không lên tiếng nữa rồi, hắn ánh mắt chỉ là cùng kim biết nhảy đối diện. Kim biết nhảy từ Diệp Thần Phong trong ánh mắt nhìn thấy khinh thường cùng xem thường, này làm cho hắn cũng không còn cách nào chịu đựng đi xuống, Diệp Thần Phong dựa vào cái gì xem thường hắn. Hắn bây giờ nhưng là địa thần cảnh bốn tầng đỉnh phong cường giả rồi. Diệp Thần Phong, người loại hành vi này, sẽ chỉ làm người chết càng tăng nhanh hơn tiếng giống giận dữ hạ xuống. Kim biết nhảy thân ảnh bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, hắn cả người khí thế mạnh mẽ hướng về Diệp Thần Phong ép tới. Liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới, Kim biết nhảy liền xuất hiện tại Diệp Thần Phong trước mặt, nắm tay phải hướng về Diệp Thần Phong đầu oanh kích mà đi. Kim biết nhảy nắm tay phải hăng hái khí lao nhanh, hắn nắm tay phải không gian chung quanh đều vặn vẹo lên, dường như muốn đem Diệp Thần Phong đầu trực tiếp đập cho nát bét mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ bị chính mình bảo. Đầu, Kim biết nhảy trên mặt cười gần là càng ngày càng nồng nặc, hắn quát Diệp Thần Phong, chết đi. Người cuối cùng vẫn là đã bị chết ở tại ta Kim biết nhảy trong tay. Gợn sóng không khỏi Diệp Thần Phong, từ trong cổ họng hắn truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp, ồ. Thật sao? Oanh, một tiếng. Một đạo thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ khí thế mạnh mẽ, từ trên người Diệp Thần Phong ngút trời mà đã một giây sau, Kim biết nhảy một quyền liền vung hết rồi, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, trong đầu hắn nhất thời có phần đường ngắn, bất thình lình biến hóa, căn bản là khiến hắn không ứng phó kịp. Về phần cách đó không xa ngũ trưởng lão mấy người cũng là sướng sờ ngay tại chỗ rất lâu. Chỉ thấy Diệp Thần Phong không biết khi nào xuất hiện tại Kim biết nhảy sau lưng, mà Kim biết nhảy trên cổ cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vết máu. Kim Biết nhảy cảm giác được trên cổ ướt át, hắn nhận ra được trong cơ thể sinh cơ đang nhanh chóng trôi đi, hắn khó khăn xoay người lại, hắn nhìn xem nhưng vẫn là mặt không thay đổi Diệp Thần Phong, hắn cảm giác Diệp Thần Phong trên người thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế, trên mặt của hắn tràn đầy không thể tin tưởng. Vì sao lại như vậy? Vì sao lại như vậy? Diệp Thần Phong mấy ngày trước không trả chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực sao? làm sao có khả năng lập tức thực lực tăng lên tới thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ. Diệp thần phong nhìn xem đầy mặt không dám tin kim biết nhảy, hắn bình thản nói ta hẳn không có cho ngươi thất vọng chứ. Đây chính là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị kinh hỉ, dù sao đây là trong đời ngươi một trận cuối cùng giao đấu rồi, ta đương nhiên muốn cho ngươi ký ức khắc sâu. Kim biết nhảy miệng không ngừng ngọ nguậy, hắn muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng trên cổ hắn vết máu càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng vết máu khuếch trương đại thành một đạo vết thương khổng lồ hắn toàn bộ đầu lâu từ trên cổ rơi mất lên rơi xuống đất đầu con mắt của hắn trợn lên lớn vô cùng nhiễm nhiên là một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp thấy kim biết nhảy sau khi chết diệp thần phong trong cơ thể lập tức đã vận hành lên hải nạp bách xuyên hai tay của hắn đặt tại kim biết nhảy trên thân thể hắn trên mu bàn tay hai cái màu đen vòng xoáy lập tức nhanh chóng xoay tròn kim biết nhảy trong cơ thể có thể để cho Diệp Thần Phong hấp thu năng lượng toàn bộ chảy vào trong thân thể hắn, mà những kia không thể bị hấp thu cùng dung hợp năng lượng, nhưng là toàn bộ tiêu tan tại trong không khí. Diệp Thần Phong khí thế trên người mãnh liệt kéo lên, nhưng kim biết nhảy dù sao chỉ là địa thần cảnh bốn tầng đỉnh phong mà thôi, trong cơ thể hắn một phần có thể hấp thu năng lượng, liền ngay cả để Diệp Thần Phong tăng lên một cái tiểu tầng thứ còn kém thượng rất nhiều, dù sao Diệp Thần Phong là thiên thần cảnh cường giả không bao lâu thời gian. Kim biết nhảy thân thể khô quát đi xuống, nghiễm nhiên là biến thành một bộ khô. Thi, tình cảnh này tại ngũ trưởng lão các loại trong mắt người, trong lòng bọn họ là phiên giang đảo hải sợ hãi, bọn hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong là ở lấy ra Kim biết nhảy trong cơ thể năng lượng, dung hợp tiến trong cơ thể của mình, tại toàn bộ thiên huyền giới cũng không có bực này mạnh mẽ thủ pháp tồn tại chứ chương 2207, thần vương cảnh bên trên tầng thứ làm diệp thần phong ánh mắt nhìn về phía ngũ trưởng lão đám người thời gian. Ngũ trưởng lão đám người lập tức tỉnh táo lại, trong lòng bọn họ tuy rằng sợ hãi mà lại ngạc nhiên, nhưng là thực lực của bọn họ đều tại thiên thần cảnh tầng 3 đến 4 tầng, mà diệp thần phong chỉ bất quá thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ mà thôi, bọn hắn cần gì phải yếu e ngại đâu này. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó kim ra ngũ trưởng lão đám người bên trong cơ thể của bọn họ thật khí thế lập tức để được đưa lên, tại bọn hắn 5 người muốn triển khai công kích thời điểm, Diệp Thần Phong trước tiên chuyển động, hắn đem trí tôn thập chuyển sức mạnh phát phung tới vô cùng nhuần nhuyễn, hơn nữa chân nhỏ cùng dưới bàn chân màu đỏ ánh chấp hiện ra, thân ảnh của hắn như một đạo tia chấp màu đỏ. Thực lực bản thân phát huy đến mức tận cùng, lại tăng thêm tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng, tốc độ của hắn đã là để kim gia ngũ trưởng lão đám người đáp ứng không xuể rồi. Dù sao kim gia ngũ trưởng lão đám người đã từng cũng không tính là thiên tài, bọn hắn sức chiến đấu sẽ không mạnh đến mức không còn gì để nói. Tại bắt giữ không tới diệp thần phong thân ảnh sau đó kim gia ngũ trưởng lão các loại mắt người trợn lên giường như đèn lồng giống như lớn nhỏ, bọn hắn đem trong cơ thể linh khí tại quanh thân tạo thành một tầng phòng hộ, tim đập tần suất bắt đầu không ngừng tăng nhanh, ánh mắt của bọn họ liên tục chung quanh quét qua chỉ nghe trong không khí truyền ra xì xì một tiếng kim gia năm trước mặt trưởng lão linh khí phòng hộ trực tiếp bị phá ra rồi diệp thần phong thủ trưởng thế như trẻ che xuyên thấu kim gia ngũ trưởng lão ngực trực tiếp đem kim gia ngũ trưởng lão trái tim bắn cho bảo kim gia ngũ trưởng lão là trong nháy mắt mất mạng tại kim gia năm x mất mạng sau đó diệp thần phong hai bàn tay lập tức đặt tại ngũ trưởng lão trên thân thể khi hắn trên mu bàn tay hiện lên hai cái vòng xoáy màu đen kèm theo cái này hai cái vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn, kim ra ngũ trưởng lão trong cơ thể có thể hấp thu năng lượng. Toàn bộ một mạch chảy vào diệp thần phong trong thân thể. Diệp thần phong khí thế trên người kịch liệt kéo lên, thêm vào trước đó từ kim biết nhảy trong cơ thể hấp thu năng lượng. Bên trong thân thể của hắn thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ thật khí thế lập tức trở nên không ổn định rồi, nhanh chóng tiến vào một tầng trung kỳ khi tiến vào một tầng trung kỳ sau đó lại lập tức tiến vào một tầng hậu kỳ. Cuối cùng Diệp Thần Phong thật khí thế vững vàng ngừng lưu tại thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ, mà kim gia ngũ trưởng lão thân thể cũng triệt để khô quắt xuống. Này hải nạp bách xuyên nếu như có thể đem đối phương tất cả năng lượng đều hấp thu lại đây vậy thì càng thêm kiểu như châu bò rồi, đáng tiếc chỉ có thể dung hợp thân thể đối phương bên trong một phần dễ dàng nhất dung hợp năng lượng. Mặt khác bốn tên lão giả bọn hắn đang nhìn đến kim gia ngũ trưởng lão cứ như vậy đã bị chết ở tại Diệp Thần Phong trên tay. Hơn nữa Diệp Thần Phong thậm chí ngay cả tiếp theo tăng lên hai cái tiểu tầng thứ. Bọn hắn trong đầu thần kinh hoàn toàn căng thẳng lên, bốn người bọn họ, trong đó hai người tại thiên thần cảnh tầng ba trung kỳ. Hai người khác tại thiên thần cảnh bốn tầng trung kỳ. Này bốn tên lão giả phân tán xuống lại ở Diệp Thần Phong bốn phía, thân thể bọn họ bên trong linh khí mãnh liệt phân tán ra ngoài, bọn hắn đồng thời huy động lên cánh tay, rực rỡ mạnh mẽ chiến kỹ từ trong tay bọn họ phát huy ra. Oanh, 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 oanh. Mạnh mẽ công kích hướng về Diệp Thần Phong tấn công tới, dưới đất là nhanh chóng nứt ra. Song trên chân màu đỏ ánh chấp hiện ra Diệp Thần Phong, thân ảnh của hắn ở trong không khí chung quanh tránh né, hắn có vẻ là như vậy thành thạo điêu luyện. Lại là xì xì, xì xì. Hai tiếng, hai tên thiên thần cảnh tầng ba trung kỳ lão giả chậm rãi ngã xuống đất hai người bọn họ ngực trái tim được xuyên thấu hai gã khác thiên thần cảnh bốn tầng trung kỳ lão giả trong cổ họng bọn họ là hút vào hơi lạnh tại diệp thần phong trước mặt bọn hắn tựa như là mặc người chém giết thịt cá chỉ thấy diệp thần phong đang điên cuồng lợi dụng hải nạp bách xuyên lấy ra đã tử vong hai tên thiên thần cảnh tầng ba trung kỳ lão giả kèm theo cái này hai tên thân thể của ông lão khô quát đi xuống Diệp thần phong khí thế trên người lần thứ hai mãnh liệt tăng lên. Từ thiên thần cảnh một tầng hậu kỳ khóa nhập một tầng đỉnh phong, sau đó lại xông vào tầng hai sơ kỳ. Bởi cái này hai tên lão giả thực lực muốn so kim ra ngũ trưởng lão yếu. Lại tăng thêm diệp thần phong thực lực vừa vặn được tăng lên, cho nên cái này hai tên lão giả trong cơ thể gộp lại năng lượng, cũng chỉ có thể làm cho hắn tăng lên hai cái tiểu tầng thứ. Cuối cùng hai tên thiên thần cảnh bốn tầng trung kỳ lão giả bọn hắn biết mình không phải là đối thủ của Diệp Thần Phong rồi, huống hồ Diệp Thần Phong bây giờ đã là thiên thần cảnh tầng 2 sơ kỳ thực lực. Bọn hắn sống hơn nửa đời người cũng chưa từng thấy như thế chuyện quái dị. Một tên trong đó tóc trắng đầy đầu lão giả, trong tay hắn lấy ra một tấm khoảng cách xa đưa tin phù. Hắn muốn lợi dụng truyền tống phù đưa tin, khi hắn vừa vặn mở ra đưa tin phù, vẫn không có truyền mấy chữ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy thân thể mát lạnh một đạo cử đại màu nâu kiếm khí, từ trên người hắn xẹt qua, trực tiếp đưa hắn cho bổ làm hai rồi. Rút ra thanh vân kiếm diệp thần phong, hắn trực tiếp thi triển thập giai bất khuất kiếm ý. Một tên sau cùng thiên thần cảnh bốn tầng trung kỳ lão giả, hắn hoàn toàn là sợ vỡ mật, sức chiến đấu cỡ này nơi nào còn là thiên thần cảnh tầng hai sơ kỳ người A Hát. Trong lòng của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi, mà ở hắn sợ hãi thời gian, Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm đã xẹt qua cổ của hắn. Kèm theo hắn vết thương trên cổ bên trong phun suốt nồng nặc tiên huyết, bên trong thân thể của hắn sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Diệp Thần Phong lập tức bắt đầu hấp thu hai cái này chết đi lão giả trong cơ thể năng lượng rồi, hắn trên mu bàn tay hiện lên hai cái vòng xoáy màu đen là càng chuyển càng nhanh. Hắn khí thế trên người lần thứ hai đi lên kéo lên. Thiên thần cảnh tầng hai trung kỳ. Thiên Thần cảnh tầng 2 hậu kỳ, cuối cùng vững vàng ngừng lưu tại Thiên Thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, theo thực lực của mình đi lên, Diệp Thần Phong cần muốn chiếm được đột phá, như vậy hắn yếu hấp thu năng lượng cũng càng nhiều. Cảm thụ trong cơ thể Thiên Thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khí thế, Diệp Thần Phong khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, loại này nhanh chóng tăng cao thực lực phương pháp vẫn là thật không tệ, hắn tiện tay đem kim biết nhảy đám người thi thể toàn bộ phá hủy sau đó hắn đưa mắt như ngừng lại trước mặt tiểu bí cảnh lối vào bên trên hắn đang do dự chỉ chốc lát sau hắn liền trực tiếp đi vào cửa vào bên trong khi tiến vào chỗ này tiểu bí cảnh sau đó diệp thần phong trước mặt tầm mắt trong nháy mắt trở nên trống trải chỉ thấy diệp thần phong xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trong sa mạc giữa bầu trời thái dương nóng bức cực kỳ cực hạn nhiệt độ thiêu nướng đại địa liền ngay cả hút vào trong phổi không khí cũng nóng rực khó nhịn thân là thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong diệp thần phong, bực này nhiệt độ đối với hắn mà nói ngược lại là ở trong phạm vi có thể chịu đựng. Diệp thần phong bắt đầu ở mảnh này rộng lớn trong sa mạc thăm dò lên. Thẳng đến sắc trời dần dần tối lại, diệp thần phong mới từ trong sa mạc đi ra, có thể là bởi vì sa mạc nằm ở chỗ này bí cảnh biên giới, có thể thăm dò địa phương đều bị viêm thiên cốc, tiết ra cùng tiêu giao cung bọn hắn thăm dò xong, cho nên Diệp Thần Phong ở trong sa mạc không có bất kỳ đặc thù phát hiện. Đang đi ra rộng lớn sa mạc sau đó hiện ra tại Diệp Thần Phong trong tầm mắt chính là liên nguyên không dứt sơn mạch. Sắc trời đã càng ngày càng mờ rồi. Theo sắc trời triệt để tối lại, chỗ này tiểu trong bí cảnh nhiệt độ là đột nhiên kịch biến, từng đợt âm phong từ bốn phía bỗng dưng hiện lên, nhiệt độ là đột nhiên hạ thấp, nhất cổ cực hạn hàn băng cuốn sạch lấy Diệp Thần Phong. Loại này hàn băng còn không phải phổ thông lạnh, liền cả thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong diệp thần phong hắn cũng có một loại cả người run cầm cập cảm giác trong chớp mắt có một cổ khí thế cường đại từ mặt đông mãnh liệt kéo tới luồng khí thế này cuồn cuộn không đoạn dường như sóng biển ngập trời bình thường không ứng phó kịp diệp thần phong được này cỗ sóng biển ngập trời thật khí thế cho hung hăng đánh tới rồi cho dù diệp thần phong đã tăng lên khởi trong cơ thể cực hạn thật khí thế đi cản trở nhưng thân thể của hắn vẫn là bị cái này cỗ khí thế cho trực tiếp pha bay ra ngoài cuối cùng hung hăng đập vào một khối tảng đá lớn bên trên ầm um, một tiếng tảng đá trực tiếp được diệp thần phong thân thể va chạm chia năm xẻ bảy rồi diệp thần phong khóe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết chỉ là từ đằng xa truyền tới nhất cổ khí thế hắn cứ như vậy được pha bay ra ngoài hơn nữa bên trong thân thể bị không tính nhẹ thương thế coi như là thần vương cảnh cường giả đỉnh cao thật khí thế cũng không có khủng bố như vậy a à. lão bạch ngô phong dỗi rảnh lập tức nói ra tiểu gia hỏa lập tức tìm một chỗ trốn đi ta cùng lão hắc ngược lại là nhớ tới chỗ này bí cảnh lai lịch nơi này có thần vương cảnh bên trên quỷ vật nếu như ngươi gặp được như vậy cho dù ta cùng lão hắc giúp ngươi chỉ sợ ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết dù sao hai chúng ta hiện tại cũng chỉ là tàn hồn trạng thái thần vương cảnh bên trên tầng thứ Diệp Thần Phong bây giờ chả cũng không biết thần vương cảnh bên trên còn có cái gì tầng thứ đâu này. Nhưng hắn hiện tại cũng không lo được hỏi nhiều, thân ảnh của hắn lập tức hướng về truyền đến khí thế phương hướng ngược chạy đi rồi, rất nhanh liền tiến vào liên miên không dứt bên trong dãy núi. chương 2208, Bế núi 50 năm Tiến vào sơn mạch Diệp Thần Phong, hắn hết khả năng cách xa mặt đông luồng khí thế kia sau, hắn tại một chỗ trên vách núi đảo bới ra một cái cửa động khi tiến vào cửa động sau đó hắn tiện tay đem cửa động tạm thời phong bế ở. Diệp thần phong tại đào bới ra trong hang núi đốt miếng lửa đống, vừa vận thanh hết thảy tinh lực đều dùng tại phương diện tốc độ rồi, hắn liền vết máu ở khóe miệng cũng không có lau khô giáo đây. Mở u bàn tay tại lau lau khóe miệng sau đó Diệp thần phong là lòng vẫn còn sợ hãi, hắn bây giờ tốt xấu cũng là thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực, hơn nữa chiến lực của hắn yếu vượt xa thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong cường giả, nhưng vừa vặn chỉ là xa xa truyền tới như thế một đạo khí thế, hắn liền không thể chịu đựng. Diệp thần phong lấy lại sức sau đó hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, thần vương cảnh bên trên đến cùng còn có cái gì tầng thứ? Vừa vặn các người chỗ nói quỷ vật kia tại cái gì tầng thứ? Lão bạch ngô phong dỗi rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, thần vương cảnh bên trên còn có thần tôn cảnh cùng thần đế cảnh, hai cái này đại tầng thứ giống như thần vương cảnh cũng bị chia làm sơ kỳ, Trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong, chỉ có đột phá thần đế cảnh mới có thể bước vào trong truyền thuyết sống mãi. Vừa vặn quỷ vật kia hẳn là tại thần tôn cảnh sơ kỳ, ta cùng lão Hắc năm đó cũng đang thần tôn cảnh đỉnh phong, có thể nói thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh trong lúc đó cũng có một đạo rất khó vượt qua ngưỡng cửa, rất nhiều người cố gắng cả đời đều bị vây ở thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Tại bước vào thần vương cảnh sau đó đột phá tốc độ hội chậm lại, đặc biệt là tại bước vào thần tôn cảnh rất nhiều cường giả tại thần tôn cảnh thậm chí cũng phải trên vạn năm mới có thể đột phá một cái tiểu tầng thứ, chứ nói chi là thần tôn cảnh bên trên thần đế cảnh rồi. Thần vương cảnh bên trên còn có thần tôn cảnh cùng thần đế cảnh. Yếu đột phá thần đế cảnh mới có thể bước vào trong truyền thuyết vĩnh sinh cảnh. Diệp thần phong trong đầu suy tính lão bạch ngô phong dỗi rảnh theo như lời nói, tốt một lúc sau, hắn mới lại hỏi, lão bạch, lão hắc. Cái này nơi tiểu bí cảnh là địa phương nào? Lão Hắc Giang Vận Thiên Hồi đáp, nơi này chính là viễn cổ thời đại một chỗ vực ngoại chiến trường, tên là Tử Vong Hắc Ám. Ban đầu ở viễn cổ thời đại thời điểm, đặc biệt là tại viễn cổ thời đại sơ kỳ, Tử Vong Hắc Ám là dùng để để tất cả đại tông môn đệ tử thí luyện. Tại Tử Vong trong bóng tối có các loại mạnh mẽ quỷ vật, tất cả đại tông môn đệ tử thông qua đánh giết quỷ vật đến thi đấu. Bất quá, sau đó này Tử Vong Hắc Ám liền không giải thích được biến mất rồi, ta cùng lão bạch năm đó cũng chỉ có đã tiến vào một lần tử vong hắc ám, lúc trước chúng ta cũng không hề đem này tử vong hắc ám cho thăm dò rõ ràng. Không nghĩ tới đã trải qua nhiều như vậy tuế nguyệt, tại tử vong trong bóng tối dĩ nhiên sinh ra thần tôn cảnh quỷ vật, cũng may tử vong hắc ám chỉ có tại lúc buổi tối, những quỷ vật kia mới ra đến hoạt động, ban ngày những quỷ vật kia không sẽ ra tới. Chỉ cần ngươi ở nơi này tránh thoát một đêm, đã đến ngày mai hửng đông thời điểm liền hết chuyện. Khi nghe đến lão Hắc Giang Vận Thiên giải thích sau đó Diệp Thần Phong đem khí thế của mình cực hạn thu liếm, hắn cũng không làm được để trong này quỷ vật cảm giác được sự tồn tại của hắn rồi. Xem ra chỉ có thể tại đây nơi trong hang núi trốn thượng một đêm rồi, Diệp Thần Phong chậm rãi điều trị trong cơ thể mình thương thế, từ khi tại bước vào tử vong hắc ám chi hậu, trong thiên địa pháp tắc không gian bị hạn chế ở, Diệp Thần Phong tạm thời không cách nào câu thông hỗn độn chiếc nhẫn. Kèm theo mấy ngày nay thực lực đột phá liên tục, Long thần phiên thiên ấn ba ấn khả phá thiên pháp môn tu luyện. Cũng đã hiện lên hiện tại Diệp Thần Phong trong đầu rồi, bất quá, hiện tại cũng không phải tu luyện đệ tam ấn thời điểm, kế trước mắt. Hắn dự định trước tiên hết khả năng đem tử vong hắc ám thăm dò một lần, sau đó hắn lập tức đi cửu U Bang Sư Sư Vương nhất mạch địa phương tìm Bạch Tiểu Nhu. Cùng lúc đó, liền tại trước đó Diệp Thần Phong giết chết Kim biết nhảy đám người thời điểm. Khí linh thành thiên kiếm tông ở tạm trang viên bên trong đại sảnh. La Thiên Giang, La Thạc Phương, Kim Dương mới cùng hoa lưu đợi không người toàn bộ tập trung đến đồng thời, bởi vì Kim biết nhảy cùng với bọn hắn phái đi đơn giản thăm dò một phen tiểu bí cảnh trưởng lão bản mệnh ngọc bài toàn bộ vỡ vụn. Chuyện này ý nghĩa là Kim biết nhảy đám người toàn bộ chết rồi. Tại La Thiên Giang đám người xem ra đi hơi chút dò xét tra một chút tiểu bí cảnh, hẳn là không gặp nguy hiểm. Dù sao bọn hắn từ tiết ra cái kia bên trong biết được tiến vào bí cảnh cần phải chú ý, tiết ra thăm dò tiểu bí cảnh hữu hảo một đoạn thời gian. Nhưng ai biết cuối cùng bất ngờ dĩ nhiên vẫn là đã xảy ra. Tại La Thiên Giang đám người bên trong còn có hai cái so sánh lạ mặt lão đầu, một người trong đó chính là Kim gia một người khác lão tổ Kim Nam Hỏa, thực lực tại thần vương cảnh sơ kỳ, một người khác chính là Thiên Kiếm Tông lão tổ Hoa Phàm Giang, thực lực tại thần vương cảnh trung kỳ. Kim Nam Hỏa cùng Hoa Phàm Giang tại sau khi xuất quan, bọn hắn liền lập lập tức chạy tới khí linh thành, về phần này ba cái trong tông môn còn lại lão tổ, có trả đang bế quan, muốn xuất quan không phải nói xuất quan là có thể xuất quan. Đồng thời tại này vài ngày thời gian bên trong, tiêu giao cùng bọn họ là cực lực thành lập ở Lion, bọn hắn thanh diệp thần phong nhuộm đẫm thành một cái không hơn không kém mà đầu, bọn hắn trả tuyên bố tại diệp thần phong sau lưng có mạnh mẽ thần vương cảnh người tu luyện tồn tại. Diệp Thần Phong bọn hắn muốn lật đổ toàn bộ thiên huyền giới, thậm chí muốn thống chọn một cái thiên huyền giới. Tiêu giao cung bọn hắn hô hào Trung Châu Tông môn hẳn là yếu đoàn kết lại tổ xây một cái ở Lion, mấy ngày nay ngược lại là có không ít thế lực nguyện ý gia nhập vào cái này trong liên minh rồi. Nguyên bản tiêu giao cung bọn hắn còn muốn bức bách đốt ma cốc cùng mộ dung ra cũng gia nhập cái này ở Lion. Bọn hắn lấy tránh nghĩa góc độ để dẫn dắt, nếu như đốt ma cốc cùng mộ dung ra không gia nhập cái này ở Lion, như vậy hai cái này tông môn trên trời huyền giới uy vọng nhất định sẽ mức độ lớn hạ xuống. Nhưng ai biết đốt ma cốc cùng mộ dung ra trực tiếp tuyên bố bế núi 50 năm. Trên trời huyền giới có như thế một quy củ, có thế lực kia tuyên bố bế núi sau đó kỳ tông môn bên trong người liền không thể bước ra tông môn từng bước. Tại bế núi trong lúc, tất cả mọi người nhất định muốn ở lại bên trong tông môn, thậm chí tại bế núi trong lúc phát sinh tất cả mọi chuyện, bế núi tông môn cũng sẽ không nhúng tay. Bế núi chẳng khác gì là lựa chọn làm một người đứng xem, tại đây bế núi trong quá trình, ngoại giới tông môn cũng không thể đi gây chuyện, đây là thiên huyền giới trải qua thời gian dài quy củ, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ đi đánh vỡ, coi như là tiêu giao cung bọn hắn cũng không dám. Đốt ma cốc cùng mộ dung ra lựa chọn bế núi 50 năm, này làm cho tiêu giao cung bọn hắn cảm giác một quyền đánh vào trên bông. Bên trong đại sảnh bầu không khí có vẻ hơi vắng lặng. Hoa lưu khoảng không nói ra, Vừa vận ta nhận được một cái khoảng cách xa đưa tin, hẳn là chúng ta Thiên Kiếm Tông một tên trưởng lão tại tử vong trước đó truyền tới, đưa tin nội dung chỉ có hai chữ, Diệp Thần. Ta nghĩ các vị trong lòng cần phải có đếm, chúng ta Thiên Kiếm Tông người trưởng lão này khoảng cách xa đưa tin là bị cắt đứt rồi, hắn hẳn là muốn nói Diệp Thần Phong ba chữ này, xem ra chuyện lần này cũng cùng Diệp Thần Phong có quan hệ, thật là không có ngờ tới Diệp Thần Phong bọn hắn dĩ nhiên cũng biết chỗ kia tiểu bí cảnh. La Tha Phương cao mày nói, lại là Diệp Thần Phong. Sau lưng của hắn đến cùng có những gì cường giả chống đỡ. Chúng ta nhất định muốn mau chút công phá Thiên Nguyên cổ thành rồi. Còn có chỗ kia tiểu bí cảnh nhất định là Diệp Thần Phong người của bọn hắn tại thăm dò. Kim Dương mới sắc mặt phiền muộn cực kỳ, trong lòng của hắn là hận đến cắn răng nghiến lợi. Hắn Kim gia đệ nhất thiên tài Kim biết nhảy cuối cùng vẫn là chết rồi. Hắn làm sao có thể cao hứng lên? hắn nói ra, bước vào thần vương cảnh sau tăng lên một cái tiểu tầng thứ đều vô cùng gian nan, tiểu tử kia lại nói là từ hạ đẳng vị diện tới, sau lưng của hắn cường giả hẳn là tại thần vương cảnh trung kỳ khoảng trừng. Coi như là ở chính giữa châu, tại thần vương cảnh trung kỳ bên trên lại có mấy người. Nếu như sau lưng của hắn cường giả là thần vương cảnh trung kỳ bên trên, như vậy hắn ban đầu ở khí linh thành cũng không cần trốn. Hoa phàm giang lắc đầu nói, xuất hiện tại tiểu bí cảnh không nhất định sẽ là thần vương cảnh cường giả, nếu như tiểu tử kia thật sự là tới từ ở hạ đẳng vị diệt, phía sau hắn thần vương cảnh cường giả sẽ không nhiều, hơn nữa thiên nguyên cổ thành yêu cầu thần vương cảnh cường giả chấn giữ, liền để ta đi chỗ đó tiểu bí cảnh một thăm dò hư thực đi. Kim Nam Hỏa cũng lập tức nói ra, ta cũng cùng một chỗ đi, lại dám đối với ta Kim gia đệ nhất thiên tài hạ sát thủ. Lão phu ta lại làm sao có khả năng nuốt được khẩu khí này. Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa thực lực một cái tại thần vương cảnh Trung Kỳ, một cái khác tại thần vương cảnh Sơ Kỳ, hai người bọn họ đi tiểu bí cảnh tìm tòi hư thực, này cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, cho dù lại kém, hai người bọn họ liên thủ đào tẩu cũng không thành vấn đề. La Thiên Giang ngưng lông mày nói, Kim Huynh, Hoa Huynh, khí linh thành cần phải có người tỏa chấn, lão phu kia ta liền ở lại đây đi. Chờ các ngươi lúc trở lại, ta sẽ đem ở Lion triệt để thành lập tốt. Tại làm suốt sau khi quyết định, Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa lập tức đi hướng truyền tống trận địa phương, bọn hắn chuẩn bị trực tiếp truyền tống đến tiểu bí cảnh phương vị. Chương 2209, lại là người quen. Tử vong hắc ám, Diệp Thần Phong chỗ đào móc hang núi kia bên trong, Phong Bế Sơn động trên mặt đất ánh lửa nhúc nhích, nhắm mắt lại Diệp Thần Phong đang tại điều trị thương thế bên trong cơ thể. Không những chính hắn cực lực thu lại bên trong thân thể thật khí thế, lão bạch cùng lão hắc cũng đang giúp hắn che giấu khí tức. Đột nhiên trong lúc đó, bốn phía bắt đầu kịch liệt rung động chuyển động, này làm cho Diệp Thần Phong không tự chủ mở mắt ra, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, tất cả xung quanh đều chấn động càng kịch liệt. Diệp Thần Phong thần niệm xuyên thấu qua phong bế cửa động thận trọng cảm ứng ra ngoài, hô hấp của hắn trong chớp mắt ngừng lại rồi, chỉ thấy này bốn phương tám hướng đều đang hiện lên từng con từng con giữ tợn quỷ vật, những quỷ vật này tựa người tựa thú, chúng nó dương nanh ngúa vuốt dáng dấp thật là khủng bố. Cái gọi là quỷ vật cùng quỷ tu vẫn có khác biệt, quỷ tu chính là là có ý thức, mà quỷ vật trên căn bản là không có ý thức, quỷ này vật là có rất nhiều rất nhiều oán khí cùng âm khí, trải qua quanh năm suốt tháng không ngừng dung hợp, cuối cùng tại đặc biệt dưới tình huống hình thành. Quỷ vật thông qua hấp thụ oán khí cùng âm, khí, thực lực sẽ từ từ tăng trưởng, Đương nhiên quỷ vật còn có thể thôn vệ huyết nhục tăng trưởng thực lực. Từ bốn phương tám hướng cho hội tụ đến lít nha lít nhít quỷ vật, chúng nó dĩ nhiên toàn bộ tụ tập ở Diệp Thần Phong Đảo bới sơn động chu vi. Này làm cho Diệp Thần Phong trong đầu thần kinh càng phát căng thẳng, những quỷ vật này sẽ không vô duyên vô cớ tụ tập tới, đáp án chỉ có một, cái kia chính là những quỷ vật này phát hiện Diệp Thần Phong khí tức, liền ngay cả lão Bạch cùng lão Hắc che giấu cũng không có phát ra tác dụng tụ tập đến sơn động bốn phía quỷ vật thực lực trên đất thần cảnh cùng thiên thần cảnh tầng thứ, từ những quỷ vật này trong cổ họng phát ra ô nghẹn ngào nuốt làm người ta sợ hãi âm thanh. Lão Bạch ngưng trọng âm thanh tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu ra hỏa, xem ra tình huống không ổn. Thật giống ở trong bóng tối tổng có một con mắt đang nhìn chúng ta, mà hành tung của chúng ta căn bản lừa không được đối phương. Diệp Thần Phong trong con ngươi vẻ mặt cũng càng phát ngưng trọng. Tại đây tử vong trong bóng tối pháp tắc không gian cùng vậy bí cảnh như thế, đều sẽ là hạn chế pháp tắc không gian. Bằng không hắn trực tiếp tiến vào tiểu thế giới liền xong việc, nhưng bây giờ hắn cũng không đường có thể lui, đối phó thiên thần cảnh quỷ vật hay là còn có thể, nhưng đối phó với thần vương cảnh, thậm chí là thần tôn cảnh quỷ vật đâu này. Hắn cuối cùng chỉ có ngược đãi, siết phần, cho dù mượn lão Bạch cùng lão Hắc sức mạnh, chỉ sợ hắn cũng không cách nào cùng thần tôn cảnh quỷ vật chiến đấu thật sự là thực lực của hai bên cách biệt nhiều lắm, hơn nữa lão bạch cùng lão hắc sức mạnh dù sao không phải Diệp Thần Phong sức mạnh của mình. Tại Diệp Thần Phong suy nghĩ thời khắc, những kia tụ tập tại sơn động chu vi lít nha lít nhít quỷ vật, chúng nó đột nhiên đình chỉ gào khóc thảm thiết. Chúng nó thậm chí bản năng chiến chiến nguy nguy quỳ xuống trước trên mặt đất. Tại những quỷ vật này toàn bộ quỳ ở trên mặt đất thượng sau đó từ đằng xa lại bồng bình mà đến rồi số đạo bóng đen. Tại đây số đạo bóng đen bên trong phía trước nhất một vệt bóng đen, dáng dấp của hắn ngược lại là cùng người không có khác gì. Tại hắn bên trong thân thể có nhất cổ thu liếm cực hạn mãnh liệt khí thế, như bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát cự núi lửa, đây chính là con kia thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật rồi. Tại thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật hai bên, phân biệt đi theo hai con thần vương cảnh trung kỳ quỷ vật, này thần vương cảnh trung kỳ quỷ vật ánh mắt cũng thập phần chỗ trống, chúng nó chỉ là hướng thần tôn cảnh quỷ vật có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo tôn kính. Mà này thần tôn cảnh quỷ vật ngược lại là cùng còn lại quỷ vật không giống. Trong con người của hắn thậm chí có chút thần thái, hắn đưa mắt trực tiếp như ngừng lại phong bế ở cửa sơn động, thanh âm hắn khản giọng nói, làm sao? Liền lộ mặt cũng không dám sao, lẽ nào bây giờ tu luyện giới đã như vậy không chịu nổi. Năm đó chúng ta nhưng là các ngươi người tu luyện con mồi trong hang núi Diệp Thần Phong, hắn tại nghe phía bên ngoài truyền tiến vào âm thanh sau. Hắn không nghĩ tới đây thậm chí có quỷ vật có thể mở miệng nói chuyện, mà lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh cùng lão Hắc Giang vận thiên tại cảm giác được đây chỉ có ý thức quỷ vật sau, hai người bọn họ lần lượt trầm mặc một hồi sau. Lão Hắc Giang vận thiên nói, tiểu tử, đi ra xem một chút đi. Trốn ở chỗ này cũng không phải biện pháp, thần tôn cảnh quỷ vật tiện tay vung lên là có thể đem nơi này cho san thành bình địa khi nghe đến lão Hắc Giang vận thiên lời nói sau, Diệp Thần phong đem phong bế cửa động mở ra, cả người hắn rời khỏi sơn động, nhìn xem chu vi rậm rạp chằng chịt quỷ vật. Trên mặt hắn tuy rằng phi thường chấn định, nhưng trong lòng là lần đầu tiên không chắc chắn. Dù sao trước mặt không những có thần vương cảnh quỷ vật, hơn nữa còn có thần tôn cảnh quỷ vật. Những kia quỷ ở trên mặt đất thượng quỷ vật, chúng nó tại cảm thấy được Diệp Thần phong sau đó chúng nó tại nguyên chỗ lập tức mở ra cái miệng lớn như trậu máu hẳn là bước tại đối cái kia thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật sợ hãi, chúng nó mới không dám đứng lên đánh về phía Diệp Thần Phong. Cái kia thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật, hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm, hắn đã trầm mặc một hồi lâu, hắn thở dài, nói tiểu tử, người thật ra khiến ta có loại cảm giác quen thuộc, xem ở điểm này phân thượng, ta có thể cho ngươi chết thống khoái. Tại thần tôn cảnh quỷ vật tiếng nói hạ xuống xong. Lão Bạch cùng Lão Hắc hư ảnh từ Diệp Thần Phong trong cơ thể phù hiện ra, tuy rằng Lão Bạch cùng Lão Hắc vẫn không có khôi phục hoàn chỉnh linh hồn, nhưng là bọn hắn có thể để cho của mình tàn hồn tạm thời thoát ly Diệp Thần Phong một hồi, nhưng bọn họ tàn hồn bên trong sức mạnh hay là muốn mượn Diệp Thần Phong mới có thể phát huy ra, nói cách khác hai người bọn họ cho dù thoát ly Diệp Thần Phong, chính bọn hắn cũng thì không cách nào phát huy ra một điểm lực lượng tới. Một bộ áo trắng Lão Bạch ngô phong dối rảnh, hắn nhìn xem phía trước mặt này thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật hắn cười mắng lão quỷ năm đó là ai không phải muốn đi theo chúng ta còn nói yếu nhận thức chúng ta làm chủ một bộ áo đen lão hắc giang vận thiên hắn cũng vui vẻ a à nói lão quỷ chúng ta có thể có đã lâu không gặp không nghĩ tới người tên khốn này cũng bước vào thần tôn cảnh cái kia thần tôn cảnh sơ kỳ quỷ vật hắn đang nhìn đến lão bạch cùng lão hắc khi nghe đến lão bạch cùng lão hắc lời nói sau thân thể của hắn đột nhiên dừng lại, sửng sốt tốt sau một hồi lâu, hắn không kìm chế được nỗi nòng nói, ngô thiếu. Giang thiếu, là các ngươi, đúng là ngươi nhóm. Này được gọi là lão quỷ. Thần tôn cảnh quỷ vật, hắn bay tới lão bạch cùng lão hắc trước mặt, tiếng nói của hắn đều có chút phát run rồi, tâm tình là hoàn toàn không kiểm soát. Tại viễn cổ thời đại, tại lão bạch cùng lão hắc trả lúc còn trẻ, hai người bọn họ là đã tiến vào một lần tử vong bóng tối, sau này Tử vong Hắc Ám liền không giải thích được biến mất rồi. Chính là cái kia một lần duy nhất tiến vào, lão Bạch cùng lão Hắc tại Tử vong trong bóng tối, bọn hắn bất ngờ phát hiện một chỉ có chính mình ý thức quỷ vật, này để hai người bọn họ là hết sức hiếu kỳ. Hơn nữa con quỷ kia vật vẫn đối với lão Bạch cùng lão Hắc biểu đạt ra thiện ý, cuối cùng lão Bạch cùng lão Hắc không chỉ buông tha con này quỷ vật, bọn hắn còn trợ giúp con này quỷ vật tránh né lên, thậm chí truyền thụ con này quỷ vật không ít thứ bọn hắn cho con này quỷ vật đặt tên là lão quỷ lúc đó lão quỷ vẫn muốn đi theo lão bạch cùng lão hắc đáng tiếc quỷ vật một khi rời đi tử vong hắc ám liền sẽ lập tức tiêu tan ở bên trong trời đất cho nên bất kỳ quỷ vật chỉ có thể ở lại tử vong hắc ám bên trong có thể nói tại lão quỷ trong lòng lão bạch cùng lão hắc chính là là ân nhân của hắn thậm chí lâu như vậy năm tháng trôi qua rồi hắn lão quỷ vẫn không có quên qua phần ân tình này lão quỷ lúc trước từ biệt chính là như vậy nhiều tuổi nguyệt, người bây giờ tháng ngày trải qua thật dễ chịu đó ha à. Lão Hắc Giang Vận Thiên cười trêu nói, lão quỷ đang xác định trước mặt chính là ngô phong dỗi rảnh cùng Giang Vận Thiên sau, hắn nỗ lực bình tức tâm tình, hắn lúc này mới phát hiện lão bạch cùng lão Hắc chỉ là linh hồn thể rồi, hơn nữa là không hoàn chỉnh linh hồn thể, hắn lập tức hỏi, Giang Thiếu, Ngô Thiếu, các ngươi làm sao sẽ biến thành dáng vẻ như vậy? năm đó mà các ngươi lại là chỗ có trẻ tuổi bên trong đứng đầu nhất tồn tại, lâu năm như thế đi qua, các ngươi hẳn là bước vào thần đế cảnh được rồi. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh lắc đầu nói, lão quỷ, thế sự vô thường a hát. Năm đó ta cùng lão hắc gặp người gây xích mích, cuối cùng hai chúng ta là đồng quy vô tận mà chết, tại chính thức tử vong sau đó chúng ta mới phát giác được trong đó âm mưu, lúc đó hoàn toàn bị lửa giận làm cho hôn mê đầu, chúng ta một mực tại khôi phục linh hồn, muốn đoàn tụ nhục thân. Lão Hắc Giang Vận Thiên chỉ vào Diệp Thần Phong, nói, lão quỷ, đây coi như là ta cùng lão bạch đồ đệ, người lão quỷ này hiện tại rất là uy phong a hát. Vừa vặn còn muốn cho đồ đệ của chúng ta chết thống khoái. Người cũng coi như là chúng ta tên đồ nhi này trưởng bối chứ. Người nếu như không cho chúng ta này đồ nhi một điểm chỗ tốt, hai chúng ta nhưng sẽ không đồng ý. Lão quỷ cũng biết lão hắc đang nói đùa, hắn trước tiên phất phất tay, tụ tập tại bốn phía lít nha lít nhít quỷ vật nhanh chóng tản đi rồi, rất nhanh ở đây chỉ còn dư lại lão quỷ đã biết một con quỷ vật rồi. chương 2210, Mạnh mẽ Linh Thuyền Diệp thần phong căn bản không nghĩ tới lão bạch, lão hắc rõ ràng cùng nơi này thần tôn cảnh quỷ vật chả là người quen. Hơn nữa này thần tôn cảnh quỷ vật đối lão bạch cùng lão hắc là một loại tôn kính phát ra từ nội tâm, xem ra lão bạch cùng lão hắc tại bọn hắn thời đại kia đích thật là nhân vật nổi tiếng. Diệp Thần Phong chỉ là tại một bên lẳng lặng nhìn, hắn không có đi quấy dày người quen cũ ôn chuyện. Lão quỷ như như thao thao nói xong đã biết chút năm tháng trải qua, lúc trước tử vong hắc ám không giải thích được biến mất sau. Nhưng thật ra là tử vong hắc ám chìm nhỉm rồi, tại tử vong trong bóng tối xảy ra to lớn biến cố, rất nhiều nguyên bản mạnh mẽ quỷ vật toàn bộ không có tránh được lần đó biến cố, mà lão quỷ thân là con duy nhất có ý thức quỷ vật, hắn tại tử vong trong bóng tối là đông trốn tây nấp, cuối cùng lại vẫn thật sự bị hắn cho còn sống. Sau đó ở tử vong trong bóng tối biến cố sau khi đi qua, tử vong bóng tối cửa vào phong bế ở, bởi vì tử vong trong bóng tối rất nhiều mạnh mẽ quỷ vật cơ bản toàn bộ chết rồi, dù đáng tại tử vong trong bóng tối lão quỷ, hắn phát hiện tử vong trong bóng tối hạch tâm, hắn đồng thời đem hạch tâm cho đã luyện hóa được. Kết quả là, toàn bộ tử vong hắc ám toàn bộ trưởng khống ở lão quỷ trong tay, này tử vong trong bóng tối có không ít âm khí cùng oán khí siêu cấp nồng nặc địa phương dựa vào nắm giữ tử vong hắc ám lão quỷ tại đây chút trong năm tháng là không ngừng tăng lên thực lực chẳng trách diệp thần phong vừa vặn tung tích tránh không khỏi lão quỷ cảm nhận chẳng trách những kia không có ý thức quỷ vật hội sợ hãi như thế lão quỷ nguyên lai like hắn chính là này tử vong hắc ám bây giờ người trưởng khống rồi đang nghe xong lão quỷ giảng thuật trải qua sau đó lão bạch ngô phong dỗi rảnh thở dài nói lão quỷ ngươi xem như là nhân họa đắc phúc, nếu như tử vong hắc ám không trải qua lần kia biến cố, như vậy chỉ sợ ngươi đời này muốn bước vào thần tôn cảnh. Chính là phi thường trật vật sự tình. Lão quỷ cười nói, "Một thiếu, ta liền là vận khí tốt một điểm. Năm đó nếu không phải là các ngươi ra tay giúp đỡ, lão quỷ ta đã sớm biến mất ở vùng thế giới này giữa rồi. Ở trong lòng ta hai người các ngươi trước sau là chủ nhân của ta." lão quỷ ta còn tưởng rằng đời này đều không thể tại nhìn thấy các ngươi rồi ai biết lên trời vẫn đúng là đối với ta không tệ a hát. nhưng một thiếu cùng giang thiếu các ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy ta có thể hay không giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực ta tại tử vong trong bóng tối cũng ở chán rồi lão hắc giang vận thiên nói lão quỷ ngươi cũng không phải không biết các ngươi quỷ vật hạn chế là phi thường nhiều yếu là có thể mang ngươi ra ngoài năm đó chúng ta liền mang ngươi đi rồi lại nói người hôm nay là tử vong bóng tối người trưởng khống người cũng coi như là chúa tể một phương rồi người thật sự cam lòng ly khai tại người đại bản doanh sao lão quỷ trịnh trọng nói giang thiếu năm đó ta chỉ muốn muốn đi theo các ngươi rời đi nơi này đối với ta mà nói không có bất kỳ lưu luyến trong lòng ta trước sau không cách nào thả xuống các ngươi đối ân tình của ta a à há ta lão quỷ những khác không có nhưng tối thiểu có ơn tất báo vẫn phải có ta lẽ nào liền thật sự không cách nào rời đi tử vong hắc ám sao? Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nhìn xem lão quỷ xoắn quyết dáng dấp, hắn trầm tư một chút, nói, lão quỷ, muốn nói đến biện pháp, ngược lại trả thật không phải là không có, chỉ là cái biện pháp này quá mức nguy hiểm, hơi bất cần một chút ngươi liền sẽ tan tành mây khói. Lão quỷ không chút do dự nói ra, năm đó các ngươi để cho ta ở lại tử vong hắc ám. Ta đồng ý, đó là bởi vì ta biết, cho dù ta có thể rời đi tử vong hắc ám, ta cũng không giúp được các ngươi gấp cái gì. Nhưng bây giờ ta ít nhất là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả. Ta hẳn là có thể giúp được thêm các ngươi một điểm hỗ trợ, giúp đỡ được các ngươi vị này đồ đệ một điểm bận rộn. Cho dù chỉ có một phần trăm hy vọng, ta cũng muốn rời khỏi. Đi theo hai vị vẫn là ta lão quỷ trong lòng tâm nguyện, nếu như điều tâm nguyện này chưa hoàn thành. Sợ rằng tương lai coi như là tan tành mây khói, ta cũng sẽ không cam lòng. Thấy lão quỷ nói đến nước này rồi, lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói, lão quỷ, tâm ý của ngươi chúng ta đã minh bạch, nhưng ngươi thật sự không muốn suy nghĩ một chút nữa sao? Dùng ngươi thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, ngươi tại tử vong trong bóng tối còn có thể sống được rất lâu năm tháng. Lão quỷ kiên quyết lắc đầu nói, ngô thiếu, giang thiếu, chỉ cần có một tia hy vọng, ta liền muốn rời khỏi nơi này cùng tùy các ngươi các ngươi liền để ta hoàn thành cái này duy nhất tâm nguyện đi. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, lão quỷ, lão bạch nói biện pháp kia, độ nguy hiểm thực sự quá cao, như vậy đi. Chúng ta nên chả phải ở chỗ này dừng lại một hai ngày thời gian, ngươi lại để cho chúng ta thật tốt ngẫm lại, xem có thể hay không nghĩ ra một cái càng thêm hoàn thiện biện pháp đến. Bất quá, lão quỷ ngươi thân là nơi này người trưởng khống rồi, ngươi hẳn phải biết ở nơi này nơi nào có cơ duyên chứ, ngươi thật hẳn là muốn cho chúng ta tên đồ đệ này một phần lễ ra mắt, bằng không ngươi này làm trưởng bối hảo ý tư sao? Lão quỷ nghĩ một lát sau đó hắn nói ra, đây là ngô thiếu cùng giang thiếu đồ đệ của các ngươi, có phần tiểu cơ duyên, ta sợ các ngươi không lọt nổi mắt xanh, tuy nói tử vong hắc ám tại trong lòng bàn tay của ta rồi, thế nhưng tại tử vong trong bóng tối duy nhất có một vùng không ở trong lòng bàn tay của ta. Nơi đó là một cái vọng không thấy đáy sơn động cửa động, Liền ngay cả ý thức của ta cũng không cách nào ở trong đó lan tràn, hơn nữa có một cổ hạn chế lực, chỉ có thần vương cảnh bên dưới người mới có thể tiến vào bên trong. Bởi vì nơi đó là tử vong bóng tối nơi sâu xa nhất, cho nên coi như là năm đó tử vong hắc ám không có biến mất thời điểm, cũng hầu như không có người tu luyện sẽ đi hướng về nơi đó, ta cũng không rõ ràng bên trong là không phải có cự cơ duyên lớn. Diệp thần phong thực lực hôm nay cũng vừa hay tại thần vương cảnh dưới lão bạch cùng lão hắc đem ánh mắt nhìn về phía diệp thần phong rất nhiều lúc nguy hiểm cùng cơ duyên đều là cùng tồn tại không đi tìm tòi hư thực lại làm sao mà biết trong đó có những gì đâu này chỉ chốc lát sau diệp thần phong gật đầu nói lão bạch lão hắc không bằng chúng ta tự tiến vào nhìn một cái đi nếu có bất kỳ biến hóa nào như vậy chúng ta có thể lập tức lui ra ngoài thấy diệp thần phong đồng ý sau đó lão bạch cùng lão hắc cũng đúng lão quỷ gật gật đầu hai người bọn họ lại trở về Diệp Thần Phong bên trong đan điền, mà lão quỷ lập tức bàn tay vung lên, tại chung quanh hắn thổi lên một cơn gió đen, hắn mang theo Diệp Thần Phong nhanh chóng hướng về nơi sâu xa tiến đến. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy bên tai là vù vù. Tiếng gió, để mang nhĩ của hắn đều có chút đau nhói. Không bao lâu thời điểm, Diệp Thần Phong cảm giác mình một lần nữa rơi xuống đất, hắn nhìn thấy lão quỷ đứng ở bên cạnh hắn, ở trước mặt hắn có một cái lớn vô cùng sơn động, hơn nữa chung quanh âm. Khí càng thêm nồng nặc cùng uy nghiêm đáng sợ rồi, hẳn là nằm ở tử vong sâu trong bóng tối nguyên nhân. Trước mặt này cái cửa đại đen thùi cửa sơn động, như một con mở ra cái miệng lớn như chậu máu quái thú, phải đem hết thảy đều nuốt sống bình thường. Diệp thần phong tại cửa sơn động nhìn thấy một khối trọn vẹn cao bằng một người màu xanh lam tinh thạch, lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói, đây cũng là một loại tinh thể năng lượng, là không thể đủ được người tu luyện hấp thu lấy, bất quá, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng khổng lồ, hẳn là dùng tới mở gì gì đó. Pháp tắc không gian bị hạn chế, Diệp Thần Phong cũng không thể đem này màu xanh lam tinh thạch thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn, hắn dự định đợi ly khai nơi này thời điểm, lại đem khối này to lớn màu xanh lam tinh thạch cho mang đi. Lão quỷ đối với Diệp Thần Phong nói ra, ta liền tại cửa động trông coi, bất quá, nếu như đã đến hưởng đông ngươi chả chưa hề đi ra, như vậy ta liền tất cần phải rời đi trước. Ta là không thể đủ nhìn thấy ánh mặt trời. Ta nghĩ nơi này sẽ không có quá lớn nguy hiểm, đây là ta thân là tử vong hắc ám người trưởng khống trực giác. Diệp Thần Phong tại đối với lão quỷ gật gật đầu, sau đó hắn liền hướng trong hang núi đi đến, lại đi vào hang núi bên trong sau đó ngoại trừ trong đó đặc biệt hắc cùng đặc biệt lạnh ở ngoài, Diệp Thần Phong không có cảm giác đến cái khác rồi. Bên trong hang núi này thông đạo một đường không ngừng hướng phía trước kéo dài, căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Diệp Thần Phong đi rồi 1 giờ, 2 giờ, sau 3 giờ, hắn cuối cùng cũng coi như mới đi tới sơn động nơi sâu xa nhất, chỉ thấy tại nơi sâu xa nhất chính là một mảnh rộng lớn không gian, tại cái này không gian chính giữa giữa để một chiếc lớn vô cùng màu đen linh thuyền. Chiếc này linh thuyền cho người một loại khó mà hô hấp cảm giác một ngạt, tại Diệp Thần Phong đến gần chiếc này to lớn linh thuyền sau đó lão Hắc Giang vận Thiên lập tức nói ra, thứ tốt Thật là đồ tốt à ha chiếc này linh thuyền không thuộc về tiên khí, cũng không thuộc về linh khí, nó không thuộc về bất luận cái nào cấp bậc, thế nhưng uy lực của nó vô cùng có khả năng so với rất nhiều tiên khí đều mạnh. Hơn nữa căn cứ cảm giác của ta, chiếc này linh thuyền cũng không yêu cầu người tu luyện thúc dục, chỉ cần có đầy đủ năng lượng khởi động chiếc này linh thuyền, coi như là hóa thần cảnh người cũng có thể khống chế, nói một chút càng thêm đơn giản một điểm, chỉ cần có năng lượng để chiếc này linh thuyền khởi động lấy cảm giác của ta, chiếc này linh thuyền có thể trực tiếp đem thần vương cảnh hậu kỳ bên dưới cường giả cho trực tiếp đâm chết. chương 2211, chờ chịu chết đi. Cái gì? Chỉ cần khởi động năng lượng sung túc, có thể trực tiếp đâm chết thần vương cảnh hậu kỳ bên dưới cường giả. Lão Hắc Giang vận thiên thân là trí tôn luyện khí sư, hắn đối đồ vật cảm giác là phi thường bén nhạy, nếu hắn dám nói suốt lời nói này, như vậy suy đoán của hắn liền cơ hồ là chính xác rồi. Chỉ thấy trước mặt chiếc này màu đen to lớn linh thuyền, tổng cộng được phân làm tầng 3, đưa bàn tay đụng vào linh thuyền mặt ngoài, một loại thấu xương lạnh lẽo lập tức bao phủ Diệp Thần Phong toàn thân, khiến hắn không tự chủ đánh run lên một cái, loại này lạnh lẽo là đánh thẳng trái tim của hắn cùng cốt tủy, ở trong khoảnh khắc đó, thậm chí hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Cũng may đưa bàn tay rút sau khi trở về, loại cảm giác đó liền nhanh chóng cở ra. Diệp thần phong trong cổ họng chậm rãi nôn thở ra một hơi, đứng ở trước mặt chiếc này màu đen to lớn linh thuyền trước mặt, diệp thần phong cảm giác mình thập phần nhỏ bé, căn cứ vừa vặn một hồi tiếp xúc, hắn cảm thấy chế tạo chiếc này linh thuyền chất liệu tuyệt đối không bình thường. Chính như lão Hắc Giang Vận Thiên từng nói, chiếc này linh thuyền tuy rằng không thuộc về tiên khí, không thuộc về linh khí, không thuộc về bất luận cái nào cấp bậc, thế nhưng chiếc này linh thuyền tuyệt đối không bình thường. Lão Hắc Giang Vân Thiên Đạo, tiểu tử, người đi tới linh thuyền đi xem xem. Khi nghe đến Lão Hắc lời nói sau, Diệp Thần Phong thả người nhảy một cái, hai chân của hắn rất nhanh liền đã rơi vào tầng thứ ba bong tàu bên trên. Chiếc này to lớn linh thuyền đều là dùng một loại kim loại màu đen rèn đúc mà thành, đứng ở tầng thứ ba bong tàu bên trên, Diệp Thần Phong cả người có loại âm lãnh cảm giác, như cùng là đứng ở trong địa ngục, chu vi có vô số quỷ hồn đang lảng vảng bình thường hắn không biết mình vì sao lại có loại này cảm giác quái dị. Dù sao cái cảm giác này để Diệp Thần Phong phi thường không dễ chịu, cả người hắn cảm xúc hiện ra phải vô cùng một ngạt. Có thể là quanh năm suốt tháng nguyên nhân, chiếc này màu đen linh trên thuyền là bao trùm một tầng dày đặc cho bụi, Diệp Thần Phong tại tầng thứ ba thượng tổ chuyển động, ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ như ngừng lại một mặt cờ xí thượng. Đây là một mặt hắc kỳ. Trình mặt Hắc Kỳ An Tĩnh đã rơi vào tầng thứ ba bong tàu trong góc, Diệp Thần Phong đem phía này Hắc Kỳ từ trên mặt đất cầm lên, hắn đem Hắc Kỳ thượng cho bụi cho run đi rồi. Trình mặt Hắc Kỳ cầm trong tay hiện ra được rất là to lớn, tại Hắc Kỳ cắn câu vẽ ra một cái âm u khủng bố bộ xương, chiếc này to lớn linh thuyền ở nơi này cần phải có thời gian rất lâu rồi, nói cách khác. Phía này Hắc Kỳ ở nơi này cũng có rất dài rất dài năm tháng, tại tháng năm lâu dài như thế tẩy lễ dưới, phía này hắc kỳ dĩ nhiên hoàn toàn không có mục nát vết tích, bởi vậy có thể thấy được này hắc kỳ khác với tất cả mọi người rồi. Diệp thần phong thử đem linh khí truyền vào cột cờ bên trong. Trình mặt hắc kỳ nhất thời phóng ra một vệt màu đen ánh sáng, dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, chỉnh mặt hắc kỳ tại vụt nhỏ lại. Thẳng đến biến thành một mặt phi thường mini cờ xí, chính dễ dàng khiến hắn tiện tay nắm trong tay rồi. Này trình mặt hắc kỳ đột nhiên phát sinh biến hóa như thế sau. Diệp Thần Phong con mắt hơi híp lại, hắn phát hiện dựa vào phía này hắc kỳ, chỉnh chiếc linh thuyền hết thảy đều ấn khắc ở trong đầu của hắn. Căn cứ trong đầu khắc hình ảnh, Diệp Thần Phong thân ảnh hướng về tầng thứ ba bên trái nhất một cái khoang thuyền đi đến. Lại đi vào khoang thuyền sau. Chỉ thấy ở cái này khoang thuyền trên mặt đất có một cái to lớn vuông hướng về ao, tại ao dưới đáy có từng cái rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, tại ao biên giới còn có một cái dấu bàn tay y hệt rãnh, Diệp Thần Phong bản năng đem bàn tay của chính mình đặt tại rãnh bên trong. Đột nhiên bên trong, ao dưới đáy cái kia từng cái rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, hắn trong đều có một loại ánh sáng màu trắng nhanh chóng chuyển động, từ nơi này chiếc màu đen to lớn linh thuyền bên trên truyền ra oanh. Một tiếng, trong dây lát hướng về bốn phương tám hướng khoách tán ra một cỗ sóng năng lượng. Tại nguồn năng lượng này chấn động khuếch tán sau nguyên bản tại sơn động trong thông đạo một cổ hạn chế lực hoàn toàn biến mất rồi, bây giờ mặc kệ thực lực tại cái gì tầng thứ người cũng có thể đi vào nơi này. Mà thân ở tầng thứ ba bên trong khoang thuyền diệp thần phong, hắn nhìn xem ao dưới đáy cái kia rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng xuất thần, lão hắc giang vận thiên thanh âm lần thứ hai từ trong đầu của hắn vang lên, tiểu tử, ta nghĩ ta biết chiếc này linh thuyền lai lịch, trong tay người hắc kỳ phải là khống chế chiếc này linh thuyền trung tâm, mà trước mặt ngươi cái ao này chính là tụ tập năng lượng thanh năng lượng. Bây giờ ngươi đã là xúc động thanh năng lượng, chỉ cần ngươi đem đầy đủ năng lượng nguyên để vào năng lượng này rãnh bên trong, chiếc này linh thuyền hẳn là là có thể được ngươi khởi động. Ngươi cũng nhìn thấy cái kia từng cái lít nha lít nhít lóe lên ánh sáng màu trắng lỗ thủng đi nha. Những này lỗ thủng tác dụng phải là lấy ra năng lượng, làm cho chỉnh chiếc linh thuyền có thể thuận lợi khởi động căn nguyên vị trí nếu như ta không có đoán sai như vậy chiếc này linh thuyền chính là viễn cổ thời đại sơ kỳ tiếng tăm lừng lẫy u linh thuyền có người nói tại viễn cổ thời đại sơ kỳ u linh thuyền thường xuyên tại nửa đêm suốt không trên đời giữa căn cơ cổ tịch thượng ghi chép chết ở u linh dưới thuyền thần vương cảnh cường giả nhiều vô số kể này u linh thuyền được gọi là thần vương khắc tinh bất luận ngươi là sức chiến đấu cường đại cỡ nào thần vương cảnh cường giả tại u linh thuyền quét ngang dưới cuối cùng đều chạy không thoát đi Đương nhiên trọng yếu nhất một cái điều kiện tiên quyết là u linh trong thuyền nhất định muốn có đầy đủ năng lượng nguyên, nếu như không có đầy đủ năng lượng nguyên, dựa vào u linh thuyền muốn đâm chết thiên thần cảnh cường giả cũng là quá sức. Xem ra ta trước đó vẫn là đánh giá thấp chiếc này linh thuyền uy lực. Bất quá, muốn khởi động u linh thuyền cũng không phải bất kỳ năng lượng cũng có thể, e sợ tại bây giờ trên thế giới này, có thể khởi động u linh thuyền năng lượng nguyên đã không nhiều lắm này u linh thuyền là dùng trong truyền thuyết minh thiết tạo ra này minh thiết chính là trong truyền thuyết tử vong chi thiết thậm chí còn có đồn đãi nói minh thiết là tới từ ở địa ngục một loại giam cầm quỷ hồn kim loại minh thiết yêu thích hấp thu âm khí oán khí cùng tử khí chả yêu thích thôn phệ huyết nhục tại năm đó viễn cổ thời đại sơ kỳ không biết có bao nhiêu thần vương cảnh cường giả chết vào u linh dưới thuyền những kia chết đi thần vương cảnh cường giả Máu thịt của bọn họ cũng đều là được hòa vào này minh thiết bên trong rồi, cho nên chiếc này U Linh thuyền tải đã trải qua từng người từng người thần vương cảnh cường giả huyết nhục cải tạo sau, hắn thân thuyền đã sớm là trở nên càng thêm không gì phá nổi rồi. Hơn nữa căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, U Linh thuyền phòng ngự cũng mạnh, trong tay người hắc kỳ chính là trung tâm kiểm soát không lưu, chỉ cần có thể số lượng sung túc, người não bên trong một ý nghĩ, người là có thể mở ra U Linh thuyền phòng ngự. Nghe được lão Hắc Giang vận thiên tỉ mỉ sau khi giới thiệu, Diệp Thần Phong là càng ngày càng đối chiếc này linh thuyền cảm thấy hứng thú, chỉ là mở ra chiếc này linh thuyền năng lượng nguyên yếu từ nơi nào thu được. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh đột nhiên mở miệng nói, tiểu gia hỏa, còn nhớ bày ra tại hang núi này miệng cái kia một người cao màu xanh lam tinh thạch sao? Nói không chắc cái kia màu xanh lam tinh thạch chính là mở ra này linh thuyền năng lượng nguyên, người không ngại đi thử một lần. Được Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh như vậy vừa nhắc nhở, Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nói, Lão Bạch nói không sai, ta suýt chút nữa thành một cái mảnh vụn cho quên đi, cái kia một người cao màu xanh lam tinh thạch không thể được người tu luyện hấp thu, hơn nữa còn vừa lúc ở chỗ này cửa sơn động, vô cùng có khả năng chính là khởi động chiếc này linh thuyền năng lượng nguyên. Diệp Thần Phong lập tức đi ra khoang thuyền, hắn không kịp chờ đợi muốn trở về cửa sơn động, ở trong đường hầm đi tới một nửa thời điểm, hắn gặp Lão Quỷ, bởi vì trong hang núi hạn chế lực biến mất rồi, cho nên lão quỷ cũng có thể vào. Lúc này theo thời gian trôi đi, sắc trời bên ngoài đang chậm chậm phát sáng lên. Lão quỷ tại gặp phải Diệp Thần Phong sau đó hỏi hắn, bên trong là không phải chuyện gì xảy ra. Diệp Thần Phong hồi đáp, chúng ta ở bên trong phát hiện một chiếc không sai linh thuyền, vừa vặn ngoài sơn động cái kia một người cao màu xanh lam tinh thạch, có thể là mở ra linh thuyền năng lượng nguyên, hết thảy ta chuẩn bị đi thử một lần. Nhìn thấy Diệp Thần Phong ở trong sơn động không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, lão quỷ là thở phào nhẹ nhõm, hắn nói ra, sắc trời sắp sáng lên, ta không thể ở nơi này giúp ngươi, chính ngươi ở nơi này cẩn thận nhiều, bọn chúng ta buổi tối gặp lại. Mà ở sắc trời chậm rãi sáng lúc thức dậy, Thiên Kiếm Tông lão tổ Hoa Phàm Gian cùng Kim Gia lão tổ Kim Nam Hỏa, hai người bọn họ cũng tiến vào chỗ này tiểu bí cảnh bên trong. Tại tiến vào bên trong sau, hoa phàm giang trên người khí thế phun trào, cánh tay của hắn tại trước mặt vung lên, từng tầng từng tầng linh khí từ trong cơ thể hắn khuếch tán đi ra, chỉ thấy ở trước mặt hắn đột nhiên hiện ra một bức tranh, trong hình chính là diệp thần phong tại cửa sơn động di chuyển màu xanh lam tinh thạch tình cảnh, mà lão quỷ cũng đã là rời khỏi. Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa đều từng thấy Diệp Thần Phong chân dung rồi, bọn hắn đang nhìn đến trong hình hiện ra Diệp Thần Phong sau, trên mặt bọn họ phóng ra cười gần trong đó hoa phàm giang quát lên, dĩ nhiên tiểu tử này thật đi tới nơi này. Hơn nữa bên cạnh hắn chưa cùng bất kỳ cường giả, cái kia phụ trách đến thăm dò bí cảnh trưởng lão là chết như thế nào. Bất kể như thế nào, tiểu tử này tự đợi đến chịu chết đi. chương 2212, pha chạm thành cặn bã. Hoa phàm giang thi triển chính là là một loại tìm tòi bí pháp, tại nhất định phạm vi có thể mang tất cả tu luyện người khí thức toàn bộ bắt lấy, Quan trọng nhất là có thể mang đối phương hình ảnh đều hiện ra ở trước mặt mình, loại này tìm tòi bí pháp chính là Thiên Kiếm tông bí mật bất truyền, hơn nữa thực lực yếu đến thần vương cảnh mới có thể thi triển ra. Loại bí pháp này chỉ có thể tìm thấy được người tu luyện khí tức, về phần quỷ vật khí tức tự nhiên tìm tòi không tới, nếu trước mặt trong hình chỉ có Diệp Thần Phong một người hình ảnh, như vậy này liền nói rõ này chỗ này tiểu trong bí cảnh chỉ có Diệp Thần Phong như thế một cái người tu luyện Tại có kết quả này sau đó Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa là càng thêm yên tâm, chỉ là bọn hắn trong lòng nghi hoặc những trưởng lão kia cùng Kim biết nhảy rốt cuộc là chết như thế nào. Bọn hắn tại hình ảnh bên trong không cảm giác được Diệp Thần Phong thật khí thế, bọn hắn chỉ biết là Diệp Thần Phong thực lực hẳn là tại hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tả hữu Bọn hắn đã sớm từ tiết ra trong miệng giải trừ chỗ này tiểu bí cảnh, chỉ cần trời vừa tối đặc biệt là rời đi mảnh này sa mạc khu vực, những kia đã từng thăm dò người toàn bộ là một đi không trở lại nhưng ban ngày đi thăm dò lại gió êm sóng lặng bởi vì không có ai sống sót trở về cho nên không có ai biết buổi tối ở nơi này đến cùng hội xảy ra chuyện gì vì lý do an toàn hoa phàm giang cùng kim nam hỏa bọn hắn chuẩn bị đợi được sắc trời triệt để sáng bọn hắn đang hành động chỉ là bọn hắn không hiểu diệp thần phong vì sao lại ở nơi này một đêm không có chuyện gì hai người bọn họ nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều bọn hắn cảm giác diệp thần phong có chút khiến hắn nhìn không thấu rất nhanh này tử vong trong bóng tối sắc trời là hoàn toàn sáng hoa phàm giang cùng kim nam hỏa tại liếc nhau một cái sau hai người bọn họ hướng về diệp thần phong vị trí nhanh chóng lao đi rồi mà lúc này diệp thần phong bởi vì không cách nào câu thông hỗn độn nhẫn nguyên nhân hắn chỉ có thể đem một người cao màu xanh lam tinh thạch khiêng ở trên người tại sơn động trong thông đạo không ngừng hướng phía trước đi lại thật sự là cái lối đi này quá mức dài rằng giặc rồi theo thời gian từng giây từng phút trôi qua diệp thần phong cuối cùng là về tới sơn động nơi sâu xa nhất trên bả vai hắn khiêng một người cao màu xanh lam tinh thạch hắn đi thẳng tới tầng thứ ba tiến vào tầng thứ ba khoang thuyền bên trong khi tiến vào khoang thuyền sau diệp thần phong không kịp chờ đợi đem một người cao màu xanh lam tinh thạch để vào trong hồ một cái người cao màu xanh lam tinh thạch ở trong ao căn bản không chiếm được bao nhiêu không gian tại màu xanh lam tinh thạch để vào trong hồ sau từ ao dưới đáy rậm rạp chẳng chít trong lỗ thủng lao ra khỏi từng cây từng cây năng lượng màu trắng tia sáng những này tia sáng đem màu xanh lam tinh thạch cho hoàn toàn bó chói lại rồi những này năng lượng màu trắng tia sáng hẳn là tại lấy ra màu xanh lam trong tinh thạch năng lượng bởi vì cái này chút nguyên bản năng lượng màu trắng tia sáng giờ khắc này toàn bộ biến thành màu xanh lam. Thấy cảnh này Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn vui vẻ, xem ra này màu xanh lam tinh thạch thật đúng là khởi động u linh thuyền năng lượng nguyên. Theo màu xanh lam tinh thạch được năng lượng tia sáng chăm chú bó. Chói buộc ở ao dưới đáy, Diệp Thần Phong cảm giác được hắn trong tay cầm phiên bản thu nhỏ Hắc Kỳ cũng sản sinh biến hóa. Tại Hắc Kỳ thượng có một loại hắc sắc quang ngất đang lưu chuyển, phảng phất chỉ cần hắn một ý nghĩ, hắn là có thể đem chiếc này linh thuyền cho khởi động. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói ra, tiểu gia hỏa, một cái người cao màu xanh lam trong tinh thạch năng lượng quá ít, đoán chừng chỉ có thể khởi động linh thuyền một hồi thời gian, cũng không cách nào đem u linh thuyền uy lực thực sự phát huy đến mức tận cùng. Tại lão Hắc tiếng nói vừa vận hạ xuống xong, lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, có hai luồng thần vương cảnh thật khí thế đang áp sát, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta nhìn đối phương là lai giả bất thiện sớm tại trước đó trong thông đạo hạn chế lực liền hoàn toàn biến mất rồi. Bất luận người nào cũng có thể đi vào vào được. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở sau đó Diệp Thần Phong lập tức đi ra khoang thuyền, đi tới tầng thứ ba bong tàu bên trên. Hắn xuất hiện ở bên người cũng không có giúp đỡ, hai tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối cũng đang hỗn độn trong chiếc nhẫn đây. Bây giờ căn bản không cách nào thả ra may mà chính là chiếc này u linh trong thuyền cuối cùng cũng coi như có một ít năng lượng chỉ là không biết dựa vào những năng lượng này có thể phát ra tác dụng đâu này cầm trong tay màu đen cờ xí diệp thần phong trong đầu hắn ý thức hơi động oanh một tiếng tại chỉnh chiếc linh thuyền ngoại vi nhất thời được một tầng màu đen kết giới cho bao phủ lại rồi quả nhiên u linh trong thuyền có năng lượng sau đó diệp thần phong chỉ là một cái ý nghĩ hắn là có thể đối chiếc này linh thuyền hoàn toàn khống chế này muốn so tiên khí sử dụng dễ dàng hơn, tiên khí nhất định muốn dựa vào người tu luyện tự thân sức mạnh duy trì. Mà đang ở u linh trên thuyền mở ra phòng ngự hình thức sau. Bên trong khoang thuyền cái kia màu xanh lam trong tinh thạch năng lượng đang tăng nhanh trôi qua. Diệp Thần Phong mục quang chăm chú nhìn chằm chằm miệng đường hầm. Loạch xoạch, hai tiếng. Hai đạo bóng đen xuất hiện ở đây. Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa hai người bọn họ ánh mắt lập tức như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Tại bọn hắn nhìn thấy trước mặt chiếc này to lớn linh thuyền lúc. Bọn hắn đồng dạng là cũng hơi sững sờ, nhưng bọn họ lập tức tỉnh táo lại. Bọn hắn cảm giác được bao phủ chiếc này linh thuyền kết giới rất cường đại, đoán chừng bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào phá tan. Bất quá, Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa khóe miệng cười gần hiện lên, trong đó Kim Nam Hỏa nói, người chính là Diệp Thần Phong cái nhỏ. Xúc, Sinh, ta Kim gia đệ nhất thiên tài là ngươi giết chết. Ngươi nhưng ẩn núp thật sâu a ngươi thậm chí có thiên thần cảnh thực lực, nhưng ngươi cho rằng dựa vào kết giới này là có thể chống đối chúng ta sao? Yếu thời gian dài chống đỡ bực này cường độ kết giới, đó là yêu cầu năng lượng rất cường đại, cho nên ngươi kết giới này sớm muộn cũng sẽ chính mình tiêu tán, mà ngươi sớm muộn cũng sẽ chết ở chúng ta trên tay. Không nên lãng phí thời gian của chúng ta rồi, ta cho ngươi một lần triệt hồi kết giới này cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý ngoan ngoãn nghe lời, như vậy lão phu ta đúng là có thể cho ngươi hơi chút thiếu được đau một chút khổ, bằng không ta sẽ cho ngươi thống khổ ngàn ngày sau, mới khiến cho ngươi chậm rãi chết đi. Diệp Thần Phong lông mày hơi nhíu nhanh, hắn khi nghe đến Kim Nam Hỏa lời nói sau, hắn lập tức rõ ràng đối phương là Thiên Kiếm Tông nhóm thế lực lão tổ rồi hắn cũng đồng dạng cảm thấy Kim Nam Hỏa thực lực tại thần vương cảnh sơ kỳ, mà Hoa Phàm Giang thực lực tại thần vương cảnh trung kỳ, cho dù hắn có thể thả ra hai tôn thần vương cảnh sơ kỳ con rối, muốn chiến thắng hai người kia tỷ lệ chỉ sợ cũng không lớn. Diệp Thần Phong thông qua trong tay màu đen cờ xí cảm ứng được, ở trong ao màu xanh lam tinh thạch, năng lượng trong đó đang nhanh chóng giảm bớt, vạn nhất năng lượng toàn bộ tiêu hao hết, hắn liền thật không có hy vọng, trước mắt chỉ có thể toàn lực mở ra chiếc này u linh thuyền tới đụng một cái rồi mà hoa phàm giang đang nhìn đến tầng thứ ba trên bong thuyền diệp thần phong thờ ơ không động lòng trong thân thể hắn thần vương cảnh trung kỳ thật khí thế tuôn ra chuyển động cả người hắn lăng không nhảy lên hắn hướng về bao phủ lại linh thuyền màu đen kết giới triển khai công kích hắn biết rõ kết giới chống đối công kích của hắn một cái chống đỡ kết giới năng lượng liền sẽ tiêu hao càng tăng nhanh hơn Hoa Phàm Giang lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi như thế một tên tiểu tử, lại dám đã kinh động mấy người chúng ta tông môn hết thảy thần vương cảnh cường giả, ngươi xứng à? Hôm nay chính là tiểu tử ngươi giờ chết rồi. Thấy bóng người nhanh chóng lướt tới Hoa Phàm Giang, hơn nữa tại chung quanh hắn cũng tràn ngập hồng thủy mãnh thú giống như thật khí thế, Diệp Thần Phong trong tay nắm thật chặt màu đen cờ xí, trong đầu hắn ý thức hơi động. Kẹt kẹt, kẹt kẹt, kẹt kẹt thanh âm nhất thời từ linh đáy thuyền bộ truyền ra. Lập tức lại là oanh, một tiếng. Chỉnh chiếc linh thuyền trong nháy mắt cách mặt đất, từ u linh trên thuyền tản ra một cổ kinh khủng âm u khí thế, chỉnh chiếc to lớn linh thuyền chủ động đón nhận hoa phàm giang. Hoa phàm giang không nghĩ tới linh thuyền hội trong chớp mắt khởi động, hơn nữa ở này chiếc khởi động màu đen linh thuyền trước mặt, hoa phàm giang thậm chí có hãi hùng khiếp phía cảm giác, hắn muốn lập tức xoay người tránh né, đáng tiếc tất cả đã muộn rồi khởi động sau u linh thuyền tốc độ phi thường nhanh trực tiếp chính diện đụng vào hoa phàm giang trên thân thể âm um, si si chỉ thấy được u linh thuyền va chạm hoa phàm giang đầu tiên là phát ra một tiếng cực hạn vang trầm sát theo đó khiến người ta cảnh tượng khó tin xảy ra hoa phàm giang thân thể dĩ nhiên trực tiếp ở trong không khí nổ tung thành một đám mưa máu những huyết vụ này trực tiếp thẩm thấu tiến vào u linh thuyền bề ngoài minh thiết bên trong một bên nguyên bản chấn định như thường kim nam hỏa hắn trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm thậm chí hắn liền hô hấp đều quên mà diệp thần phong trong lòng cũng sợ hãi than làm phải biết hoa phàm giang nhưng là thần vương cảnh trung kỳ cường giả này hoa phàm giang rõ ràng trực tiếp được u linh thuyền va chạm thành cạn bã bất quá diệp thần phong thông qua màu đen cờ xí hắn cảm giác được màu xanh lam trong tinh thạch năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa hắn nhất định muốn nắm chặt thời gian thanh kim nam hỏa cũng giải quyết xong, hắn bây giờ căn bản không có thời gian đi suy nghĩ này u linh thuyền cường đại rồi. chương 2213, tăng nhanh thành lập. Kim nam hỏa ngốc trệ trong nháy mắt sau, hắn lập tức kinh hồn bạt vía hồi phục thần trí. Nhìn thấy trước mặt chiếc này to lớn màu đen linh thuyền dĩ nhiên nhắm ngay hắn, phải biết thực lực của hắn so với hoa phàm giang yếu, hắn mới thần vương cảnh sơ kỳ tầng thứ, liền ngay cả hoa phàm giang đô được chiếc này màu đen linh thuyền cho trực tiếp đụng phải hóa thành huyết vụ rồi, hắn có tài cán gì có thể chống lại chiếc này màu đen linh thuyền va chạm. Kim Nam Hỏa bây giờ là hối hận ruột đều thanh, hắn sớm biết như thế tuyệt đối sẽ không lựa chọn tới nơi này, Kim biết nhảy mặc dù là Kim gia đệ nhất thiên tài, nhưng ở trong lòng hắn chả là của mình mệnh tương đối trọng yếu. Bây giờ Kim gia đã bị chết một tên lão tổ Kim Thọ Ngạn rồi, nếu như hắn Kim Nam Hỏa cũng đã chết, như vậy Trung Châu Kim gia lập tức hội thế lực giảm mạnh, Huyền Châu cùng Linh Châu chi mạch hủy diệt cũng là hủy diệt rồi. Tại Kim Nam Hỏa xem ra hai cái này chi mạch gộp lại, vẫn không có gia tộc hắn bên trong bất luận cái nào thần vương cảnh cường giả phân lượng lớn, phải biết liền hắn ở bên trong, tại Kim gia tổng cộng cũng mới ba tên thần vương cảnh cường giả. Nước đục này bọn hắn Kim gia căn bản là không nên chuyến, vốn là chính mình cho mình tìm không thoải mái, hắn ở trong lòng thanh tiêu giao cung nhóm thế lực người toàn bộ thăm hỏi một lần, cái gì gọi là Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Diệp Thần Phong rõ ràng có thiên thần cảnh tầng thứ, trẻ tuổi như vậy thiên thần cảnh cường giả, ở trong tay của hắn đến cùng còn ẩn tàng nắm chắc bao nhiêu bài. La Thiên Giang đám người quả thực là mù mắt. Từ U Linh trên thuyền áp bước mà đến cuồn cuộn khí thế, này làm cho Kim Nam Hỏa hô hấp trở nên rồn rập. Hắn lập tức quát, Diệp Thần Phong, hạ thủ lưu tình, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, chúng ta kim ra lui ra chuyện lần này bên trong, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Khống chế u linh thuyền diệp thần phong, hắn không chút nào dừng lại ý nghĩ, hắn cười lạnh nói, ngươi vừa vặn còn không phải vinh váo sung thiên muốn giết ta đấy sao? Ngươi cho là ta có thể sẽ bỏ qua ngươi sao? Ngươi cũng già đầu người rồi, lại vẫn sẽ nói ra như thế buồn cười lời nói. Nhân từ với kẻ địch, Vậy thì là tàn nhẫn với chính mình, các ngươi đã hai cái là cùng tới, như vậy hai người các ngươi tại trên đường hoàng tuyền cũng có thể có người bạn. Màu đen kịt u linh thuyền mạnh mẽ đâm tới hướng về Kim Nam Hỏa va chạm mà đi, Kim Nam Hỏa thấy mình thỏa hiệp không có một chút tác dụng nào, nhìn xem lớn vô cùng u linh thuyền. Hắn căn bản không dám cùng u linh thuyền khi đối mặt đụng, bên trong thân thể của hắn thật khí thế tiêu thăng đến cực hạn, hắn bóng người nhanh chóng lướt vào trong thông đạo hắn là liều lĩnh muốn trốn khỏi nơi này. Âm âm, âm âm, âm âm, tiếng nổ lớn vang lên. Chỉnh chiếc to lớn u linh thuyền trực tiếp đụng vào sơn động thông đạo bên trên. Phàm là u linh thuyền trải qua địa phương, chung quanh vách đá là nhanh nhanh sụp đổ. Diệp thần phong đem u linh thuyền tốc độ khống chế đã đến cực hạn, cảm giác bên trong khoang thuyền màu xanh lam tinh thạch năng lượng yếu tiêu hao hầu như không còn rồi, bởi vì nhận lấy u linh thuyền mãnh liệt va chạm, tại U Linh Thuyền không có đi qua thông đảo. Nơi đó vách núi cũng đang nhanh chóng sụp đổ rồi, này hơi chút hạn chế trụ kim nam hỏa một ít tốc độ. Chính vì như thế, tại U Linh trong thuyền năng lượng hầu như yếu toàn bộ tiêu hao hết thời điểm, lại là âm. Cùng xì xì, một tiếng, kim nam hỏa là bị U Linh Thuyền cho mãnh liệt đánh tới rồi. Thân thể của hắn cũng lập tức ở trong không khí nổ tung thành một đám mưa máu, cuối cùng được U Linh thuyền mặt ngoài minh thiết cho hấp thu, tại kim nam hỏa được va chạm tử vong sau đó u linh thuyền đột nhiên đình chỉ dưới bao phủ lại u linh thuyền màu đen kết giới cũng đã biến mất diệp thần phong chỉ cảm thấy bên trong khoang thuyền ở đằng kia trong hồ màu xanh lam tinh thạch biến thành thấu rõ ràng sắc năng lượng trong đó đã toàn bộ được tiêu hao sạch sẽ rồi diệp thần phong trong cổ họng khẽ thở một hơi hắn đáng tiếc là năng lượng cứ như vậy đã tiêu hao hết còn có hắn đáng tiếc là hoa phàm giang cùng kim nam hỏa dĩ nhiên đều hài cốt không còn, đương nhiên đó cũng không phải diệp thần phong mềm lòng, chỉ là hắn quá đau lòng, nếu như hắn hải nạp bách xuyên có thể hấp thu hoa phàm giang cùng kim nam hỏa năng lượng, e sợ thực lực của hắn lại hội tăng lên thêm một bước. Diệp thần phong vừa vận căn bản không khống chế được va chạm cường độ, này hoa phàm giang cùng kim nam hỏa cũng quá không trải qua đụng phải, làm sao có thể lập tức liền biến thành huyết vụ nữa nha sau khi chết tốt xấu cũng phải cấp diệp thần phong một điểm ngon ngọt a à hát bất quá diệp thần phong cũng chỉ là nghĩ ở trong lòng nghĩ đến tại vừa vặn loại kia tình huống đặc biệt dưới nếu như hắn không nhanh chóng giết hoa phàm giang cùng kim nam hỏa nguy hiểm như thế người nhưng chính là hắn tại thấy được chiếc này u linh thuyền khủng bố sau diệp thần phong là càng ngày càng yêu thích chiếc này linh thuyền nhưng bây giờ nhất làm cho đầu hắn đau chính là mở ra chiếc này linh thuyền năng lượng nguyên rồi hắn muốn đi đâu lại tìm đến một ít năng lượng nguyên đâu này mà đang ở hoa phàm giang cùng kim nam hỏa lần lượt tử vong thời điểm khí linh thành thiên kiếm tông tạm thời trang viên bên trong đại sảnh là thiên giang là thà phương kim dương mới cùng hoa lưu khoảng không đám người đều ở nơi này nhưng trên mặt của bọn họ vẻ mặt lại khó coi cực kỳ đặc biệt là kim dương mới cùng hoa lưu khoảng không hai người bọn họ bởi vì liền ở vừa vặn không lâu bọn hắn lão tổ kim nam hỏa cùng hoa phàm giang bản mệnh ngọc bài thậm chí ngay cả tiếp theo nổ tung. Điều này nói rõ hai người kia cũng đã là chết. Phải biết hoa phàm giang cùng kim nam hỏa. Một cái là thần vương cảnh trung kỳ, một người khác là thần vương cảnh sơ kỳ, hai người bọn họ liên thủ, cho dù gặp phải thần vương cảnh hậu kỳ cường giả, bọn hắn cần phải cũng có thể thoát thân, nhưng kết quả hai người bọn họ nhưng đã chết bọn hắn đến cùng gặp cỡ nào đối thủ mạnh mẽ tiêu giao cung lão tổ la thiên giang trong lòng của hắn là âm thầm may mắn hắn may mắn chính mình không có đi hướng về tiểu bí cảnh bằng không hắn hiện tại chỉ sợ cũng đã đi diêm vương điện thượng báo cáo nhưng trong lòng của hắn càng thêm ngưng trọng hoa phàm giang cùng kim nam hỏa là chết như thế nào lẽ nào diệp thần phong sau lưng có không ít thần vương cảnh cường giả sao rất đa nghi hoặc đều vang vọng tại trong đầu của hắn La Thiên Giang trong lòng cảm xúc là càng ngày càng ngưng trọng, nếu như còn tiếp tục như vậy, liền tính mấy người bọn hắn thế lực liên thủ, liền coi như bọn họ thành lập nên ở Lion, đến lúc đó cũng sẽ bị hoàn toàn dây dưa đến chết, bọn hắn không thể chờ đợi thêm nữa. La Thiên Giang ngưng lông mày nói, lần này Kim Huynh cùng Hoa Huynh chết đi, ta cũng phi thường khổ sở, nhưng chuyện này khẳng định cùng Diệp Thần Phong tiểu tử kia có quan hệ, chúng ta bây giờ có thể làm chính là tăng nhanh thành lập ở Lion tốc độ, Chúng ta nhất định muốn ngay đầu tiên công phá Thiên Nguyên cổ thành, chúng ta từng người trong tông môn lão tổ nhất định muốn tại mấy ngày nay toàn bộ đến, sau đó chúng ta cùng đi đi hướng Thiên Nguyên cổ thành. Đến lúc đó bằng vào chúng ta những thần vương này cảnh cường giả, lẽ nào chúng ta còn thật sự thắng không nổi Diệp Thần Phong sao? Hắn chỉ là một cái từ dưới các loại vị diện người tới mà thôi, hiện tại chúng ta chỉ là không có thăm dò bọn hắn đáy ngọn nguồn. Bây giờ nếu tại tiểu bí cảnh bên kia xuất hiện Diệp Thần Phong bọn hắn cường giả, như vậy trên trời nguyên bên trong tòa thành cổ cường giả khẳng định liền thiếu, đây là một cái hiếm có cơ hội. Sắc mặt âm trầm yếu tích thủy kim dương mới, nói thật hắn cũng hối hận rồi, Kim gia liên tục tổn thất hai tên thần vương cảnh lão tổ, này đối với bọn hắn Kim gia tới nói quả thực là một cái trầm thống đả kích, mỗi cái thế lực bên trong lão tổ, bọn họ đều là kỳ thế lực định hải thần châm. Bây giờ Kim gia liên tiếp được nhổ xong hai cái định hải thần châm, cuối cùng cho dù có thể giải quyết Diệp Thần Phong đám người, nhưng đối với bọn họ Kim gia tới nói, những tổn thất này thì không cách nào cứu vãn được rồi. Nhưng việc đã đến nước này, nếu như muốn cho Kim Dương mới liền như vậy thu tay lại, như vậy hắn sẽ càng thêm không cam lòng, sự tình đã tới mức độ này rồi, Diệp Thần Phong là nhất định phải chết, bằng không bọn hắn Kim gia hai vị lão tổ bọn hắn kim gia đệ nhất thiên tài chẳng phải là chết lãng phí rồi. Kim Dương mới cắn răng nghiến lợi nói ra, ta đồng ý là tiền bối chỗ nói, chúng ta nhất định muốn tăng nhanh xây dựng tốc độ, tốt nhất tại trong mấy ngày này có thể xuất phát đi công phá thiên nguyên cổ thành, ta đi liên lạc ta Kim ra một tên sau cùng lão tổ. Hoa lưu khoảng không mạnh mẽ thở dài sau, hắn cũng nói, ta cũng lần nữa bẩm báo một cái trong tông môn còn lại mấy vị lão tổ, diệp thần phong đám người tuyệt đối không lưu lại được rồi. La Thiên Giang hài lòng gật đầu nói, được, ta cũng lần nữa thúc thúc chúng ta tiêu giao cùng mấy cái kia lão đầu tử, bọn hắn có còn nên đến giúp đỡ. Nếu như lại không tới, nói không chắc tiểu tử kia bên kia thế lực yếu hơi có quy mô rồi, chúng ta tuyệt đối không thể để tiểu tử kia trưởng thành. Lần này La Thiên Giang bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hoa Phạm Giang cùng Kim Nam hỏa hai người này, bọn hắn sẽ chết nhanh như vậy, dưới cái nhìn của bọn họ Hoa Phạm Giang cùng Kim Nam hỏa có thể sống trở về, cho dù tìm hiểu không đến bất kỳ tin tức, nhưng hôm nay đâu này. Này Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa chết đi cũng là không giải thích được, này cùng lúc trước Kim Thọ Ngạn chết đi giống nhau như đúc, bọn hắn không biết Kim Thọ Ngạn là chết như thế nào. Bây giờ bọn hắn cũng không biết Hoa Phàm Giang cùng Kim Nam Hỏa là chết như thế nào. Chương 2214, rời đi biện pháp. Tại trong tông môn còn lại lão tổ đuổi trước khi đến. La Thiên Giang đám người không dám đi tiểu bí cảnh dò xét. Mà thân ở tử vong trong bóng tối Diệp Thần Phong. Hắn đứng ở U Linh trên thuyền khổ não không thôi, chỗ này sơn động là sụp đổ không sai biệt lắm, nguyên bản sơn động nơi sâu xa nhất cũng hầu như sụp đổ rồi. Hắn đột nhiên nhìn vào tối sâu chỗ mặt đất bên trên, thậm chí có một loại hào quang màu lam đậm lóe lên. Xuất phát từ nội tâm hiếu kỳ, Diệp Thần Phong từ U Linh trên thuyền nhảy xuống, Thân thể không ngừng tránh đi sụp đổ địa phương, nhanh chóng hướng về nơi sâu xa nhất lao đi rồi. Khi hắn đi tới nơi sâu xa nhất sau, hắn phát hiện lấp lánh hào quang màu lam đậm địa phương, này không phải là nguyên bản U Linh thuyền dưới đáy sao. Bây giờ nơi này sụp đổ hòn đá đem mặt đất bao trùm không sai biệt lắm, lập lè hào quang màu lam đậm chính là từ tảng đá cùng thạch đầu trong khe hẹp thấu đi ra ngoài diệp thần phong cẩn thận cảm ứng một phen sau đó hắn phát hiện này đến dưới có nhất cổ cực kỳ năng lượng khổng lồ nguồn năng lượng này dĩ nhiên cùng vừa vặn màu xanh lam tinh thạch thuộc về đồng nguyên này làm cho hắn lập tức hưng phấn lên hắn là từng chứng kiến u linh thuyền kiểu như châu bò rồi nếu như u linh thuyền có đầy đủ năng lượng nguyên như vậy trung châu những thần vương cảnh đó cường giả trả là cái giám gì a hát hắn có thể ngồi u linh thuyền quét ngang toàn bộ trung châu rồi nghĩ đến đây Diệp Thần Phong bắt đầu nhanh chóng đẩy ra bao trùm ở phía trên hòn đá rồi, hắn nhưng là sử dụng cả người sức mạnh, cho nên hắn đẩy ra tốc độ phi thường nhanh, khi tất cả hòn đá toàn bộ bị hắn cho đẩy ra sau đó hiện lên hiện tại hắn trong đôi mắt chính là một cái hình lập phương màu lam đậm năng lượng thật lớn tinh thạch. Diệp Thần Phong bước đầu đoán chừng một chút, khối này năng lượng màu lam đậm tinh thạch, dĩ nhiên cùng U Linh thuyền hình vuông thanh năng lượng chỗ ăn khớp, khối này tinh thạch hẳn là có thể vừa vặn hoàn toàn để vào thanh năng lượng bên trong, nói cách khác khối này to lớn màu lam đậm tinh thạch, có thể để cho U Linh Thuyền chân chính phát huy ra hết thải power đến. Diệp thần phong ở trong lòng vô hạn mơ màng thời điểm, lão Hắc Giang Vận Thiên nói tiểu tử. Người có phải hay không cao hứng quá sớm, khối này năng lượng trong tinh thạch có không ít tạp chất, trước đó khối này màu xanh ra trời trong tinh thạch một điểm tạp chất cũng không có, ta nghĩ đây là một khối không có trải qua xử lý năng lượng nguyên. Nếu như người trực tiếp đem khối này không có xử lý năng lượng nguyên để vào thanh năng lượng bên trong, chỉ sợ là không cách nào khởi động u linh thuyền. Người nhất định phải đem khối này năng lượng thật lớn nguyên bên trong tạp chất toàn bộ sắp xếp ra. Loại năng lượng này tinh thạch vô cùng đặc thù, dựa vào vậy phương pháp e sợ rất khó bài trừ trong đó tạp chất, cho dù dùng đúng rồi phương pháp, người đem khối này năng lượng khổng lồ nguyên xử lý một lần, sợ rằng cũng phải tiêu tốn không ít thời gian. Điểm trọng yếu nhất, căn cứ cảm giác của ta, khối này năng lượng nguyên là không thể đủ đập nát, nó là một cái liền nhận chỉnh thể. Nếu như khối này năng lượng nguyên vỡ vụn, như vậy nó trong đó bảng bạc năng lượng lập tức hội tứ tán biến mất. Cho nên, tiểu tử, người cũng trước đừng nóng vội trừ đi trong đó tạp chất rồi, đây không phải một ngày hay hai ngày có thể hoàn thành. Khi nghe đến lão hắc Giang Vận Thiên lời nói sau, Diệp Thần Phong cảm xúc là bình tĩnh không ít, hắn cũng cảm thấy khối này năng lượng thật lớn nguyên bên trong tạp chất, hắn bắt đầu thận trọng đem khối này năng lượng thật lớn nguyên khai quật ra rồi, hắn cũng không làm được để khối này năng lượng nguyên có bất kỳ hư hao. Không bao lâu thời điểm, Diệp Thần Phong liền hoàn hảo không chút tổn hại đem khối này năng lượng nguyên đào móc đi ra. Hắn đem khối này năng lượng nguyên gánh tại trên bờ vai, hắn vững vàng hướng về u linh thuyền đi đến tại trở về U Linh trên thuyền sau đó Diệp Thần Phong thử đem khối này có tạp chất năng lượng nguyên để vào trong hồ. Nhưng trong hồ bộ lại không có bất kỳ một tia phản ứng, bởi vậy có thể thấy được lão hắc suy đoán một chút cũng không sai, nhất định muốn không hề tạp chất năng lượng nguyên mới có thể để U Linh thuyền chân chính khởi động. Tại thử một chút sau đó Diệp Thần Phong cũng không lại dần vặt lung tung rồi, hắn bắt đầu cùng Lão Bạch, Lão Hắc trao đổi lên, lần này tử vong bóng tối người trưởng khống lão quỷ cũng phải cùng bọn hắn cùng rời đi. Thân là quỷ vật nói như vậy rời đi tử vong hắc ám lập tức hội tan tành mây khói, trừ phi có thể tìm được một cái cùng tử vong hắc ám tương đồng tính chất địa phương. Theo thời gian trôi đi, sắc trời đang chậm chậm tối xuống. Diệp thần phong bọn hắn vẫn không có manh mối, lão bạch cùng lão hắc phương pháp xử lý sẽ để cho lão quỷ có rất lớn tan tành mây khói tỷ lệ. Tại màn đêm triệt để hạ xuống được sau, lão quỷ lần nữa xuất hiện ở diệp thần phong trước mặt, làm lão quỷ nhìn thấy u linh thuyền thời điểm. Hắn cũng là than thở không ngớt. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cùng lão hắc Giang Vận Thiên hư ảnh lại từ diệp thần phong bên trong thân thể phù hiện ra, lão quỷ nói ra, ngô thiếu, giang thiếu, các người cũng biết tử vong trong bóng tối cơ duyên xác thực là có không ít, nhưng là vì tử vong bóng tối tính đặc thù, rất nhiều cơ duyên bên trong đều có tử khí cùng các loại oán khí tồn tại, những này mặt trái nhân trai hội theo cơ duyên đồng thời tiến vào người đoạt giải trong cơ thể. Tuy nhiên tại thu được cơ duyên sau, trong khoảng thời gian ngắn hay là có thể tăng lên một ít thực lực, thế nhưng chờ sau này thực lực càng đi lên, những này bất lương nhân tố liền sẽ hiện lên, đến lúc đó sẽ trở thành người tu luyện tâm ma, chỗ lấy tử vong trong bóng tối cơ duyên không thích hợp người tu luyện lấy được, cuối cùng chỉ biết cái được không đủ bù đắp cái mất. Lão Bạch cùng Lão Hắc ngược lại cũng biết Lão Quỷ nói chính là sự thực. Trước đó bọn hắn muốn cho Lão Quỷ cho một ít không có tác dụng phụ cơ duyên. Nếu này không có rồi, như vậy cũng chuyện tốt thôi. Dù sao thu được U Linh Thuyền đã là cực kỳ tốt được rồi. Trong chớp mắt, Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh nói có. Nếu như là cái biện pháp này lời nói, ra như vậy quỷ ngươi rời đi tử vong hắc ám đến cũng hẳn sẽ không gặp nguy hiểm rồi. Bây giờ ở nơi này đã hạn chế pháp tắc không gian, Người trước giúp đồ nhi này của ta thanh này u linh thuyền vận đến tới gần cửa ra địa phương, để đồ nhi ta chính mình vận này to lớn u linh thuyền nhưng là quá sức. Lão quỷ cánh tay trực tiếp phung lên, rất nhanh sẽ có thần vương cảnh quỷ vật cùng thiên thần cảnh quỷ vật hướng về nơi này tụ họp. Tại lão quỷ điều khiển dưới, những quỷ vật này đồng thời vận u linh thuyền rời khỏi, mà lão quỷ không kịp chờ đợi nói ra, một thiếu, rốt cuộc là biện pháp gì. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng nhìn xem Ngô Phong dỗi rảnh. Lão Bạch cười nói, tên tiểu tử này hỗn độn trong chiếc nhẫn không phải có đèn ám tiên khí tử vong hòm quan tài đấy sao? Này tử vong hòm quan tài đã bị tên tiểu tử này luyện hóa cùng phong ấn lên. Bóng tối này tiên khí tử vong hòm quan tài bên trong, tối sung túc liền là tử khí, âm. Khí cùng oán khí rồi, này ngược lại là cùng tử vong bóng tối thuộc tính giống nhau như đúc, chỉ cần lão quỷ ngươi nguyện ý ở tại tử vong hòm quan tài bên trong, vậy chúng ta là có thể đem ngươi mang đi ra ngoài rồi, đợi được về sau chúng ta đang chậm chậm nghĩ biện pháp cho ngươi có thể trên thế gian tự do hành tẩu, đây là bây giờ an toàn nhất, cũng là thỏa đáng nhất một cái biện pháp. Lão Hắc Giang Vận Thiên là gật đầu liên tục nói, ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Tử vong hòm quan tài đích thật là thích hợp nhất lão quỷ, tử vong hòm quan tài bên trong tử khí nhưng là so với tử vong trong bóng tối còn muốn nồng nặc cùng mãnh liệt. Nói không chắc tại tử vong hòm quan tài bên trong, lão quỷ thực lực trả sẽ tăng nhanh tăng lên đây. Hơn nữa chỉ cần không sốc lên nắp quan tài, lão quỷ kia ngươi thân tại tử vong hòm quan tài bên trong, giống như là tại tử vong trong bóng tối rồi, đây là một cái biện pháp không tệ. Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh tiếp tục nói, chỉ là lão quỷ nếu như ngươi nguyện ý, như vậy ngươi muốn có chuẩn bị tâm tư, e sợ có một quãng thời gian ngươi đều phải ở lại tử vong hòm quan tài bên trong, đến lúc đó ngươi cần phải so với tại tử vong trong bóng tối càng thêm không tự do, chính ngươi muốn hảo hảo cân nhắc suy nghĩ kỹ càng, dù sao tử vong hắc ám tính nhà của ngươi rồi. Lão quỷ không do dự hồi đáp, một thiếu, giang thiếu, bất kể như thế nào, ta đều muốn rời khỏi tử vong hắc ám, năm đó ta chỉ muốn yếu cùng theo hai người các ngươi, này vẫn là lão quỷ trong lòng ta tâm nguyện, ta lão quỷ đời này chỉ sợ cũng liền dừng bước tại thần tôn cảnh, cho nên cái này ở trong lòng ta duy nhất tâm nguyện, ta muốn hoàn thành. Năm đó nếu là không có một thiếu cùng giang thiếu, liền không có hiện tại ta, nếu thượng thiên để cho ta cùng hai vị gặp nhau lần nữa rồi, như vậy ta lão quỷ lần này nhất định phải cùng tùy các ngươi rồi, ta muốn vì hai vị làm vài việc. Thấy lão quỷ nói như thế chân thành, lão bạch cùng lão hắc cũng không khuyên nữa, nếu như bọn hắn có thể nghĩ ra để lão quỷ trên thế gian hành tẩu phương pháp xử lý, ra như vậy quỷ xác thực sẽ trở thành diệp thần phong nhất cổ trợ lực. Lão Hắc Giang Vận Thiên nói, lão quỷ, chúng ta sẽ không để cho ngươi ở tại tử vong hòm quan tài bên trong quá lâu, chúng ta hội mau chóng nghĩ biện pháp cho ngươi đi ra hóng mát một chút, nhìn xem bây giờ thế giới là như thế nào. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, người rời đi trước tử vong trong bóng tối một chuyến đi đi ra bên ngoài đem cái chết phong hòm quan tài lấy ra, ngươi lại tiến vào nơi này, dù sao nơi này là đã hạn chế pháp tắc không gian. Lão quỷ nghe vậy, hắn trực tiếp mang theo diệp thần phong hướng về tử vong bóng tối cửa vào nhanh chóng lao đi rồi, mà lão bạch cùng lão hắc cũng lần nữa tiến vào diệp thần phong bên trong đan điền rồi. chương 2215, không xứng với. Sáng sớm hôm sau, noãn rung rung ánh mặt trời chiếu vào trên mặt đất, diệp thần phong từ tử vong trong bóng tối chạy ra đen như mực tử vong hòm quan tài bày đặt ở trước mặt hắn lão quỷ đã là nằm ở tử vong hòm quan tài bên trong rồi tối hôm qua diệp thần phong rời đi tử vong hắc ám sau hắn lập tức đem tử vong hòm quan tài lấy ra sau đó hắn lại tiến vào tử vong trong bóng tối hắn trước tiên đem phong ấn tử vong hòm quan tài bỏ niêm phong rồi tuy nói diệp thần phong đã đã luyện hóa được tử vong hòm quan tài nhưng đối mặt tử vong hòm quan tài tử khí, hắn lúc trước bên trong thân thể vẫn là một trận huyết khí dâng lên, dù sao bóng tối này tiên khí nhưng là giết địch một ngàn tự tổn tám trăm. Lão quỷ tại nằm vào tử vong hòm quan tài sau, hắn ngược lại là phi thường thích ứng tử vong hòm quan tài bên trong hoàn cảnh, thậm chí hắn bên trong thân thể tử khí đang tăng nhanh ngưng tụ, có thể nói tử vong hòm quan tài đối với quỷ vật tới nói là không thể thích hợp hơn được rồi. Nếu lão quỷ phi thường thích ứng tử vong hòm quan tài, Diệp Thần Phong tối hôm qua đem nắp quan tài khép lại sau đó hắn lại lần nữa đem tử vong hòm quan tài cho phong ấn lại rồi. Phong ấn tử vong hòm quan tài đối với đang ở tử vong hòm quan tài bên trong lão quỷ là không có ảnh hưởng. Giờ khắc này, bởi vì từ lâu đã luyện hóa được tử vong hòm quan tài nguyên nhân, cho nên Diệp Thần Phong có thể cảm giác được tử vong hòm quan tài bên trong nhất cử nhất động, bây giờ đã rời khỏi tử vong hắc ám, nhưng đang ở tử vong hòm quan tài bên trong lão quỷ không có bất kỳ không khỏe biến hóa này làm cho diệp thần phong lão bạch cùng lão hắc là triệt để yên tâm xuống diệp thần phong cánh tay vung lên tử vong hòm quan tài lại bị hắn thả lại hỗn độn bên trong chiếc nhẫn về phần u linh thuyền trước đó liền bị đẩy ra tử vong hắc ám sau đó được diệp thần phong cho thu nhập hỗn độn trong chiếc nhẫn rồi tử vong hắc ám là không có gì hay thăm dò được rồi kế tiếp Diệp Thần Phong phải nhanh một chút đi hướng cửu U băng sư sư vương nhất mạch địa phương, tại nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu sau. Hắn chả nhất định muốn lập lập tức chạy về đi, trong lòng của hắn vẫn là không quá yên tâm thiên nguyên cổ người bên trong thành. Cửu U băng sư sư vương nhất mạch địa phương vừa vận cùng chỗ này tiểu bí cảnh là một cái phương vị. Diệp Thần Phong lấy ra lúc trước sư vương một mạch lão tổ triệu thắng hồng ném cho ngọc bài của hắn, hắn lại xác định vừa xuống đất điểm sau thân ảnh của hắn lập tức nhanh chóng lướt ra ngoài hai ngày sau diệp thần phong trọn vẹn đuổi hai ngày hai đêm con đường hắn xuất hiện tại một mảnh trong dãy núi căn cứ ngọc bài bên trong ghi chép xuống vị trí diệp thần phong tìm tòi nửa ngày trời sau hắn đi tới một cái rộng lớn hồ nước trước ngọc bài bên trong ghi chép cửu u băng sư sư vương một mạch nơi ở lối vào hay là tại nơi này mà khối ngọc này bài cũng là mở ra cửa vào chìa khóa Diệp Thần Phong lập tức đem linh khí truyền vào ngọc bài bên trong. Tại ngọc bài bên trong ánh sáng lộng lẫy càng ngày càng rõ ràng sau đó ở trên mặt hồ nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Trong chớp mắt, ngọc bài tự chủ từ Diệp Thần Phong thủ trưởng bên trong sông ra ngoài, cả khối ngọc bài trôi nổi ở mặt hồ phía trên. Từ ngọc bài bên trong lộ ra một tầng ánh sáng màu trắng tại tầng này ánh sáng màu trắng soi sáng ở trên mặt hồ sau đó chỉ thấy nước hồ nhanh chóng xoay tròn thành một cái vòng xoáy khổng lồ tại trong nước xoáy xuất hiện một mảnh trắng xóa đây chính là cửa u bang sư sư vương một mạch sở tại địa phương lối vào rồi diệp thần phong trực tiếp nhảy vào trắng xóa bên trong khi hắn nhảy vào trong đó sau đó trôi nổi ở trên mặt hồ ngọc bài cũng trực tiếp lọt vào trắng xóa bên trong toàn bộ vòng xoáy đang nhanh chóng biến mất rồi mà khi Diệp Thần Phong trước mắt tầm mắt khôi phục thời điểm, hắn phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh bát ngát cánh đồng tuyết thượng, cái kia ngọc bài cũng một lần nữa về tới trong tay của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, chỉ thấy đỉnh đầu chính là xanh thẳm thiên không, nơi nào có cái gì nước hồ à. Bốn phía là không thể nhìn thấy phần cuối, nơi này hẳn là bị đơn độc mở ra đến rồi một cái tiểu thế giới. Nhiệt độ chung quanh phi thường thấp, nơi này ngược lại là làm thích hợp cửu u băng sư dài hạn ở trên mặt đất tầng tuyết thật dày phi thường tùng mềm chít rồi một tiếng hướng phía trước bước ra một bước diệp thần phong chân nhỏ liền trực tiếp lâm vào tầng tuyết bên trong mà ở diệp thần phong tiến vào mảnh này độc lập bên trong tiểu thế giới lúc tại tiểu thế giới này nơi nào đó cung điện hoa lệ bên trong một người trung niên nam nhân cùng hai tên lão giả bọn hắn bình thản ngồi xuống ghế tại trước mặt bọn họ hư không hiện lên một bức tranh trong đó rõ ràng là mới vừa tiến vào tiểu thế giới này Diệp Thần Phong. Hai tên lão giả bên trong, một người trong đó chính là là trước kia Triệu Thắng Hồng, một người khác chính là cửu U Băng Sư còn có một tên lão tổ Triệu Tấn Bằng, thực lực tại thần vương cảnh hậu kỳ. Về phần mặt này cho nghiêm túc, con người không ngừng đang quan sát trong hình Diệp Thần Phong đàn ông trung niên, hắn chính là sư vương một mạch bây giờ tộc trưởng Triệu Văn Vũ, đồng dạng hắn cũng là phụ thân của Bạch Tiểu Nhu, thực lực tại thần vương cảnh sơ kỳ. Từ viễn cổ thời đại bắt đầu, cửu U băng sư tất cả thành viên liền toàn bộ họ triệu rồi, có người nói ban đầu ở viễn cổ thời đại sơ kỳ thời điểm, cửu U băng sư sư vương một mạch đã nhận được long tộc trợ giúp, bọn hắn dòng họ cũng là long tộc thứ tộc trưởng đời thứ nhất ban cho. Triệu Thắng Hồng nói, đây chính là ta nói người trẻ tuổi kia rồi, tuy rằng thực lực của hắn chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, thế nhưng hắn thành tựu tương lai hẳn là sẽ không yếu. Triệu tấn bằng cao mày nói, người cũng không nên được mặt ngoài đồ vật chỗ lửa gạt, tiểu tử này không phải là mượn ngoại lực giết chết thần vương cảnh cường giả ma. Đó cũng không phải hắn chân thật thực lực, đây cũng không phải là so sánh hắn đem đến thành tựu cơ sở, hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực quá yếu, hắn không xứng với chúng ta sư vương nhất mạch công chúa. Triệu văn vũ bàn tay ở trong không khí liên tục kết ấn, chỉ thấy trước mặt hiện lên hình ảnh vặn vẹo lên, Diệp thần phong khí tức trên người dĩ nhiên trực tiếp từ trong hình truyền tới rồi, bực này có thể lan truyền hơi thở thủ đoạn ngược lại cũng quả thực không sai. Tại cảm giác được diệp thần phong khí tức sau đó ba người bọn hắn toàn bộ hơi sững sờ. Chỉ chốc lát sau, triệu tấn bằng trợn mắt nói, triệu thắng hồng, người có phải hay không mù mắt? Đây là hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong khí thế, này rõ ràng là thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khí thế A-H. Triệu Thắng Hồng là kinh ngạc nhất một người, dù sao hắn là ở đây duy nhất một cái gặp Diệp Thần Phong người, hắn rõ ràng lúc trước tự mình cảm giác được Diệp Thần Phong thực lực chân thật, hắn giải thích triệu tấn bằng, lão phu ta còn chưa tới mắt mở chân chậm trình độ đây. Lẽ nào hóa thần cảnh cùng thiên thần cảnh thật khí thế, ta đều hội phân biệt không được sao? Lúc đó tại khí linh thành thời điểm, tiểu tử này xác thực chỉ là tại hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Triệu thắng hồng nuốt hai lần nước miếng, nói hiện tại duy nhất khả năng, Tiểu tử này tại trong mấy ngày này trực tiếp từ Hóa Thần cảnh tầng 6 đỉnh phong tăng lên tới Thiên Thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Bây giờ khoảng cách khí linh thành Nam Quảng Trường sự tình mới qua bao lâu? Liền ngay cả Triệu Thắng Hồng nói ra câu nói này thời điểm, hắn cũng căn bản không thể tin được, có người có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, thực lực như thế tăng vọt đấy sao? E sợ viễn cổ thời đại sơ kỳ những kia đại năng cũng không có như vậy. Triệu Tấn bằng sắc mặt khôi phục yên tĩnh, hắn nói ra, chiếu ngươi nói như vậy, hắn trong thời gian ngắn ngủi như thế, đã vậy còn quá bất khả tư nghị tăng vào thực lực, ta thì càng thêm cảm thấy hắn không thích hợp làm chúng ta sư vương một mạch công chúa nam nhân, ta xem hắn nhất định là dùng cái gì bằng môn oai đạo, loại này tăng cao thực lực phương pháp xử lý phi thường phù phiếm, hắn bây giờ sức chiến đấu hay là liền địa thần cảnh bảy tầng người cũng so không hơn. Quan trọng nhất là hắn có thể vĩnh viễn hội dừng bước tại thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong. Triệu Thắng Hồng cũng trầm mặc không nói, hắn không có phản bác từ ngữ, ban đầu ở khí linh thành Nam Quảng Trường sự tình, trong lòng của hắn phi thường tự trách, hắn thậm chí còn cảm giác mình đối diệp thần phong thua thiệt rồi. Nhưng Triệu Tấn bằng nói không phải không có lý, muốn nhanh như vậy tăng cao thực lực, không cần một điểm thủ đoạn đặc thù làm sao có thể làm được. Mà những này thủ đoạn đặc thù là xây dựng ở phá hủy sau này tiền đồ thường. Triệu Văn Vũ cũng mở miệng, hai vị lão tổ chúng ta liền kiên nhẫn nhìn xem được rồi, ta nghĩ cái kia mấy tiểu bối sẽ đi giúp chúng ta thăm dò một cái tiểu tử này sâu cạn, nếu như hắn thật không thích hợp làm con rể của ta, như vậy chúng ta tự ra mặt khiến hắn rời đi đi. Dù sao con gái của ta cũng coi như là hắn mang tới thiên huyền giới tới, chúng ta không thể làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình đến. Triệu tấn bằng gật gật đầu, mà triệu thắng hồng là muốn nói lại thôi. Tại cửu u băng sư bên trong, có phần tộc nhân cùng tộc nhân trong lúc đó căn bản không có huyết thống, cho nên sư vương nhất mạch công chúa, đối với những kia cùng công chúa không có huyết thống thành viên tới nói, công chúa chính là là trong lòng bọn họ bên trong lý tưởng nửa kia, lại nói lấy công chúa, rất có thể liền sẽ là kế tiếp nhiệm sư vương một mạch tộc trường. Liên quan với Bạch Tiểu Nhu sự tình, bây giờ cửu U băng sư bên trong thành viên hầu như toàn bộ đã biết rồi, hơn nữa có mấy người thời khắc đang chú ý cửa vào động tĩnh E sở ngoại trừ Triệu Văn Vũ bọn hắn, đã có không ít người toàn bộ nhận ra được Diệp Thần Phong đến rồi. Chương 2216, không cách nào bình tĩnh. Sư Vương một mạch tiểu thế giới, một chỗ rộng rãi bên trong căn phòng, tại đây nơi gian phòng ngay phía trước có một khối to lớn hình vuông thủy tinh, tại đây hình vuông thủy tinh bên trong hiện lên đồng dạng là Diệp Thần Phong thân ảnh. Tại trong căn phòng này chật ních rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa người, Tại bên trong vùng thế giới nhỏ này không riêng gì sư vương nhất mạch người cư trú, phổ thông cửu u băng sư cũng là ở nơi này. Tại đoàn người phía trước nhất đứng đấy ba cái vẻ mặt kiêu căng thanh niên, ba người này chính là cửu u băng sư trẻ tuổi bên trong kiệt xuất. Một tên trong đó ăn mặc trường sam màu trắng, dáng dấp so sánh tuấn lãng tên là Triệu Phi Vũ, thực lực của hắn tại thiên thần cảnh tầng ba đỉnh phong. Một người khác thân thể khôi ngô thanh niên, tên của hắn gọi là Triệu Thành Minh, một thân thực lực tại Thiên Thần cảnh tầng 3 hậu kỳ. Một tên sau cùng vẻ mặt bình thản thanh niên, tên của hắn gọi là Triệu Hoa Thanh, một thân thực lực tại Thiên Thần cảnh tầng 3 trung kỳ. Chỗ này rộng rãi căn phòng chính là là cả tiểu thế giới phòng điều khiển, ở nơi này có thể mở ra bên trong tiểu thế giới rất nhiều cơ quan cùng phòng ngự, này hình vuông thủy tinh ngoại trừ có thể biểu hiện hình ảnh, đồng dạng có thể cho thấy thực lực của đối phương tầng thứ, vừa vặn Triệu Văn Vũ là thông qua thủ đoạn của mình cảm giác được mà ở chàng những người trẻ tuổi đồng lứa bọn hắn cũng không có thủ đoạn như vậy, bọn hắn chỉ có thể thông qua những này đến dò xét xuất Diệp Thần Phong thực lực. Tại vừa vặn biết được Diệp Thần Phong tiến vào tiểu thế giới sau, rất nhiều tuổi trẻ đồng lứa lập tức tập trung đến nơi này, bọn hắn ngược lại muốn xem xem để sư vương một mạch công chúa khuynh tâm người rốt cuộc là có tam đầu lục tí đâu này. Hay là cái gì, bọn hắn trước đó đều nghe nói Diệp Thần Phong chỉ có hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, trong lòng bọn họ đối với Diệp Thần Phong cực kỳ khinh thường. Tuy rằng bọn hắn đều chưa từng thấy Diệp Thần Phong, nhưng bọn họ có thể khẳng định trong hình người chính là Diệp Thần Phong rồi, bằng không có người tự tiện xông vào nơi này, tộc trưởng đã sớm dưới chu sát lệnh rồi. Chỉ là để những người trẻ tuổi đồng lứa không nghĩ tới, Diệp Thần Phong thực lực dĩ nhiên cũng không phải hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, mà là thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong. Ở đây hầu như tất cả mọi người không sánh bằng Diệp Thần Phong, chỉ có số ít mấy người tại về mặt thực lực vượt qua Diệp Thần Phong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thu hồi đối Diệp Thần Phong xem thường, trong đó thực lực mạnh nhất Triệu Phi Vũ, Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh, bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thủy tinh bên trong Diệp Thần Phong hình ảnh. Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh chính là sư vương nhất mạch thành viên. Bọn hắn đều cùng Bạch Tiểu Nhu có máu duyên, bọn hắn chỉ coi Bạch Tiểu Nhu là làm muội muội tới đối xử bọn hắn chỉ là ôm giúp muội muội kiểm định tâm tư, đến xem thử Diệp Thần Phong có đủ hay không tư cách trở thành bạch tiểu nhu nam nhân. Mà thực lực mạnh nhất triệu phi vũ, hắn cũng không phải sư vương nhất mạch thành viên, hắn và bạch tiểu nhu không có bất kỳ một tiêu huyết thống, hắn chỉ là phổ thông cửu u băng sư thành viên, thiên phú của hắn xác thực xem như là thật tốt, hắn có thể đủ vượt qua sư vương nhất mạch trẻ tuổi. Này làm cho hắn tại toàn bộ cửu u băng sư trong tộc đàn đều rất có uy vọng, tiểu thế giới này chính là sư vương nhất mạch tổ địa mà tại đây bên trong sư vương một mạch mới là làm chủ người quan trọng nhất là mỗi tộc trưởng đời thứ nhất đều là sư vương nhất mạch thành viên đảm nhiệm thế nhưng tại bạch tiểu nhu trở về sau đó này triệu phi vũ nhìn hy vọng hắn cho rằng chỉ cần mình cưới đến bạch tiểu nhu như vậy hắn đem đến trở thành tộc trưởng kế tiếp nhiệm vẫn là có khả năng hắn cũng có thể đánh vỡ tộc trưởng đều do sư vương một mạch đảm nhiệm quy củ hắn triệu phi vũ muốn trở thành đệ nhất nhân triệu phi vũ tại trước đó nghe nói bạch tiểu nhu đã có người mình thích đối phương chỉ là một cái hóa thần cảnh tầng sáu đỉnh phong tiểu tử hắn liền chưa từng có đem chuyện này để ở trong lòng một cái chỉ là hóa thần cảnh tầng sáu đỉnh phong tiểu tử liền muốn làm sư vương một mạch công chúa nam nhân e là cho dù tộc trưởng đồng ý phần lớn cửu u băng sư thành viên đều sẽ không đồng ý cho nên theo triệu phi vũ bạch tiểu nhu sớm liền là vật ở trong túi của hắn dù sao mặt khác hai cái thực lực không tệ triệu thành minh cùng triệu hoa thanh, bọn hắn cùng bạch tiểu nhu có máu duyên, có thể nói hắn triệu phi vũ tại cửu u băng sư bên trong không có bất kỳ người cạnh tranh rồi. Nguyên bản hết thảy đều tại triệu phi vũ trong kế hoạch, nhưng bây giờ khi biết diệp thần phong thực lực thậm chí có thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong, này làm cho hắn có một loại cảm giác nguy hiểm rồi, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không để diệp thần phong thuận lợi. Thậm chí yếu tại Diệp Thần Phong không có nhìn thấy Bạch Tiểu Nhu trước đó, Hắn liền muốn đem Diệp Thần Phong đuổi ra nơi này. Triệu Phi Vũ trong lòng cảm xúc tuy rằng âm trầm, nhưng hắn ngoài mặt vẫn là ôn hòa nói ra, "Thành Minh, Hoa Thanh, sư vương nhất mạch công chúa. Nhưng không phải là cái gì chó và mèo cũng có thể tới gần, các ngươi cũng coi như là công chúa ca ca rồi, lần này mục tiêu của chúng ta chính là tay cầm quan, xem tiểu tử này đến cùng có năng lực gì." Triệu Thành Minh tuy rằng nhìn như thô cuồng, nhưng hắn cau mày nói, "Triệu Phi Vũ, tâm tư của ngươi chúng ta đều hiểu. Tuy rằng mặt trên tán đồng rồi chúng ta có thể đem kiểm định, nhưng mà nếu như ngươi muốn tính mạng của hắn, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Triệu Hoa Thanh cũng gật đầu nói, đúng vậy, muốn cưới đến sư vương nhất mạch công chúa, ngươi Triệu Phi Vũ liền dựa vào bản lãnh của mình. Triệu Phi Vũ khóe miệng nụ cười không giảm, nhưng trong lòng của hắn lại càng thêm âm trầm, thực lực của hắn tuy nói so với Triệu Thành Minh cùng Triệu Thanh Hoa Cường, thế nhưng tại toàn bộ cửu U băng sư bên trong, Triệu Thành Minh cùng Triệu Thanh Hoa sức ảnh hưởng so với hắn lớn hơn, dưới cái nhìn của hắn nguyên nhân chính là hai người kia chính là sư vương một mạch, mà hắn Triệu Phi Vũ chỉ là phổ thông cửu U băng sư một mạch. Triệu Phi Vũ cười nói, hai vị nói đùa, ta làm sao sẽ hạ sát thủ đâu này. Ta nhưng nghe nói công chúa tại sạch ma trì bên trong, trong cơ thể nàng ma khí hẳn là hóa giải không sai biệt lắm, hơn nữa mấy ngày nay thật giống lão tổ giúp công chúa tiếp nhận rồi độc hữu tẩy lễ, e sợ lần này công chúa đi ra, thực lực của nàng sẽ tăng lên không ít. Là tiểu tử này làm hại công chúa nhập ma, đương nhiên ta cũng là một cái người ân oán phân minh, ta cũng chỉ là muốn thăm dò một cái sâu cạn của hắn, ta xem hắn căn bản là không xứng với công chúa của chúng ta. Trong khi nói chuyện, Triệu Phi Vũ nhấn xuống bên cạnh trên vách đá bên trái khối đá thứ nhất gạch, tại đây khối gạch đá ấn xuống sau đó hắn nói, liền để cho chúng ta đến xem trước một chút tiểu tử này dùng bao nhiêu năm mới tăng lên tới thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong chứ. Chỉ nhìn bề ngoài nhưng khi nhìn không ra tuổi tác của hắn. Mà đi vào tiểu thế giới này diệp thần phong, hắn từng bước từng bước tại cánh đồng tuyết bên trong hành tẩu, hắn cảm ứng tất cả xung quanh. Nhưng trong chớp mắt, một đạo ánh sáng màu lam từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt thanh diệp thần phong bao phủ ở trong đó đang bị luồng hào quang màu xanh lam này bao phủ sau đó rất nhanh ở trên bầu trời hiện lên hai cái thật to kiểu chữ 30. Thân ở bên trong căn phòng triệu phi vũ nhìn thấy thủy tinh bên trong, giữa bầu trời hiện lên 30 sau đó khóe miệng hắn nụ cười biến mất không còn chút nào, điều này đại biểu Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi. Một cái 30 tuổi thiên thần cảnh tầng hai cường giả đỉnh cao. Này, thế giới này lúc nào trở nên điên cuồng như thế? bọn hắn những thiên thần này cảnh cường giả, có cái nào không phải 700, 800, thậm chí là hơn 1.000 năm mới bước vào thiên thần cảnh. Hơn nữa bước vào thiên thần cảnh sau đó mỗi đột phá một cái tiểu tầng thứ đều phi thường khó khăn, mà Diệp Thần Phong cũng tại 30 tuổi liền có thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong thực lực. Cho dù tại trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không có điên cuồng như vậy a à. Triệu Thành Minh cùng Triệu Thanh Hoa hai người bọn họ cũng là cả người run lên một cái, ở tình huống như vậy, Bọn hắn căn bản là không cách nào bình tĩnh, trước mặt hình ảnh thật sự là quá khoa trương, từ viễn cổ thời đại sơ kỳ cho tới bây giờ cái thời đại này lịch sử bên trên, có người ở 30 tuổi liền đến thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong sao? Mà Hoa Lệ bên trong đại điện, Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn thông qua trước mặt hư không hiện lên hình ảnh, bọn hắn cũng thấy rõ ràng tất cả những thứ này, Triệu Thắng Hồng đương nhiên cũng không biết Diệp Thần Phong tuổi tác hắn nuốt xuống mấy lần nước miếng, cho dù lui vạn bước nói, trước đó Diệp Thần Phong tại hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thời điểm, hắn chính là 30 tuổi, bực này thiên phú đã là bất khả tư nghị rồi, mà bây giờ đâu này? Chỉ là Triệu Thắng Hồng không biết Diệp Thần Phong đến cùng phải hay không dùng thủ đoạn đặc thù tăng cao thực lực. Triệu Tấn bằng con mắt trợn lên lớn vô cùng, con mắt của hắn không nháy một cái nhìn xem phía trước mặt hình ảnh, hắn trong lỗ mũi hơi có chút hỗn loạn khí tức, có thể thấy được hắn giờ phút này không bình tĩnh. Về phần triệu văn vũ hắn tại sửng sốt tốt một lúc sau, hắn ánh mắt híp lại, hắn đột nhiên hứng thú, khóe miệng không tự chủ hiện lên một vệt nụ cười, hắn ánh mắt nhìn xem trong hình diệp thần phong, hắn tự nói thật không nghĩ tới a há hát. Tiểu tử này chỉ có 30 tuổi, hai vị lão tổ tại 30 tuổi thời điểm, các người cần phải cũng không có đến hóa thần cảnh tầng 6 đỉnh phong chứ. Mà bây giờ tiểu tử này tại thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, chúng ta tạm thời nhìn xem, nói không chắc tiểu tử này thật sự có thể cho chúng ta một cái kinh nghỉ đây. chương 2217, Hoàn Mỹ Thiên Phú Không thể nào tiếp thu được hiện thực này triệu phi vũ. Hắn lập tức nhấn xuống bên cạnh trên vách đá bên trái khối thứ hai gạch đá. Hắn áp chế trong lòng âm trầm, nói 30 tuổi thiên thần cảnh tầng 2 cường giả đỉnh cao. Đừng nói giỡn, hắn nhất định là dùng lệch ra. Môn, tà, đạo tăng cao thực lực, hắn chỉ là ở bề ngoài đến thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong mà thôi, sự chân thật của hắn sức chiến đấu căn bản xa thấp hơn nhiều thiên thần cảnh, cảnh giới của hắn khẳng định phi thường phù phiếm. Bên trong căn phòng còn lại cửu u băng sư trẻ tuổi cũng tỉnh táo lại, bọn hắn khi nghe đến triệu phi vũ lời nói sau, bọn hắn cũng cảm thấy không phải không có lý. Diệp thần phong chỉ là ở bề ngoài ủng có thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khí thế mà thôi, trên thế giới này làm sao có chân chính 30 tuổi thiên thần cảnh tầng hai cường giả đỉnh cao. Mà thân ở rộng lớn cánh đồng tuyết bên trong diệp thần phong. Hắn được bất thình lình một màn làm cho không biết vì sao, bao phủ lại hắn ánh sáng màu lam rất nhanh sẽ biến mất rồi, khi hắn phải tiếp tục hướng phía trước đi lúc đi, chỉ thấy tại hắn xuất hiện trước mặt một mặt năng lượng màu trắng lồng ánh sáng, năng lượng này lồng ánh sáng cơ hồ là đi ngang qua toàn bộ cánh đồng tuyết, hắn nhất định muốn xuyên qua năng lượng lồng ánh sáng mới có thể tiếp tục tiến lên. Diệp thần phong đưa bàn tay đặt tại năng lượng trên màn hào quang, năng lượng màu trắng này lồng ánh sáng thậm chí có bắn ra. Tính, giống như một chương đặc thù mỏng, mang bình thường cho tới bây giờ hắn có chút hiểu rõ rồi, xem ra này cửu u băng sư một mạch tại ý định thăm dò sâu cạn của hắn. Bạch Tiểu Nhu có thể vì hắn phấn đấu quên mình nhập ma, hắn Diệp Thần Phong đương nhiên phải hảo hảo đáp lại được rồi, hắn muốn cho cửu u băng sư tất cả mọi người biết, bạch tiểu nhu nhãn quang sẽ không kém. Tại diệp thần phong thu hồi thủ trưởng sau đó trong cơ thể hắn thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong khí thế cấp tốc tăng vọt, hắn đem thập chuyển sức mạnh phát phun tới vô cùng nhuần nhuyễn, thân ảnh của hắn bỗng nhiên hướng lên trước mặt năng lượng lồng ánh sáng đánh tới. Ô, một tiếng. Diệp thần phong dĩ nhiên trong nháy mắt xuyên qua năng lượng màu trắng lồng ánh sáng, đi tới năng lượng lồng ánh sáng mặt khác. Mà lúc này, tại hoa lệ bên trong đại điện, thấy cảnh này triệu thắng hồng, triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ, thần sắc của bọn họ lần thứ hai bỗng nhiên sững sờ. Phải biết năng lượng màu trắng này lồng ánh sáng là dùng để chuyên môn kiểm tra người tu luyện cảnh giới vững chắc. Nếu như cảnh giới không vững chắc người, như vậy thân thể tại đụng vào năng lượng trên màn hào quang sau đó thân thể của hắn sẽ trực tiếp được bắn bay ra ngoài. Mà cho dù là cảnh giới vững chắc người thân thể tại đụng vào năng lượng trên màn hào quang thời điểm, tối đa cũng chỉ có thể duy trì không bị đẩy lùi. Chỉ có cảnh giới vững như bàn thạch bền chắc không thể phá được người, thân thể tại đụng vào năng lượng trên màn hào quang, mới có thể trong nháy mắt đi xuyên qua. Diệp thần phong có thể trong nháy mắt xuyên qua năng lượng lồng ánh sáng. Nói cách khác hắn thiên thần cảnh tầng hai cảnh giới đỉnh cao không những vững chắc, hơn nữa hắn so với cái kia đột phá đến thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm người đều cường đại hơn đây chính là để triệu thắng hồng triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ cảm thấy bất khả tư nghị rồi có thể làm được để cảnh giới của mình như thế vững như bàn thạch này chứng minh rồi diệp thần phong không phải dựa vào bàng môn tà đạo tăng cao thực lực thân thể của hắn căn bản không có bất kỳ một tia tác dụng phụ nói cách khác Diệp Thần Phong chính là là một gã thứ thiệt 30 tuổi thiên thần cảnh tầng hai cường giả đỉnh cao. Triệu Văn Vũ cười nói, có ý tứ, thật là có ý tứ, 30 tuổi thiên thần cảnh tầng hai cường giả đỉnh cao, hắn đầy đủ có tư cách làm con rể của ta rồi, chúng ta cử u băng sư một mạch cũng cô đơn đã lâu, yêu cầu một vị thực lực mạnh mẽ tộc trưởng dẫn dắt chúng ta quật khởi. Chỉ cần chúng ta cho tiểu tử này đầy đủ thời gian, hắn đem đến có lẽ có thể dẫn dắt chúng ta cửu u băng sư bước lên huy hoàng. Triệu Thắng Hồng trước đó liền cảm thấy thua thiệt Diệp Thần Phong, hắn tại phục hồi tinh thần lại sau. Hắn tự nhiên cũng là khá là hưng phấn, nói đúng vậy, ta đã sớm nói tiểu tử này cùng chúng ta sư vương nhất mạch nha đầu tối xứng đôi. Lần này có rất nhiều người đều tại chú ý tiểu tử này, tại bọn hắn nhìn thấy tiểu tử này biểu hiện sau đó e sợ đến lúc đó bọn hắn toàn bộ đều sẽ ngậm miệng rồi. Trước đó một mực không coi trọng Diệp Thần Phong Triệu Tấn Bằng, hắn cũng liền liền thở dài, hắn nói, triệu thắng hồng, xem ra ngươi lão giả này ánh mắt trả thật là tốt khiến, tiểu tử này thật không tệ. Chúng ta đang tiếp tục xem hắn kế tiếp ở thiên phú thượng biểu hiện đi. Về phần chỗ kia trẻ tuổi vị trí trong phòng. Làm tất cả mọi người tại chỗ nhìn thấy Diệp Thần Phong trong nháy mắt xuyên qua năng lượng màu trắng lồng ánh sáng sau đó bọn hắn từng cái nội tâm là chấn động vô cùng. Người bình thường chỉ có thể để cảnh giới đến vững chắc tầng thứ, muốn đến vững như bản thạch chuyện này không có khả năng lắm trừ phi yếu cố ý không đột phá cảnh giới, một mực không ngừng đánh bóng tích lũy, cuối cùng mới có thể đến vững như bàn thạch. Bình thường ai sẽ truy cầu vững như bàn thạch, chỉ cần đến vững chắc là được rồi, liền ngay cả triệu phi vũ, triệu thành minh cùng triệu hoa thanh ba người này, bọn hắn ban đầu ở thiên thần cảnh tầng hai đỉnh phong thời điểm, bọn hắn cũng không cách nào trong nháy mắt xuyên qua năng lượng lồng ánh sáng. Chỉ là có thể duy trì không bị năng lượng lồng ánh sáng cho bắn bay ra ngoài. Triệu Phi Vũ cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo rồi, nội tâm hắn âm trầm từ từ phù hiện ở trên mặt, Diệp Thần Phong biểu hiện là một lần lại một lần vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh bọn hắn đối Diệp Thần Phong ngược lại là thật hài lòng rồi, chân chính 30 tuổi thiên thần cảnh tầng hai cường giả đỉnh cao, này tại viễn cổ thời đại sơ kỳ cũng chưa từng xuất hiện, này còn có cái gì không xứng với Bạch Tiểu Nhu. Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần Phong kế tiếp biểu hiện, thấy Triệu Phi Vũ không có động tác, bọn hắn giúp đỡ Triệu Phi Vũ nhấn xuống bên trái khối thứ ba gạch đá, ánh mắt của bọn họ chăm chú nhìn to lớn thủy tinh bên trong hình ảnh. Chỉ thấy trong hình, xuyên qua năng lượng lồng ánh sáng Diệp Thần Phong, tại thân thể của hắn bên trái xuất hiện từng mặt to lớn chiêng trống. Từ Diệp Thần Phong bên trái bắt đầu không ngừng hướng phía trước kéo dài, tổng cộng có 10 mặt to lớn chiêng trống mà Diệp Thần Phong trước mặt trên mặt đất tầng tuyết cũng đã biến mất, trên mặt đất xuất hiện từng cái từng cái vết chân, mỗi cái vết chân vừa vặn đối ứng một mặt chiêng trống. Này chính là kiểm tra người tu luyện thiên phú. Người tu luyện nhất định muốn dẫm ở trên mặt đất vết chân bên trong mới có thể tiến lên, mỗi bước vào tương ứng một cái vết chân bên trong, đối ứng một mặt to lớn chiêng trống cũng sẽ bị vang lên. Thiên phú người càng tốt hơn, có thể vang lên chiêng trống càng nhiều, một khi vượt không ra bước, vậy thì chứng minh thiên phú của ngươi đến thực hạn. Triệu Phi Vũ đang nhìn đến Triệu Thành Minh mở ra kiểm tra thiên phú, hắn chậm trì hoãn thần, hắn lúc trước nhưng là để bảy mặt chiêng trống vang lên, lúc trước chả đã kinh động tộc trưởng cùng lão tổ đây. Mà Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh cũng chỉ là để sáu mặt chiêng trống vang lên mà thôi. Theo Triệu Phi Vũ Diệp Thần Phong có thể trẻ tuổi như vậy quá mức liền đến thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, trong đó thiên phú hẳn là chiếm cứ không được quá lớn tỷ lệ, cho dù thiên phú người tốt đến đâu, cũng không khả năng tại 30 tuổi đến thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, nhất định là Diệp Thần Phong đã lấy được to lớn gì cơ duyên, chỉ cần Diệp Thần Phong thiên phú kém hắn, như vậy hắn vẫn là có hy vọng ngăn cản Diệp Thần Phong cùng Bạch Tiểu Nhu sự tình. Mà lúc này, Diệp Thần Phong nhìn xem phía trước mặt lại xuất hiện biến hóa, hắn thử bước ra bước chân, hắn muốn không đạp ở vết chân bên trong thử một lần, có thể có nhất cổ lực cản lập tức khiến hắn đạp không dưới bước chân, xem ra chỉ có thể đạp ở vết chân bên trong mới có thể tiếp tục tiến lên. Tại bước đầu hiểu được sau, Diệp Thần Phong chậm rãi thở ra một hơi, hắn trực tiếp bước chân vào cái thứ nhất vết chân bên trong. Hắn cảm giác vô cùng dễ dàng, kèm theo đạp ở cái thứ nhất vết chân bên trong, đùng. Một tiếng, lần đầu tiên to lớn chiêng trống nhất thời được gõ mà hắn lại không có bất kỳ cảm giác gì. Kết quả là, Diệp Thần Phong lập tức bước chân vào cái thứ hai vết chân, cái thứ ba vết chân, cái thứ tư vết chân, thứ năm vết chân, thứ sáu vết chân, cái thứ bảy vết chân, cái thứ tám vết chân, thứ chín vết chân cùng cái người thứ 10 vết chân bên trong. Mà kèm theo Diệp Thần Phong bước vào lần lượt chân ấn bên trong, tùng tùng tùng. Tiếng chiêng trống cũng không ngừng vang lên. Diệp thần phong căn bản không có cảm giác đến bất kỳ lực cản, hắn bước qua này 10 cái vết chân đều dị thường ung dung, tổng cộng thời gian cũng chỉ tốn ước chừng mấy giây mà thôi, hắn trong lòng có chút nghi ngờ, đây coi là cái gì kiểm tra. Này không khỏi cũng rất đơn giản chứ. Nếu để cho cửu U băng sư người biết Diệp thần phong ý nghĩ trong lòng, bọn hắn e sợ cũng bị tức giận thổ huyết bỏ mình, phải biết thiên phú có thể vang lên 10 mặt chiêng chống người, chỉ có tại viễn cổ thời đại cửu U băng sư bên trong mới xuất hiện qua, thiên phú có thể vang lên 10 mặt chiêng trống, này được gọi là hoàn mỹ thiên phú, này tại cửu U băng sư bên trong nhưng là trí cao vô thượng thiên phú. Liền ngay cả hôm nay tộc trưởng cùng lão tổ, bọn hắn năm đó thiên phú cũng chỉ có gõ 8 mặt chiêng trống mà thôi, càng đi lên thì càng khó vang lên, hơn nữa bọn hắn mỗi bước ra một bước đều làm chật vật, nào có như diệp thần phong như thế so với uống nước chả đơn giản chương 2218, ngồi không yên. Hoa lệ bên trong đại điện, bầu không khí có vẻ thập phần yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh có phần quỷ dị. Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong như thế thích ý ung dung đã tới hoàn mỹ thiên phú, bọn họ là trong nháy mắt á khẩu không trả lời được, trong lòng lật lên ngập trời sóng lớn, đây chính là chỉ có tại viễn cổ thời đại mới xuất hiện hoàn mỹ thiên phú A-Hát. Bạch Tiểu Nhu đến cùng coi trọng như thế nào một cái mạnh mẽ nam nhân. Ba vị này thần vương cảnh cường giả, tâm tình của bọn họ đều cực kỳ không bình tĩnh, chỉ chốc lát sau, Triệu Văn Vũ mới lên tiếng, xem ra là chúng ta quá tự đại rồi, lấy tiểu tử này thiên phú, tại bên trong vùng thế giới này có dạng gì thiên chi kiêu nữ không tìm được. Bây giờ nhìn lại là con gái của ta với cao a -Hát. Triệu Thắng Hồng cũng không nghĩ đến Diệp Thần Phong lại có thể biết một lần nữa Hoàn Mỹ Thiên Phú hắn lấy lại sức, nói tiểu tử này thiên phú không thể chỉ ở đây, hắn có thể như thế nhẹ nhõm đến hoàn mỹ thiên phú, này chứng minh rồi thiên phú của hắn yếu xa cao hơn nhiều hoàn mỹ. Triệu tấn bằng bây giờ là hoàn toàn phục, hắn cười nói, đúng vậy, vô cùng tốt ha Chờ đợi gặp được tiểu tử này, lão phu ta nhất định hảo hảo cùng hắn uống mấy chén rượu, lão phu ta nhưng là rất lâu không uống rượu rồi. Triệu văn vô tiện tay vung lên, tại trước mặt bọn họ trên bàn lập tức xuất hiện vò rượu cùng chén rượu, hắn nói ra, hai vị lão tổ, ta có thể có như thế ghê gớm con rể, ta hôm nay nhưng rất cao hứng, không bằng chúng ta đi tới uống mấy chén. Triệu Văn Vũ cho Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Tấn bằng phân biệt đổ đầy rượu, này chính là cửu u băng sư bên trong độc hữu băng phách lạnh rượu, rượu màu sắc là tuyết. Bạch tuyết, trắng, đổ vào rượu trong chén trả liều lĩnh uy nghiêm đáng sợ hàn khí. Triệu Thắng Hồng bưng chén rượu lên, nói ra, để những tiểu tử kia ngừng tay đi. Để Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh đi tiếp một chút hắn. Triệu Văn Vũ lập tức đưa tin cho Triệu Thành Minh, mà chỗ kia trẻ tuổi bên trong căn phòng. Tất cả mọi người đang nhìn đến Diệp Thần Phong đơn giản như vậy liền đã tới hoàn mỹ thiên phú. Bọn hắn muốn so Triệu Văn Vũ đám người không bình tĩnh hơn nhiều. Rất nhiều người cũng bắt đầu tán đồng Diệp Thần Phong rồi, dù sao Diệp Thần Phong thiên phú, thực lực và tuổi tác đều đặt tại đó. Cho dù Triệu Phi Vũ cũng còn kém rất rất xa Diệp Thần Phong, muốn nói tối xứng được với Bạch Tiểu Nhu, ngoại trừ Diệp Thần Phong vẫn có thể có ai. Triệu Phi Vũ cảm xúc là hoàn toàn không kiểm soát, trên mặt hắn phẫn nộ hiện lên, hắn không thể tin được chính mình con mắt nhìn đến là thật sự. Hoàn Mỹ Thiên Phú cứ như vậy bị người đã tới, mắt thấy hắn có hy vọng nhất trở thành Bạch Tiểu Nhu nam nhân trong lòng của hắn kế hoạch toàn bộ được diệp thần phong phá hủy rồi triệu phi vũ không thể nào tiếp thu được này hiện thực hắn nhưng là cửu u băng sư trẻ tuổi bên trong thực lực mạnh nhất mà triệu thành minh cùng triệu hoa thành cũng nhận được triệu văn vũ đưa tin trong đó triệu hoa dọn đường mọi người tất cả giải tán đi tộc trưởng để hai chúng ta đi tiếp một chút vị huynh đệ này vị huynh đệ này đầy đủ thành vì chúng ta sư vương một mạch công chúa nam nhân triệu phi vũ khi nghe đến triệu hoa quải niệm lời nói sau trong lòng của hắn lửa giận càng thêm bắn ra rồi trong lòng của hắn cảm xúc triệt để không kiểm soát nắm đấm không tự chủ hướng về bên cạnh dung một cái kích vừa vặn gõ vào khối thứ tư gạch đá bên trên nhìn xem khối thứ tư gạch đá được triệu phi vũ không tự chủ đập xuống rồi triệu thành minh cùng triệu thanh hoa dưới chân bước chân hơi dừng lại một chút cũng còn tốt khối này gạch đá cũng không phải mở ra cơ quan khối này gạch đá đè xuống sau đó chỉ là thử một chút người tu luyện tại những phương diện khác có hay không năng lực. Bây giờ khối thứ tư gạch đá được ấn xuống rồi, không thể trên đường đình chỉ, Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh cũng chỉ có thể đủ tiếp tục xem trước mặt thủy tinh bên trong hình ảnh rồi. Có thể tại bằng chừng ấy tuổi ủng có thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, thiên phú lại đã tới hoàn mỹ, bọn hắn đều không cho là Diệp Thần Phong còn có thể liên quan cùng cái khác được rồi, bọn hắn chỉ là đang đợi được Triệu Phi Vũ không cẩn thận kích phát kiểm tra kết thúc. Có phần thất hồn lạc phách Triệu Phi Vũ, hắn quát lên, tiểu tử này không khả năng sẽ có bất kỳ cái gì khác thiên phú rồi, ta Triệu Phi Vũ nhưng là ngũ phẩm luyện khí sư. Tại năm đó Triệu Phi Vũ được kiểm tra suốt có luyện khí thiên phú sau đó cửu U băng sư cũng cực lực bồi dưỡng hắn luyện khí thiên phú. Vừa lúc ở viễn cổ thời đại cửu U băng sư bên trong cũng sinh ra vài tên không tầm thường luyện khí sư, rất nhiều kinh nghiệm quý báu đều ghi lại ở bản chép tay bên trên. Này Triệu Phi Vũ dựa vào bản chép tay thượng ghi chép, chính hắn tăng lên tới ngũ phẩm luyện khí sư, hắn ngược lại cũng quả thực có chút luyện khí thiên phú. Mà vừa vặn đi qua 10 mặt chiêng chống Diệp Thần Phong, hắn lại cảm thấy hoàn cảnh chung quanh thay đổi, hắn được bao phủ ở một tầng trong bóng tối, từng luồng từng luồng năng lượng từ trên người hắn đảo qua. Trong chớp mắt, từ Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu trong không khí hiện lên từng cái to lớn kiểu chữ. Đầu tiên là Luyện khí sư bát phẩm, tiếp theo là Luyện dược sư bát phẩm, sau đó là Phù sư bát phẩm, cuối cùng là Trận pháp sư tông sư cấp. Này từng cái rực rỡ kết quả khảo nghiệm tại Diệp Thần Phong đỉnh đầu hiện lên sau. Chỗ kia cung điện hoa lệ bên trong, Triệu Thắng Hồng đồng dạng không biết Diệp Thần Phong những này thân phận. Lần trước tại Khí Linh Thành Nam Nghiễm chàng cùng Diệp Thần Phong gặp mặt, Hắn không có đi càng nhiều hơn hiểu rõ Diệp Thần Phong. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Thần Phong trên đỉnh đầu hiện lên những kiểm tra này kết quả. Nguyên bản Triệu Thắng Hồng, Triệu Tấn bằng cùng Triệu Văn Vũ ba người này, bọn hắn nhìn thấy Triệu Thành Minh đám người dĩ nhiên mở ra những phương diện khác năng lực kiểm tra, bọn hắn cũng không có quá coi là chuyện to tát, dù sao khảo nghiệm này là không có nguy hiểm, đương nhiên bọn hắn cũng cho rằng Diệp Thần Phong đã có mạnh mẽ như thế thiên phú không có khả năng lắm tại cái khác năng lực phương diện cũng đột xuất rồi. Nhưng ai biết để cho bọn họ mở rộng tầm mắt một màn vẫn là đã xảy ra. Diệp thần phong không chỉ có là 30 tuổi thiên thần cảnh tầng hai cường giả đỉnh cao, hắn chả nắm giữ hoàn mỹ thiên phú, trọng yếu nhất hắn dĩ nhiên là thuốc khí phủ trận bốn người đồng tu. Hơn nữa mỗi một loại đều đã tới cao như vậy trình độ. Phải biết Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi A-Hát, 30 tuổi bát phẩm luyện dược sư. 30 tuổi bát phẩm luyện khí sư, 30 tuổi bát phẩm phù sư, 30 tuổi trận pháp tông sư. Diệp Thần phong mỗi một cái thân phận đều là khoáng cổ thước kim, từ viễn cổ thời đại cho tới bây giờ có ai có thể làm được như thế. Coi như là đơn độc vậy bát phẩm luyện khí sư, hoặc là bát phẩm luyện dược sư, hay hoặc giả là bát phẩm phù sư, hoặc là trận pháp tông sư, cũng không ai có thể tại 30 tuổi hoàn thành bốn người bên trong bất kỳ hạng nào. Triệu Thắng Hồng triệu tấn bằng cùng triệu văn vũ ba người này bọn hắn đang nhìn đến này kết quả khảo nghiệm sau đó thân thể của bọn họ không nhịn được một cái run rẩy chén rượu trong tay không có cầm chắc loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng ba tiếng ba người bọn họ chén rượu trong tay toàn bộ mất rơi trên mặt đất rượu trong ly là rơi vãi đầy đất bọn hắn trong lỗ mũi hô hấp có phần gấp gáp bọn hắn thân là thần vương cảnh cường giả uy nghiêm toàn bộ không còn sót lại chút gì rồi thân thể của bọn họ một mực không tự chủ run rẩy bọn hắn quả thực là không thể tin được chính mình tận mắt thấy tất cả những thứ này, con mắt rồn dập trợn lên so với đèn lồng còn muốn lớn hơn. Triệu văn vũ cái thứ nhất không nhịn được đột nhiên từ trên ghế đứng lên, hắn là cũng không ngồi yên nữa, thuốc khí phù trận bốn người đồng tu, hơn nữa còn có thể tại 30 tuổi liền đến loại này kiểu như châu bò trình độ, tương lai diệp thần phong đến trí tôn luyện dược sư, trí tôn phù sư, trí tôn luyện khí sư cùng đỉnh phong trận pháp sư cơ hồ là không thành vấn đề được rồi. Như vậy một cái kiểu như châu bò nam nhân muốn làm con rể của mình rồi, triệu văn vũ làm sao có thể không kích động, hắn là cũng không còn cách nào chấn định lại rồi, hắn khống chế một ít hỗn loạn khí tức sau, hắn nói ra, lão tổ, này, chuyện này quả thật là quá ra ngoài dự liệu của chúng ta rồi, con gái của ta tìm cho ta một cái dạng gì con rể coi như là viễn cổ đại năng chuyển thế cũng không có như thế nghiêu đó a. À. Triệu Thắng Hồng tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, hắn vậy đột nhiên trên ghế đứng lên, hắn hiện tại càng phát giác thua thiệt Diệp Thần Phong rồi, lần thứ nhất cùng Diệp Thần Phong lúc gặp mặt, hắn chả không có chút nào nhận thức cùng đối phương, hắn lập tức nói ra, Văn Vũ, ta nhưng ở nơi này ngồi không yên, để cái kia mấy tiểu bối đi nghinh đón khách nhân của chúng ta, tương lai con rể của ngươi, này e sợ không thích hợp chứ? ta cho là chúng ta hẳn là muốn đích thân đi một chuyến rồi. Trước đó tối không ủng hộ Diệp Thần Phong triệu tấn bằng, hắn đứng lên phá miệng mà ra nói, mấy người chúng ta tự mình đi cũng vẫn là không thích hợp, chúng ta không những muốn đích thân đi nghênh đón, hơn nữa còn yếu bằng vào chúng ta cao nhất tiếp đón quy cách, chúng ta yếu lập tức thông báo hết thải cửu U băng sư thành viên đến hoan nghênh, vì văn vũ người con rể tương lai tổ chức một hồi thịnh đại hoan nghênh yến, chúng ta vừa vặn thăm dò đã thất lễ, chúng ta nhất định muốn hết sức bồi thường lại. Triệu Văn Vũ lập tức một lần nữa cho Triệu Thành Minh đám người đưa tin, hắn đưa tin giọng diệu cực kỳ nghiêm túc, cơ hồ là hét ra, các người trước tiên không nên đi nghênh tiếp con rể của ta, chúng ta muốn vì hắn chuẩn bị cao nhất quy cách hoan nghênh tiệc rượu. Các người những người trẻ tuổi đồng lứa cũng lập tức lan tới đây cho ta, nghỉ phải cho ta làm lỡ thời gian, hỏng rồi ta thấy con rể thời gian, ta có thể không nhẹ nhàng tha cho đám bọn ngươi. Này Triệu Văn Vũ là trực tiếp không ra mặt gọi Diệp Thần Phong vì con rể, Diệp Thần Phong như vậy tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt luân thiên tài, hắn nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua A Hát. Trường 2219, được con rể. Chỗ kia trẻ tuổi bên trong căn phòng. Làm Diệp Thần Phong bát phẩm luyện khí sư, bát phẩm luyện dược sư, bát phẩm phù sư cùng trận pháp tông sư thân phận bại lộ sau ở đây cửu u băng sư hết thầy trẻ tuổi trong cổ họng toàn bộ là hút vào hơi lạnh cái kia nguyên bản lời thể son sắt nói mình chính là ngũ phẩm luyện khí sư triệu phi vũ hắn giờ khắc này trên mặt biểu lộ tái nhợt một mảnh hắn cảm giác giống như là chính mình tát mình một cái hắn phảng phất là một cái buồn cười vô cùng khiêu lương tiểu sử chỉ là ngũ phẩm luyện khí sư tại diệp thần phong bát phẩm luyện khí sư trước mặt quả thực là không thể so sánh Trọng yếu nhất Diệp Thần Phong đơn riêng chỉ là bát phẩm luyện khí sư sao? Nguyên bản chờ đợi kiểm tra sau khi kết thúc, muốn lập tức đi nghênh đón Diệp Thần Phong Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh, bọn hắn cũng tương tự không cho là Diệp Thần Phong hội có cái gì cái khác đặc thù năng lực rồi, ai biết kết quả khảo nghiệm suýt chút nữa để cho bọn họ một hơi không có chậm lại đến, kiểm tra này kết quả quả thực là đồ phá hoại tới cực điểm. Phải biết Diệp Thần Phong chỉ có 30 tuổi đây này a hát. Hắn đến cùng còn hay không là người. Thẳng đến Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh lần nữa nhận được Triệu Văn Vũ đưa tin, hai người bọn họ mới tỉnh táo lại, trên mặt bọn họ là khó mà che giấu khiếp sợ. Trong đó Triệu Thành Minh trực tiếp đem đưa tin tới âm thanh cố ý bên ngoài phóng ra, ngăn tại chàng những người còn lại nghe được Triệu Văn Vũ hầu như hết ra đưa tin sau, bọn hắn từng cái là hai mặt nhìn nhau. Tộc trưởng Triệu Văn Vũ dĩ nhiên trực tiếp xưng hô Diệp Thần Phong vì con rể. Hơn nữa còn muốn vì Diệp Thần Phong tổ chức cao nhất quy cách hoan nghênh tiệc rượu. Bất quá, ngược lại nghĩ đến Diệp Thần Phong từ kiểm tra bắt đầu cho tới bây giờ biểu hiện, ở đây những người này toàn bộ đều bình thường trở lại, có được như thế cao thiên phú, có được như thế nhiều tài năng, đây là từ xưa đến nay chưa từng có, nói cách khác tương lai Diệp Thần Phong đến cao thấp là khó có thể tưởng tượng. Rất nhiều người e sợ dùng thời gian cả đời cũng không cách nào đến bát phẩm luyện khí sư hoặc là bát phẩm luyện dược sư, lại hoặc là bát phẩm phù sư, hoặc là trận pháp tông sư, mà Diệp Thần Phong tại 30 tuổi lại đem này bốn người toàn bộ hoàn thành, đây cơ hồ có thể dùng kỳ tích cùng khó mà tin nổi để hình dung đến. Thử hỏi một chút, như vậy một cái mạnh mẽ nam nhân, lẽ nào vẫn không xứng với bọn hắn sư vương nhất mạch công chúa sao? Bây giờ xem ra là bọn hắn sư vương nhất mạch công chúa, tại Diệp Thần Phong trước mặt có vẻ hơi không xứng với rồi. Triệu Thành Minh hùng hùng hổ hổ nói: "Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh đi tập hợp, không nghe tộc trưởng đưa tin sao? Đến lúc đó đi chế, không thể thiếu phải bị tộc trưởng trừng phạt." Nói xong, Triệu Thành Minh cười ha hả đối với bên cạnh Triệu Hoa Thanh, nói: "Hoa Thanh, để này huynh đệ lấy chúng ta sư vương nhất mạch công chúa, ta Triệu Thành Minh là một trăm ủng hộ, ta tốt xấu tại bối phận thưởng cũng coi như là công chúa ca ca rồi." có thể có như vậy một cái kiểu như châu bò em rể, ta cái này làm mặt của ca ca thượng cũng có quang. Luôn luôn tỉnh táo triệu hoa thanh, trên mặt hắn cũng là không ức chế được kích động, hắn nói ra, đi, ta ngược lại thật ra muốn phải nhanh một chút nhìn thấy vị này em rể rồi, tộc trưởng chẳng trách hội thất thố, hay là chúng ta cử u băng sư một mạch lại đến quật khởi lần nữa thời khắc. Tại triệu thành minh cùng triệu thanh hoa dưới sự hướng dẫn, bên trong căn phòng một đám trẻ tuổi toàn bộ đi ra ngoài, chỉ có Triệu Phi Vũ đi ở phía sau cùng, căn cứ vừa vặn tộc trưởng đưa tin, hắn biết tộc trưởng cùng lão tổ là triệt để tán đồng diệp thần phong rồi, trong lòng của hắn dường như nuốt đại tiện bình thường khó chịu. Cả khuôn mặt chậm rãi vặn vẹo lên, đang không ngừng hít thở sâu mấy lần sau đó Triệu Phi Vũ để trên mặt giữ tợn chậm rãi biến mất rồi, hắn đem hết thảy âm trầm chôn ở trong lòng, hắn tự nói, không cái kia dễ dàng, ta Triệu Phi Vũ không cái kia dễ dàng buông tha sư vương nhất mạch công chúa là ta triệu phi vũ, ta triệu phi vũ một nhất định phải trở thành kế tiếp nhiệm cửu u băng sư tộc dài. Bất kể là ai, chỉ cần dám ngăn cản ta triệu phi vũ, như vậy ta nhất định sẽ đưa hắn triệt để hủy diệt. Triệu phi vũ đang lầm bầm lầu bầu một phen sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất ở bên trong căn phòng. Hắn biết càng là thời điểm này, hắn thì càng là yếu chấn định, hắn không thể được phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, như vậy hắn liền thật sự không hy vọng cưới đến Bạch Tiểu Nhu rồi. Mà giờ khắc này, mảnh này độc lập tiểu thế giới chỗ sâu một cái thiên nhiên bên trong hạp gốc. Tại hẻm núi chu vi bố trí làm phức tạp hơn trận pháp, mà ở hẻm núi chính giữa có một cái ao, đây chính là sạch ma trì rồi, có thể hóa giải nhập ma ma khí. Nhắm mắt lại Bạch Tiểu Nhu chính ngâm tại sạch ma trì bên trong, trong cơ thể nàng ma khí hầu như không còn sót lại chút gì rồi mấy ngày trước lão tổ giúp nàng tiếp nhận rồi tẩy lễ, tại ma khí từ từ trừ đi thời điểm. Tẩy lễ sức mạnh cũng đang chậm chậm cùng nàng dung hợp. Lúc trước Bạch Tiểu Nhu nhập ma dày nặng lực tăng vọt, tại ma khí từ từ rút đi sau đó thực lực tự nhiên sẽ giảm xuống, nhưng tẩy lễ sức mạnh làm cho nàng thứ thiệt đã nhận được không ít đột phá. Nguyên bản Bạch Tiểu Nhu thực lực chân thật tại thiên thần cảnh một tầng sơ kỳ tầng thứ, bây giờ người khí thế trên người đã tại thiên thần cảnh tầng ba đỉnh phong, nếu không phải năm đó Bạch Tiểu Nhu lúc còn rất nhỏ liền mất tích, nếu như nàng tại tổ địa bên trong trưởng thành lời nói, người hẳn là còn có thể càng sớm hơn đến thiên thần cảnh. Bạch Tiểu Nhu thân thể ngâm tại sạch ma trì bên trong, phía sau lưng của nàng tựa vào ao trên nội bích, tại ao biên giới để đó một khối đưa tin ngọc bài, trong chớp mắt đưa tin ngọc bài lấp lánh lên. Sắc mặt lành lạnh Bạch Tiểu Nhu, người có một loại cao quý cảm giác lạnh như băng, người trông rất đẹp mắt mày liễu giật giật, con mắt của nàng chậm rãi mở ra, tại người cầm lấy đưa tin ngọc bài, nghe được phụ thân triệu văn vũ chuyển tới tin tức sau, trên mặt nàng lành lạnh trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, một vệt vui sướng cùng vui vẻ tại trên mặt của nàng hiện lên, cùng vừa vặn quả thực là như hai người khác nhau rồi. Bạch tiểu nhu thân thể trực tiếp từ sạch ma chỉ bên trong nhảy đi ra ngoài đồng thời, người đã làm mặc vào một kiện tơ trắng quần áo rồi. Thân ảnh của nàng lập tức biến mất ở bên trong hạp cốc, trong cơ thể nàng ma khí nguyên bản là trừ đi không sai biệt lắm người sở dĩ không có tử sạch ma chỉ bên trong đi ra chỉ là vì củng cố một cái mà thôi về phần được kiểm tra suốt luyện dược sư các loại thân phận diệp thần phong bao phủ lại hắn hắc ám hoàn toàn biến mất rồi hắn cảm giác mặt phía bắc có rất nhiều khí tức tồn tại thân ảnh của hắn nhanh chóng hướng về mặt phía bắc tiến đến kế tiếp hắn đúng là không có gặp đến bất kỳ trở ngại đoạn đường này là thông suốt ước chừng đang nhanh chóng đuổi sau nửa giờ. Diệp thần phong dưới chân bước chân ngừng lại, trong chớp mắt mặt đất bắt đầu run rẩy trước mặt hắn một con đường trên mặt đất hết thảy tuyết động toàn bộ biến mất rồi, từ dưới mặt đất hiện lên một đầu thật dài hoa lệ thảm, này thảm trực tiếp không ngừng hướng phía trước kéo dài. Âm âm, âm âm, âm âm, thanh âm không ngừng vang lên. Trên đất thảm hai bên không ngừng có từng cây từng cây tuyết trắng cây cột sông ra, tại trên cây cột đốt lên từng cái từng cái đống lửa. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh thanh âm tại Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu gia hỏa, xem ra sư vương nhất mạch người đối với người phi thường hài lòng, phải biết cửu U Bang Sư là không thích nhất hỏa diễm, dùng hỏa diễm đến hoan nghênh một người, đây là cửu U Bang Sư bên trong cao nhất quy cách hoan nghênh, này chứng minh rồi bọn hắn một loại cực độ hữu hảo thái độ, từ xưa đến nay, có thể chịu đến cửu u băng sư nội hỏa diễm hoan nghênh người căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng cười nói, tiểu tử, mặt mũi của ngươi cũng không nhỏ nữa à. Diệp thần phong một bên nghe Lão Bạch cùng Lão Hắc lời nói, hắn một bên bước lên thảm, hắn từng bước một đi về phía trước rồi, đất này thảm dài vô cùng, hơn nữa thảm hai bên thường cách một đoạn khoảng cách đều có trụ đá, hơn nữa mỗi một cái trụ đá đỉnh chóp thượng đều có điểm đốt đống lửa, không có cái nào một cái trụ đá là ngoại lệ. Đi ước chừng một giờ, Diệp Thần Phong mới xem như là đi đến cuối con đường, ánh vào hắn trong tầm mắt chính là một cái khuôn mặt nghiêm túc đàn ông trung niên, này đàn ông trung niên đang nhìn đến hắn sau đó trên mặt rõ ràng lập tức thay đổi nghiêm túc, hiện lên một vệt nụ cười hiền hòa. Thậm chí còn chủ động tiến lên đón, ở tên này đàn ông trung niên phía sau còn đứng rất nhiều rất nhiều người tên này đàn ông trung niên chính là triệu văn vũ rồi triệu văn vũ lại đi đến diệp thần phong bên cạnh sau đó hắn đối với ở đây những người còn lại nói ra các vị đều tới xem một chút đi đây chính là ta con rể ta nghĩ các ngươi sẽ không có ý kiến chứ diệp thần phong còn không biết cái này đàn ông trung niên thân phận đây hắn được triệu văn vũ lời nói làm cho sửng sốt một chút hắn dĩ nhiên vừa vặn nhìn thấy cửu u băng sư người hắn đã bị con rể mà lập tức lại có hai cái lão đầu cũng đi tới, bọn hắn rõ ràng là Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Tấn Bằng, trong đó Triệu Thắng Hồng cười nói, tiểu huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi A-Hát. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, đi tới nơi này ngươi cũng không nên cùng chúng ta khách khí A-Hát. Trường 2220, khiêu chiến. Triệu Tấn Bằng cũng lập tức vui vẻ nói ra, tiểu huynh đệ, đem chúng ta sư vương nhất mạch công chúa giao cho ngươi chúng ta là tương đương yên tâm a -hát. tiệc rượu đã chuẩn bị xong sau đó lão phu ta cần phải hảo hảo cùng người uống mấy chén rượu ở mảnh này độc lập bên trong tiểu thế giới tổng cộng có mấy ngàn cửu u băng sư người trong đó sư vương một mạch chỉ có mấy trăm người dù sao tại trong tình huống bình thường sư vương nhất mạch thiên phú yếu xa cao hơn nhiều phổ thông cửu u băng sư lại có thêm phổ thông cửu u băng sư bên trong liền một tên thần vương cảnh cường giả cũng không có hầu như tất cả mọi người tập trung tới nơi này hoan nghênh diệp thần phong rồi trước đó cũng có rất nhiều người ở trong bóng tối lặng lẽ chú ý diệp thần phong đương nhiên rất nhiều trong lòng người đều là cực kỳ không an tĩnh thật sự là diệp thần phong biểu hiện ra tất cả quá mức kinh người rồi sư vương nhất mạch người đương nhiên hy vọng công chúa có thể tìm cái mạnh mẽ nam nhân mà bây giờ xem ra diệp thần phong là không thể thích hợp hơn được rồi bọn hắn phi thường tán thành diệp thần phong trở thành công chúa nam nhân mà phổ thông cửu u băng sư thành viên bên trong rất nhiều người trong con ngươi lập lòe âm trầm bọn hắn đem phần này âm trầm che giấu tốt vô cùng xem ra những này phổ thông cửu u băng sư tộc người bọn họ là không đồng ý bạch tiểu nhu gả cho diệp thần phong nhưng là diệp thần phong thiên phú liền đặt tại đó bọn hắn bây giờ căn bản liền phản bác mượn cớ cũng không có chỉ có thể từng cái đem hờn dỗi giấu ở trong lòng triệu phi vũ triệu thành minh cùng triệu hoa thanh các loại một đám người trẻ tuổi bọn hắn cũng trà trộn ở trong đám người rồi trong đó triệu phi vũ tuy rằng cực lực che giấu nhưng trên mặt hắn biểu lộ cực kỳ không tự nhiên tại triệu văn vũ đám người yếu lôi kéo diệp thần phong đi bọn hắn chuẩn bị xong yến hội lúc nhất cổ khí thế nhanh chóng áp sát đoàn người toàn bộ nhường ra một con đường chỉ thấy thân mang màu trắng sợi tơ quần áo bạch tiểu nhu sắc mặt nàng lành lạnh đến rồi từ trên người nàng một cách tự nhiên tản ra một loại cao cao không thể với tới Chủ vi những kia cùng Bạch Tiểu Nhu không có huyết thống trẻ tuổi, bọn hắn thậm chí cũng không dám nhìn thẳng đến xem Bạch Tiểu Nhu, này hay là chính là khí chàng đi. Xong khi Bạch Tiểu Nhu sắp tiếp cận Diệp Thần Phong thời điểm, người dưới chân bước chân tăng nhanh, cuối cùng trực tiếp nhào vào Diệp Thần Phong trong lồng ngực. Thân thể dùng sức chen lấn chen, trên mặt nàng nơi nào còn có lạnh lẽo a dường như tiểu muội nhà bên một loại, mắt to chớp chớp nhìn xem Diệp Thần Phong. Ủy khuất nói, Diệp đại ca, người rốt cuộc tìm đến Tiểu Nhu nữa à? Tiểu Nhu rất nhớ ngươi. Diệp thần phong ngón tay chỉ một chút Bạch Tiểu Nhu mũi, hắn một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Tiểu Nhu sau lưng, hắn rõ ràng cảm giác được Bạch Tiểu Nhu trong cơ thể ma khí hoàn toàn biến mất rồi, này làm cho hắn là hoàn toàn yên tâm. Hắn cười nói Tiểu Nhu, ta không phải tới tìm ngươi sao? Ta đã nói rồi. Về sau Tiểu Nhu nếu như muốn đi theo bên cạnh ta, như vậy ta sẽ không ngăn trở. Bạch Tiểu Nhu lúc này mới khuôn mặt lộ ra mỹ mỹ nụ cười, người như thằng bé con tử đã nhận được to lớn lễ vật bình thường người gật một cái nói, ừm, về sau Tiểu Nhu cũng không tiếp tục muốn cùng Diệp Đại ca ngươi tách ra. Bạch Tiểu Nhu như ỷ lại Diệp Thần Phong, này làm cho làm vì phụ thân Triệu Văn Vũ trong lòng là ghen ghét vô cùng, bất quá, nghĩ đến Diệp Thần Phong như thế kiểu như châu bò thiên phú. Trong lòng của hắn điểm ấy ghen ghét cũng tiêu tán, hắn nói ra Tiểu Nhu, Ngươi đã không muốn thay đổi về thì ra là danh tự, như vậy về sau ngươi cứ tiếp tục gọi Bạch Tiểu Nhu đi. Nguyên bản Triệu Văn Vũ là kiên định muốn cho Bạch Tiểu Nhu đổi về thì ra là danh tự, nhưng Bạch Tiểu Nhu nhất định không đồng ý. Khi nghe đến Triệu Văn Vũ giờ phút này thỏa hiệp sau, Bạch Tiểu Nhu không có xem Triệu Văn Vũ một mắt, người vẫn là nhìn xem Diệp Thần Phong, nói: "Diệp đại ca, tên Tiểu Nhu là ngươi đạt được, đời này ta đều phải gọi Bạch Tiểu Nhu." này làm cho một bên triệu văn vũ khóe mắt nhảy lên. Hắn suýt chút nữa tức giận một cái lão huyết đều phun ra, nhưng trong lòng của hắn cũng biết điều này là bởi vì Bạch Tiểu Nhu không có tại tổ địa trưởng thành nguyên nhân. Ở đây còn lại cửu U băng sư người, bọn hắn tại thấy cảnh này sau, trong lòng bọn họ suy nghĩ đều không giống nhau. Dù sao sư vương nhất mạch người là toàn bộ tán đồng diệp thần phong rồi. Mà Triệu Phi Vũ đang nhìn đến Bạch Tiểu Nhu ỉ lại tại Diệp Thần Phong trong lồng ngực, hắn trên trán bạo khởi từng cây từng cây gân xanh hơn nữa này từng cây từng cây gân xanh tại vi vi nhúc nhích tại triệu văn vũ đám người dưới sự hướng dẫn hết thảy người đi tới cực kỳ to lớn một chỗ bên trong đại điện trong đại điện đã sớm bày đầy từng cái từng cái bàn cùng cái ghế ở trên bàn để từng khay thức ăn những thức ăn này đồ ăn đều là cửu u băng sư bên trong độc hiếu mỗi một bàn thái đều là cùng băng có liên quan triệu văn vũ Triệu Thắng Hồng cùng Triệu Tấn bằng mời Diệp Thần Phong cùng bọn họ đồng thời ngồi ở chủ trên bàn, ỉ lại Diệp Thần Phong Bạch Tiểu Nhu, người đương nhiên là tại Diệp Thần Phong bên cạnh ngồi xuống. Triệu Thắng Hồng đầu tiên nâng chén, nói, sau này vị tiểu huynh đệ này chính là chúng ta cửu u băng sư người rồi, chúng ta cùng đi mời hắn một chén rượu. Kèm theo Triệu Văn Vũ cùng Triệu Tấn bằng cũng dơ ly rượu lên, ở đây những người còn lại cũng dồn dập đem chén rượu đổ đầy nhấc lên đối mặt triệu thắng hồng hảo ý của bọn họ diệp thần phong tự nhiên không thể đẩy hắn đồng dạng là dơ chén rượu lên đang uống chén rượu thứ nhất này sau đó yến hội là chân chính bắt đầu trên bàn mỗi một bàn thái đều cực kỳ không phổ thông những này đều không phải bình thường linh thái mỗi một dạng tài liệu trên trời huyền giới đều là phi thường ít thấy triệu văn vũ triệu thắng hồng cùng triệu tấn bằng ba người này bọn hắn quen thuộc cùng diệp thần phong vừa uống rượu vừa ăn món ăn bắt đầu trò chuyện bọn hắn ngược lại đúng là không coi Diệp Thần Phong là làm người ngoài. Về phần Triệu Phi Vũ, Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh các loại trẻ tuổi chỗ ở trước bàn rượu, Triệu Phi Vũ xem đến lão tổ cùng tộc trưởng là hoàn toàn tán đồng Diệp Thần Phong rồi, bàn tay của hắn là cầm thật chặt chén rượu, hắn muốn bình tĩnh cũng không cách nào bình tĩnh, hắn là giả bộ không được nữa. Triệu Thành Minh cùng Triệu Hoa Thanh nhìn xem Triệu Phi Vũ khó coi biểu lộ, hai người bọn họ kỳ thực đã sớm không ưa Triệu Phi Vũ rồi, ở trong mắt bọn họ Triệu Phi Vũ chính là một cái không hơn không kém ngụy quân tử, hoàn toàn là mặt ngoài một bộ, trong lòng một bộ. Thân thể to lớn cường tráng, tính cách trực sảng Triệu Thành Minh, hắn đối Triệu Phi Vũ giơ chén rượu lên, nói Triệu Phi Vũ, chúng ta người em rể này cũng không tệ lắm phải không? Chủ yếu nhất là tiểu nhu người yêu thích, ngẫm lại chúng ta 30 tuổi thời điểm đang làm gì mà. Ba chúng ta 10 tuổi thời điểm, liền hắn một cái đầu ngón chân cũng không sánh nổi a hát triệu phi vũ người nói đúng hay không làm người a à, bằng phẳng một chút được ta xem này huynh đệ cũng là một cái sảng khoái người một hồi các tộc trưởng bọn hắn đi rồi ta nhất định phải đi hảo hảo kết giao một cái triệu thành minh hoàn toàn không hề e rè triệu phi vũ này triệu phi vũ thường thường yêu thích lôi kéo nhân tâm chủ yếu nhất hắn thái hư giả hắn hoàn toàn không muốn cùng người như thế liên hệ Hắn cũng biết triệu phi vũ trong lòng ý đồ kia, còn không phải mượn kế tiếp nhiệm cửu U băng sư tộc trưởng vị trí ma. Triệu phi vũ nắm chén rượu thủ khẽ run, có thể là dùng quá sức nguyên nhân, cũng còn tốt chén rượu này chất liệu không bình thường, bằng không sớm đã bị hắn cho bóp nát. Phi vũ, không nên hướng về phía ta bên này xem, bây giờ tình huống không tốt lắm à ah. hát. Chỉ có người cưới vợ đã đến công chúa, người mới có hy vọng ngồi trên tộc trưởng vị trí chúng ta phổ thông cửu u băng sư một mạch, không thể vĩnh viễn sống ở sư vương nhất mạch dưới sự thống trị. Bây giờ còn có một biện pháp cuối cùng, đầu tiên phải đem tiểu tử này khí thế đè xuống. Tuy rằng tiểu tử này thiên phú chắc Việt, hơn nữa tài năng của hắn cũng không có người có thể so với, nhưng hắn dù sao chỉ là thiên thần cảnh tầng 2 đỉnh phong mà thôi, mà ngươi có thiên thần cảnh tam tầng đỉnh phong thực lực, chỉ cần ngươi có thể chiến thắng tiểu tử này, trước đem trước mắt thế cuộc đảo loạn, như vậy ngươi vẫn có hy vọng. Phi Vũ, vì nghênh tiếp khách quý của chúng ta, tìm quý khách lĩnh giáo một cái, ta nghĩ cái này cũng không tính thất lễ, những người khác cũng không có ngăn trở lý do, trừ phi tiểu tử này không dám ứng chiến, như vậy liền không thể tốt hơn rồi. Triệu Phi Vũ biết trong đầu hắn thanh âm đến từ chính phổ thông nhất mạch lão tổ, hắn lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, hắn cầm chén rượu lên hướng về hướng về Diệp Thần Phong đi tới ngay mặt cho Diệp Thần Phong mời một ly rượu sau đó hắn ở bề ngoài cực kỳ chân thành nói vị Bằng Hữu này thiên phú của ngươi để cho ta làm là bội phục không biết ta có hay không vinh hạnh cùng ngươi tỉ thí một phen đâu này còn xin ngươi thỏa mãn ta yêu cầu này chúng ta cửu u băng sư hoan nghênh người phương thức còn có so tài kính xin không sắc chỉ giáo triệu phi vũ ngược lại cũng nói không sai tại cửu u băng sư đã từng trong dòng sông lịch sử cùng quý khách luận bàn một chút cái này cũng là hoan nghênh một loại, bất quá, bây giờ cửu U băng sư nhất tộc sớm liền không dùng loại này hoan nghênh phương thức. Diệp thần phong đang uống xong triệu phi vũ kính rượu, lại nghe được triệu phi vũ lời nói sau, khóe miệng hắn lạnh nhạt phi vi, vi nổi lên, đối với triệu phi vũ loại này diễn kỹ phái, hắn vẫn là một mắt cũng có thể thấy được tới. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 111